Thiên Vu tập 13 và tập 14, Vô Thượng Thần Dương, Đại Nhật Linh Nguyên, Chém Lý Nguyên Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Vin. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thấy Lạc Anh, Tiết Thường Uyển xông vào Bạch Cốt Hàn Cung, Trần Lạc cũng chui vào từ chỗ khác. Sau khi vào Bạch Cốt Hàn Cung, Trần Lạc thêm tật phong trận cho mình, biến thành gió xoáy lướt đi. Trần Lạc thúc giục cộng hưởng linh hồn thi triển Đại Hạo Không Cộng Trấn Chi Pháp. Đại Hạo Không Cộng Trấn Chi Pháp học từ phong lão tiền bối tháp chủ đời trước của Trung ương trận tháp bị nhốt trong hố đen không gian loạn lưu. Phong Lão Tiền Bối nói đã đọc được cách cộng hưởng này trong một quyển sách cổ, không biết là ai sáng tạo, Trần Lạc cũng không biết, tuy nhiên Trần Lạc chắc chắn người sáng tạo ra Đại Hạo Không Cộng Chấn Chi Pháp là một vị tuyệt thế đại đạo, bởi vì loại cộng hưởng này sáng tạo cho trộm báu vật, khi tần suất cộng hưởng của linh hồn và trận pháp không gian đạt đến cùng tần sóng là có thể hiểu rõ kết cấu trong đó với thời gian ngắn nhất. Đại Hạo Không Cộng Chấn Chi Pháp là tồn tại nghịch thiên, chế tạo đặc biệt riêng cho trộm báu vật. Trần Lạc vừa cộng hưởng vừa phân tích các loại trận pháp, Trần Lạc là chuyên gia trộm đồ, trong 5 năm không biết đã trộm bao nhiêu cổ trận trận pháp nào nguy hiểm, trận pháp nào an toàn, trận pháp nào giấu báu vật, Trần Lạc dựa vào dao động trận pháp là biết ngay, Trần Lạc cộng hưởng xong nắm rõ trận pháp trong Bạch Cốt Hàn Cung như lòng bàn tay, có khoảng 432 trận pháp lớn nhỏ, theo dao động trận pháp thôi diễn ra tác dụng huyền diệu của nó, khoảng 10 phút sau, Trần Lạc suy đoán ra hai chỗ đặc biệt nhất, một là phù hợp không gian thủ hộ trận cường đại, cái kia là đa trọng ban lan sinh mệnh trận phù hợp không gian thủ hộ trận dùng để bảo vệ nơi quan trọng, ví dụ như kho báo đa trọng ban lan sinh mệnh trận là để giữ sự sống, theo kinh nghiệm trộm báo vật nhiều năm của trần lạc hễ là cổ tích biến mất hơn một nửa là vì gặp lực lượng cường đại không thể chống cự chìm trong sông dài lịch sử nếu gặp thiên tài thì kho báu còn giấu nhiều bảo bối nếu gặp diệt môn thì trong kho báu đã bị người cướp sạch thường vào lúc này một số cao thủ sẽ mang theo bí bảo ẩn giấu vì vậy đa trọng ba lan sinh mệnh trận cũng khả năng chứa bảo bối nên chọn như thế nào lòng trần lạc máy động phát ra linh thức tham dò vốn trận pháp có thể ngăn cách linh thức nhưng quy tắc tùng lâm tiểu linh giới biến dị tất cả trận pháp hỗn loạn một số trận pháp không thể ngăn cản linh thức bình thường không ai dám phát ra linh thức điều tra tình huống chưa biết bởi vì thật sự quá nguy hiểm sơ sẩy một cái là linh thức bị đả kích linh hồn cũng bị tổn thương nhưng trần lạc hoàn toàn không cần lo lắng loại tình huống này bởi vì linh hồn của hắn nhận hư vọng chi hỏa tịnh hóa trở nên cực kỳ cường đại linh thức cũng vậy đầu tiên trần lạc điều tra phục hợp không gian thủ hộ trận cường đại linh thức mới quét tới phù hợp không gian thủ hộ trận thì trần lạc điều tra ra có cỡ mười hơi thở tức là đã có mười người hay nhiều người hơn tụ tập tại đó trần lạc lập tức rút linh thức về chạy hướng đa trọng ba lan sinh mệnh trần Trần là không đoán sai, hiện tại trong một tòa đại điện tụ tập 10 người, gồm Hắc Ám Ma Quân thất dạ, Hai Nam Hai Nữ theo gã vào, còn có Đồ lão tà, ba người Vương tử điện hạ, bọn họ đứng trên đài cao như tế đàn chờ đợi điều gì, mới rồi bọn họ cùng biến sắc mặt, lộ biểu tình kinh ngạc, không phải ngạc nhiên vì tế đàn mà vừa rồi bọn họ cảm ứng có một linh thức cường đại dò xét, Vương tử điện hạ hoàng sợ nhỏ giọng nói, thật lợi hại, ai to gan quá vậy, dám phát ra linh thức trong Bạch Cốt Hàn cung quét tới đây, không ai dám quét linh thức lung tung trong Bạch Cốt Hàn cung hỗn loạn vì bản thân linh thức yếu ớt chỉ là một ý thức tách ra từ linh hồn không có lực công kích nếu gặp quỷ linh rất có thể sẽ bị nuốt trọn, có lẽ linh thức mạnh cỡ hắc ám ma quân thất dạ đồ lão tả đủ sức uy hiếp quỷ linh nhưng bọn họ cũng không dám quét linh thức lung tung bởi vì trong bạch cốt hàn cung không chỉ có quỷ linh còn nhiều trận pháp hỗn loạn một khi linh thức bị nhốt đà tiêu vương tử điện hạ hỏi phần lão mới rồi có bắt giữ được linh thức kia không lão nhân lương khòm đứng bên cạnh vương tử điện hạ lắc đầu nói linh thức đó chợt lóe quá khi lão nô cảm ứng được đã muộn có lẽ ma quân đồ lão tiền bối bắt giữ được vương tử điện hạ giật mình nhìn hướng hắc ám ma quân thất dạ đồ lão tà đúng là hai người đã bắt giữ được linh thức cũng phát ra linh thức đuổi theo nhưng đồ lão tà gặp một trận pháp nên vội rút về đồ lão tà nhìn hướng hắc ám ma quân thất dạ hỏi tiểu tử thất dạ có đuổi theo được không hắc ám ma quân thất dạ lắc đầu trên đường đuổi theo gã cũng gặp một trận pháp hỗn loạn nên phải rút về bà nội nó lúc trước lão tử nên học nhiều trận pháp đồ lão tà xoay quanh tế đàn đi tới đi lui không ngừng xoa tay bộ dạng nôn nóng đồ lão tà nói mặc kệ tên kia là ai chắc chắn hắn sẽ chạy tới trận pháp quái quỷ bao phủ tế đàn là cái thứ gì ta nói này tiểu vương tư huynh đệ bên cạnh ngươi chắc là một vị đại trận sư ngươi mau qua đây phá trận pháp quái quỷ này đi vương tử điện hạ nhìn lão nhân lương gù bên cạnh mình cái kia lão nhân lương gù lắc đầu nói tuy lão hù là đại trận sư nhưng không giỏi đạo phá giải đồ lão tà hùng hổ chửi cha nó hãy nhìn thông thiên lão tổ đi người ta một năm phá trận pháp hơn một nửa thế giới một lần đó mới là cao thủ biết chưa một trận pháp còn không phá được mà ngươi còn không biết ngượng tự xưng là đại trận sư có thấy xấu hổ không đồ lão tà nhìn hướng hắc ám ma quân thất dạ nói thất dạ ngươi kêu căng lắm mà lộ ra tay trái hắc ám của ngươi đi một bàn tay phá hủy trận pháp bao phủ tế đàn đi có thể dùng lực lượng tuyệt đối hủy diệt trận pháp nhưng cùng lúc đó phải chịu sức nổ từ trận pháp lúc đồ lão tà còn trẻ không để trận pháp vào mắt gặp trận pháp trực tiếp dụng lực lượng phá hủy vì điều này lão ăn nhiều trái đắng đồ lão tà từng nhiều lần suýt mất mạng từ đó về sau lão không dám tùy tiện cưỡng bức phá hủy trận pháp nữa hắc ám ma quân thất giả lắc đầu im lặng vương tử điện hạ cười bất đắc dĩ nói đồ tiền bối tạm thời không nói đến lực lượng trận pháp nổ cường đại cỡ nào dù lão nhân ra người chịu được thì thiếu bên trong cũng không chịu nổi nếu là trận pháp khác thì phá hủy cũng không sao nhưng liên quan đến trận pháp có lẽ dấu bảo bối tuyệt đối không thể tùy tiện phá hủy như vương tử điện hạ đã nói bọn họ có thể chịu được lực lượng vụ nổ nhưng bảo bối giấu trong tế đàn sẽ thành cho đối diện loại tình huống này tính cách hắc ám ma quân thất dạ nóng nảy rất là tức giận cảm giác bất lực có sức mà đánh không ra đại điện bỗng có biến động một người xông vào là người áo đen trùm đầu vành nón kéo thấp che lấp hơn phân nửa khuôn mặt chỉ lộ cái miệng đám người đồ lão tà hắc ám ma quân thất dạ phương tử điện hạ nhìn qua suy đoán không lẽ người áo đen này mới rồi phát ra linh thức dò xét một người khác xông vào theo chính là đại thống lĩnh của quang minh điện cổ du nhiên đồ lão tà định thăm dò gốc gác người áo đen thì tế đàn có biến đổi trận pháp bao phủ tế đàn sắp tán loạn bóc một tiếng vang khẽ trận pháp bao phủ tế đàn hoàn toàn tan biến vèo một tiếng hắc ám ma quân thất dạ vào vào ngay đồ lão tà chửi thề vội vàng chạy theo không biết bạch cốt hàn cung gặp chuyện gì mà bên trong đầy quỷ linh một số đầu quỷ linh cao mười thước trông cực kỳ khủng bố trần lạc chính mắt thấy cái đầu khổng lồ đỏ rực táp ba vu sư trung cấp thành mảnh nhỏ may mắn tốc độ trần lạc rất nhanh chạy qua hiện giờ trần lạc đang phá giải cơ quan trận pháp một cánh cửa gờ rào một chỗ khác trong hành lang cái đầu khổng lồ đỏ rực bay nhanh đến khoảng cách ngày càng gần hai tay trần lạc vung các phủ văn rậm rạp ngưng diễn ra ngay khi cái đầu khổng lồ đỏ rực há mồm táp tới thì văng một tiếng bóc ánh sáng nhấp nháy trần lạc đẩy cửa đá đi vào chặn cái đầu khổng lồ đỏ rực lại bên ngoài bà nội nó chủ nhân bạch cốt hàn cung không biết là vu sư hắc ám kỳ lạ gì mà sao chỗ này có nhiều quỷ linh đáng sợ quá bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim trên đường trần lạc đi đến đa trọng ban lan sinh mệnh trận thấy rất nhiều quỷ linh tạ ác nếu tránh được trần lạc cố gắng né còn không thoát khỏi thì lợi dụng trận pháp giam cảm chúng may mắn trần lạc tinh thông đạo phá giải cộng với tất cả trận pháp trong bạch cốt hàn cung đã hỗn loạn nên phá giải không khó trần lạc đã phá 11 trận pháp sau một canh giờ rốt cuộc thấy đa trọng ban lan sinh mệnh trận trong một gian nhà đá tuy đa trọng ban lan sinh mệnh trận hỗn loạn nhưng vẫn vận chuyển trong nhà đá đầy rẫy hơi thở rực sống lấp lánh năm sắc màu trong đa trọng ban lan sinh mệnh trận có hai bộ xương một bộ trồng chất lộn xộn cái khác cung xương hoàn chỉnh nhìn ra được khoanh chân ngồi chết một chiếc nhẫn xương trên tay bộ xương đó hấp dẫn trần lạc chú ý hắn tháo xuống cẩn thận ngắm nghía chiếc nhẫn xương trông rất bình thường hơi cụ nát Trần Lạc phát ra linh thức điều tra, phát hiện mấy chữ, ký ức giới chỉ bạch cốt có ý gì. Tuy Trần Lạc kiếm được nhiều bảo bối nhưng về mặt giám định thì là tay mơ, hắn ngắm nghĩa thấy chiếc nhẫn không phải vật bình thường. Trần Lạc không suy nghĩ nhiều, hắn biết bây giờ trong bạch cốt hàn cung cao thủ như mây, không thể ở lại lâu. Trần Lạc định rời khỏi trượt cảm giác không đúng, vì đống xương trắng trồng chất một bên bỗng nhúc nhích một chút, hắn chắc chắn nó có nhúc nhích. Bởi vì sau khi Trần Lạc vào nhà đá đã phát ra linh thức bao phủ chỗ này để phòng ngừa nguy hiểm không biết là thứ gì, Trần Lạc định vươn tay chạm vào nó chợt khựng lại, ngưng diễn phủ văn. Trần Lạc muốn bày trận pháp để thăm dò. Ngay khi Trần Lạc ngưng diễn ra phủ văn thứ nhất thì đống xương trắng kêu răng rắc, từng khúc xương tổ hợp lại. Một khô lâu đứng thẳng trước mặt Trần Lạc, bộ xương cao cỡ hắn, hốc mắt sâu giấy lên lửa xám, tay cầm hai cây búa xương. Khô lâu nhân rắn vách tường vung búa, lửa xám đốt cháy trong hốc mắt, miệng kêu răng rắc. Bộ dạng của nó như đang nói, lại đây cho ta làm thịt ngươi. Thấy hình ảnh này làm Trần Lạc kinh hoàng. Lần đầu hắn gặp một xương khô, khô lâu nhân vung búa, Trần Lạc lập tức ngưng diễn phủ văn, thi triển ra một trận pháp công kích, trận tượng nhấp nháy bao phủ khô lâu nhân, răng rác, một tia chớp giáng xuống, khô lâu nhân giã ra, chết rồi, Trần Lạc nhìn kỹ một lúc, tuy bụng thấy nghi ngờ nhưng vẫn ra khỏi nhà đá, tuy nhiên Trần Lạc chưa đi xa, hắn thả linh thức ra điều tra, quả nhiên không lâu sau khô lâu nhân sống lại, tổ hợp, khô lâu nhân ngoẫy đầu, duỗi tay, co chân, khô lâu nhân nhìn bốn phía kiểm tra xem mình có na toàn không, nó nhếch môi, vai run run, cha nó, khô lâu nhân chẳng những không bị giết mà còn biết người thứ tốt, bùm, cửa đá bị mở ra. Trần lạc xuất hiện. Khô lâu nhân giật mình nhảy dựng lên, nó ngạc nhiên nhìn Trần lạc. Khô lâu nhân khom lưng, hai chân giang ra, vươn đầu. nghe rằng phát ra tiếng lách cách, ngọn lửa đốt cháy trong hốc mắt Khô lâu nhân càng bùng cháy. Nó vừa nhảy vừa hơ hai lưỡi búa. Trần lạc lại ném ra một trận pháp công kích. trận tượng chưa hình thành Khô lâu nhân bỗng giơ tay lên. Khô lâu nhân ném hai lưỡi búa xuống đất, bùm một tiếng quỷ xuống. hai tay giao nhau đặt trên vai như đầu hàng, tuyên thể trung thành với Trần lạc. Trần lạc mặc kệ Khô lâu nhân tiếp tục bày trận lần này trần lạc không bày lôi điện trận mà hắn mở không gian trận tượng nhấp nháy diễn sinh ra một cái hố đen như mực khô lâu nhân thấy hố đen thì sợ ngồi bệnh dưới đất trần lạc kéo khô lâu nhân vào không gian nhanh chóng chạy tới chỗ có nhiều người nửa cảnh giới thứ hai sau trần lạc đi tới một đại sành chỗ này có hơn 100 người đang chém giết cùng đám quỷ linh gờ rào tiếng quỷ khóc vang lên trần lạc hoảng hốt thanh âm giống như cái đầu khổng lồ đỏ rực lúc trước một hơi nuốt ba vu sư trung cấp quả nhiên bên kia đại sành một cái đầu khổng lồ đỏ rực to mười thước há tong mồm xông đến khác biệt là trước mặt cái đầu có hai bóng người vọt tới trước một áo trắng hơn tuyết một đỏ rực như lửa một thanh tú tuyệt đẹp một yêu diễm quyến rũ chính là lạc anh tiết thường uyển đại quỷ linh đến không muốn chết mau chạy đi lạc anh đạp một thanh kiếm tay kéo một túi vải to vác trên vai tay kia huơ hơ kêu mọi người mau chạy trốn trần lạc thấy vậy định ra cố trận pháp rời đi ai ngờ lạc anh ở giữa không trung quát to trần phú ông thì ra người ở đây vào một tiếng trần lạc mới ngưng diễn phủ văn thì lạc anh đã lao tới kéo vai hắn lên Trần là không biết nên nói cái gì, nàng kéo ta làm chi, Trần Phú ông, không phải ngươi không vào sao, tại sao ở đây, Lạc Anh căn bản không muốn biết đáp án, hưng phấn nói, ngươi biết không, Trần Phú ông, tỷ tỷ giàu to rồi, ta và đồng bạn Thường Uyển, ủa, đồng bạn của ta đâu, Lạc Anh chợt phát hiện Tiết Thường Uyển không đi theo, nàng định quay về thì một bóng trắng chợt lóe, là Tiết Thường Uyển, Tiết Thường Uyển nghịch ngợm thè lưỡi, mau đi đi, còn Đại Quỷ Linh đi tìm bọn họ, ba người bay nhanh một lúc vút cuộc đến chỗ an toàn. Tiết Thường Uyển nhìn Trần Lạc, tuy nàng không nói nhưng đôi mắt đẹp chất vấn lạc anh thì khoe khoang chiến tích của mình mở túi vải ra lộ một đỉnh lô trần phú ông hãy nhìn xem tỷ tỷ được bảo bối gì lợi hại trần lạc nhìn đỉnh lô nhưng không thấy nó có chỗ lợi hại gì hỏi đây là thứ gì tạm thời tỷ tỷ không biết nhưng chắc là bảo khí rất loại hại lạc anh nói hai người hãy hộ pháp cho ta để xem ta có thể luyện hóa được cái đỉnh này không trước tiên bỏ vào linh hải rồi tính đừng để người khác cướp đi sau khi luyện hóa bảo khí là có thể bỏ vào linh hải lúc cần linh thức máy động là thoải mái lấy ra nhưng luyện hóa một bảo khí không dễ trần lạc nhìn lạc anh ra tay luyện hóa nói luyện hóa một bảo khí cần thời gian dài nơi này không quá an toàn lạc anh đắc ý nói trần phú ông không nhìn xem tỷ tỷ ngưng tụ linh nguyên gì người ta có lẽ cần thời gian dài nhưng tỷ tỷ thì không nàng ngưng tụ linh nguyên gì nghe ký đây tỷ tỷ ngưng tụ linh nguyên xích viêm linh nguyên xích viêm rất lợi hại sao thấy trần lạc thắc mắc tiết thường uyển giải thích rằng lúc ngươi ở trong viện trường đã học được gì mà không biết cả thưởng thức cơ bản linh nguyên xích viêm xếp thứ bốn trong linh nguyên thuộc tính hỏa lực lượng xích viêm cực kỳ cường đại thì ra là vậy hến tu gia linh nguyên là có thể luyện hóa bảo khí nhưng linh nguyên thuộc tính luyện hóa sẽ dễ dàng hơn chút đặc biệt là linh nguyên thuộc tính hỏa luyện hóa diễn hơn linh nguyên thuộc tính khác nhất là linh nguyên xích viêm xếp thứ 4 trong linh nguyên thuộc tính hỏa của lạc anh khi luyện hóa càng được ưu đãi tuy nhiên lạc anh đánh giá thấp uy lực của bảo khí nàng luyện một lúc vẫn không thành công thậm chí không được một phần mười lạc anh rất bực bội cảm thấy mất mặt lạc anh chừng trần lạc quát to trần phú ông có phải ngươi đang cười ta không Trần Lạc nhún vai không đáp, hơ, ngươi thì biết gì, cái đỉnh này càng khó luyện chế chứng minh nó càng lợi hại, không luyện, chúng ta đi chỗ truyền tống trận lúc nãy đi. Lạc Anh lại bỏ đỉnh cô vào túi vải, tiếp tục bảo, truyền tống trận đó chắc chắn đi thông mật thất gì, chúng ta mau hành động, không thể để người khác giành trước. Tiết Thường Nguyên hơi lo lắng nói, bạn đang xem Thiên Vu được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, mới rồi chúng ta đi chỗ đó có rất nhiều quỷ linh, đều cực kỳ lợi hại, e rằng rất nguy hiểm, với thực lực của ba chúng ta không vượt qua nổi. Thử thêm lần nữa, lạc anh công máu thích mạo hiểm cướp một đại đình nếm được ngon ngọt thì không chịu bỏ lạc anh kéo tiết thường uyển trần lạc chạy đi trần lạc không chống cự bởi vì lúc trước hắn điều tra kết cấu trần lạc có thăm dò được một truyền thống trận trần lạc nghĩ truyền thống trận đó hỗn loạn không thể xác định có thể truyền thống được không nên hắn không đi qua bây giờ rảnh rỗi đi xem thử cũng được tiết thường uyển lạc anh trần lạc mới đi không lâu thì gặp nam quỷ linh trần phú ông tu vi của người tháp hãy đứng một bên đi thường uyển người đối phó hai con bên phải ta xử ba con này lạc anh dứt lên người tỏa sáng tay cầm hòa kiếm sông lên, tiết thường uyển phát ra linh lực công kích, trần lạc tò mò tu vi của lạc anh, tiết thường uyển trước tiên trần lạc cảm ứng linh lực của tiết thường uyển, má ơi ẩn chứa hai hơi thở linh luân, tức là nói tiết thường uyển bước vào cảnh giới thứ ba ngưng tụ ra linh nguyên, lại mở hai linh luân, trần lạc nhớ rõ nửa năm trước lần đầu gặp tiết thường uyển thì hình như tu vi của nàng là linh lực ngũ chuyển cảnh giới thứ hai, nửa năm qua đi tiết thường uyển mở hai linh luân, chẳng phải sách có ghi vào cảnh giới thứ ba rồi rất khó mở linh luân sao? Huống chi tiết thường uyển còn mở mệnh chi linh hải linh hải cứng như đá, linh luân rất khó lay động mới đúng. khi trần lạc cảm ứng linh lực của lạc anh thì càng hoảng sợ. tu vi của lạc anh là cảnh giới thứ ba, mở năm linh luân. trần lạc thầm nghĩ, tiểu cô nương này tuổi cùng lắm cỡ ta mà sao mở năm linh luân được, khủng khiếp quá. tiết thường uyển nói một câu làm trần lạc rất cảm. lạc anh, ta thật phục ngươi, mở mệnh chi linh hải mà còn tu luyện nhanh như vậy. cái gì, lạc anh mở mệnh chi linh hải, cha nó, hai cô nương này biến thái quá, đều mở mệnh chi linh hải, một người thì hai linh luân, người kia là năm linh luân hai nàng còn là con người không trần lạc bị kích thích đả kích lớn mọi người cùng lỡ tuổi nhưng trần lạc còn kẹt tại cảnh giới thứ hai người ta sắp bước vào cảnh giới thứ tư chênh lệch quá lớn thực lực của hai thiếu nữ kinh người dư sức đối phó hai con quỷ linh lạc anh tiết thường uyển vừa đánh quỷ linh vừa trò chuyện ta đâu lợi hại bằng ngươi người thức tỉnh huyết mạch thiên sứ ngừng tụ linh nguyên quang minh ta hồng mộ chết mất ta mới ngưỡng mộ ngươi người thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng độc nhất vô nhị ngưng tụ linh nguyên xích viêm sư lợi hại thôi đi linh nguyên xích viêm mới xếp hạng 4, đâu lợi hại gì vậy mà không lợi hại linh nguyên thuộc tính hỏa là loại linh nguyên khó ngưng tụ nhất ngươi chẳng những ngưng tụ thành công mà còn là linh nguyên xích viêm nguyên trung ương học phủ không bao nhiêu người có linh nguyên thuộc tính hỏa lợi hại như ngươi ai thôi đừng nhắc nếu khi đó ta có linh lực thập truyền thì sẽ ngưng tụ ra linh nguyên càng tốt hơn tức qua ta ngừng ở linh lực cửu truyền không cách nào lên đến thập truyền nếu không thì hư hư nếu không có lẽ đã ngưng tụ ra linh nguyên thuộc tính hỏa xếp thứ ba linh lực thập truyền sao truyền thuyết thật xa xôi ta chưa thấy ai có linh lực thập chuyển trung ương học phủ có không ta cũng chưa thấy cũng không nghe nói qua trung ương học phủ chúng ta không có lạc anh một kiếm chém chết một con quỷ linh quay sang xử lý con khác lạc anh nói cửu chuyển đã là cực hạn thập chuyển thật sự rất khó không nhất định không có khả năng khi ta ở linh lực cửu chuyển hầu như dùng lực lượng biến dị huyết mạch bàn thạch còn có rất nhiều trận pháp phụ trợ lại dùng đan dược mãnh liệt tập trung vào vận chuyển linh lực ta thất bại hơn 100 lần không thể đến linh lực thập chuyển thật không biết rốt cuộc linh lực cường tới trình độ nào thập chuyển ngồi tiết thường uyển giết một con quỷ linh gật đầu, nói, ha 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 ha, ta không lớn gan như ngươi, lúc linh lực cửu chuyển đã sợ muốn chết, lỡ ngừng tụ thất bại liền tiêu đời, khi đó ta lén trùng kích thập chuyển, bị các sư phụ biết suýt mắng chết, các sư phụ nói linh lực cửu chuyển ngưng tụ linh nguyên khó khăn rất lớn, nếu thập chuyển thì càng khó hơn, ta ngẫm nghĩ cũng thấy sợ, lỡ ngừng tụ thất bại là xong, bù một tiếng, lạc anh giết con quỷ linh cuối cùng, lạc anh cảm thán rằng, như ngươi đã nói, linh lực thập chuyển căn bản là truyền thuyết xa xôi nó không chỉ cần linh lực cực kỳ biến thái mà còn có lá gan siêu biến thái, không thể thiếu một trong hai thứ. ta thật tình không tưởng tượng nổi là loại người nào khiến linh lực thập truyền. nếu thật sự có người làm được thì lạc anh ta sẽ quỷ lại hắn mười cái. tiết thường uyển bắn chết con quỷ linh thứ hai. ha 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 ha. lạc anh, đừng nói lung tung. lỡ như có cường giả linh lực thập truyền thì sao? xì, là anh ta đây còn không thể linh lực thập truyền, những người khác càng không thể nào. nếu thật sự có người thập truyền, đừng nói lại mười cái. gà cho hắn cũng được. oa, lạc anh muốn gả đi sao? nếu thật sự có người thập truyền thì gà toán có ngại gì lạc anh tiết thường uyển đang trò chuyện trợt có tiếng quý hú một con quỷ linh dương nanh muốn vớt vọt hướng trần lạc trần phú ông cẩn thận lạc anh tiết thường uyển biến sắc mặt định ra tay thì phía sang người trần lạc tỏa ánh sáng lửa cháy hừng hực bốc lên cao cả chục thước linh lực dao động khổng lồ lan tràn làm lạc anh tiết thường uyển cực kỳ giật mình linh lực thật cường đại cỡ mười vạn quân không lẽ trần phú ông đã mở năm linh luân tuy lạc anh là tay mơ trong lĩnh vực trận pháp nhưng về tu hành rất là giỏi lạc anh chỉ dựa vào dao động đã suy đoán linh lực của trần lạc cao cỡ 10 vạn quân mỗi khi mở một linh luân sẽ tăng lực lượng một vạn quân cộng lực lượng công pháp tu vi đến năm linh luân thì độ mạnh linh lực ước chừng 10 vạn quân tiết thường uyển chỉ vào trần lạc có vẻ nàng thấy chuyện gì rất khó tin lắp bắp không nói nên lời hắn 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 lạc anh cẩn thận cảm ứng linh lực của trần lạc khiến nàng nghi ngờ là không cảm nhận được hơi thở linh luân không một chút nào cũng không có hơi thử công pháp hay linh nguyên chỉ có nhất chuyển lưỡng chuyển tam chuyển lục chuyển thất chuyển cửu truyền thập truyền trời ơi lạc anh cảm ứng được thập truyền linh lực thì khuôn mặt yêu diễm quyến rũ tràn ngập giật mình bắt trợn to há hốc mồm như thấy thiên thần giáng xuống trần lạc sử dụng linh lực vận chuyển hỏa giao kình đánh ra hồn liệt diễm khai thiên tràm một chiêu giết ngay con quỷ linh đánh lén trời ơi thần ơi má ơi trần phú ông thật thật sự là linh lực thập truyền khi đó lạc anh vì khiến mình có linh lực thập truyền mà dốc hết túi ra nhưng cuối cùng không thành công vì đã trải qua khó khăn nên lạc anh thấy trần lạc thập truyền làm nàng kinh hoàng giật mình vô cùng không dám tin sự thật này nói thật mình thì tiết thường uyển không thua gì lạc anh bởi vì tiết thường uyển nhớ rõ một năm trước tu vi của trần lạc bị phế bị từ la thiên học viện trục xuất 8 tháng trước trong hội thi kim thủy vực tu vi của trần lạc là m 8 linh mạch 10 tháng trước khi tham gia thí luyện trung ương học phủ tu vi của trần lạc là linh lực ngũ truyền lúc đó uy lực một trường hổ gầm chấn đệ nhất nhân trần phú ông biến dị thấp chuyển đỗ phong miệng học máu cách thí luyện chỉ mới một tháng mà tu vi của trần lạc đã là linh lực thập truyền trời ơi tiết thường uyển không thể chấp nhận tốc độ tu luyện kinh thế hãi tục của trần lạc càng làm nàng khó tin là hắn biến thái đến nỗi linh lực thập chuyển sao trần lạc làm được không chỉ tiết thường uyển muốn biết vấn đề này mà lạc anh cũng vậy lạc anh kích động chạy tới giật mạnh hai tay trần lạc trợn to mắt bạn đang xem thiên vô được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lạc anh gào thét trần phú ông sao ngươi có linh lực thập chuyển ta cũng không biết tự nó thập chuyển tự nó thập chuyển tiết thường uyển lạc anh không hiểu cái gì gọi là tự nó thập chuyển trần lạc nói vậy là sao lạc anh ngần người sau đó tức giận giống to ngươi cho rằng lão nương là đồ ngốc sao linh lực làm sao tự mình thập truyền được nói mau cho ta biết sao ngươi làm được trần lạc không nói dối hắn bị nhốt trong hố đen không gian loạn lưu ba năm bỗng nhiên linh lực thập truyền nếu không phải chuyện này xảy ra trên người mình thì trần lạc không tin bản thân hắn còn như vậy càng đừng nói tới lạc anh tiết thường uyển trần lạc cố gắng giải thích hợp lý ta cũng không biết chuyện gì tự nhiên nó thập truyền lạc anh thấy trần lạc không có vẻ gì là nói dối nàng tan vỡ đấm ngực dậm chân lạc anh không thể chấp nhận sự thật này tức giận quát nhảm nhí lão nương sử dụng lực lượng biến dị huyết mạch phượng hoàng vận mệnh bàn thạch cộng thêm mấy chục trận pháp phụ trợ nuốt một đống linh đan hỏa bạo vẫn không thể thập truyền sao ngươi làm được người đã thức tỉnh huyết mạch trần lạc lắc đầu ngươi mở mệnh chi linh hải trần lạc lắc đầu tiết thường uyển ngơ ngác nói hắn mở linh hải thất bại là tử hải trời trời ta đã nhớ ra linh hải của ngươi chết là tử hải ui ra lão nương nhức đầu quá lạc anh bị tình huống này hù giật mình bị kích thích lớn thần kinh đau nhức lạc anh che chắn ngồi xổm xuống rất là ủ rũ lạc anh lầm bầm ông trời quá bất công ta thông minh từ chất ưu tú như vậy mà không có linh lực thập truyền cái tên này linh hải chết sao có thể thập truyền ui ra ta nhức đầu quá thật bất công sao có thể như vậy tiết thường uyển nhíu chặt mày lầm bầm càng bất công là linh lực thập truyền của hắn ẩn chứa lực lượng đến 10 vạn quân hầu như tương đương cảnh giới thứ ba mở năm linh ngân ầm. lời nói của tiết thường uyển như quả bom nổ đầu lạc anh trống rỗng đúng vậy tên này không chỉ có linh lực thập truyền độ mạnh linh lực của trần lạc hầu như là 10 vạn quân sánh bằng vu sư trung cấp mở năm linh luân trời ơi Tại sao? Dù là linh lực thập chuyển cũng không thể biến thái như vậy, không phải khả năng chịu đựng của Tiết Thường Uyển, Lạc Anh kém mà thật sự là linh lực thập chuyển, lực lượng 10 vạn quân quá kinh thế hãi tục, giống như như thấy một con kiến vác con voi chạy nước rút, rất khó chấp nhận điều này. Tiết Thường Uyển, Lạc Anh kích động, bị đả kích lớn, hai thiếu nữ đứng ngây tại chỗ thật lâu, cuối cùng đành dùng câu thằng khờ có phúc của nó để an ủi mình. Tuy tự an ủi có thể xoa dịu tâm hồn bị thương nhưng không thể chấn an trái tim kiêu ngạo của Tiết Thường Uyển, Lạc Anh, hai thiếu nữ chút hết oán hận lên người Quỷ Linh bất công quá bất công chết đi chết hết đi lạc anh điên cuồng điên cuồng bộc lộ chân thân huyết mạch biến thành một con vượng hoàng ngừa tiết thường uyển bị đả kích nặng nề cũng bộc lộ chân thân thiên sứ lạc anh tiết thường uyển cảm thấy chỉ có như vậy mới cân bằng tâm lý một chút bởi vì lực lượng linh lực thập chuyển của trần lạc quá biến thái biến thái đến nỗi chỉ là linh hải biến dị dù là mệnh chi linh hải cũng không thể sánh bằng có mỗi chân thân huyết mạch là khiến lạc anh tiết thường uyển thấy được an ủi chân thân huyết mạch của lạc anh rất cường đại nàng phóng qua đâu là toàn bộ quỷ linh bị đốt thành cho chân thân tiên sứ của tiết thường uyển càng lợi hại hơi thở thần thánh làm toàn bộ quỷ linh run rời sợ hãi có lạc anh tiết thường uyển mở đường trần lạc thong dong theo sau trần phú ông mở to mắt ra nhìn chân thân linh thạch của tỷ tỷ đây người có không người có không đồ biến thái chết tiệt trên đường đi lạc anh khoe khoang chân thân huyết mạch của mình làm trần Lạc không biết nên nói cái gì rất nhanh ba người đi tới một gian nhà đa trong nhà đá có một truyền thống trận trần lạc định dò xét trượt cảm thấy linh hải dị động không không phải linh hải dị động mà là linh lực trần lạc cảm ứng cảm thấy không ổn, dường như, dường như là linh lực của hắn đang ngưng tụ cái gì. Cha nó, không phải chứ, linh lực sắp tự mình ngưng tụ ra linh nguyên sao, thấy mặt Trần Lạc tái xanh, chán toát mồ hôi lạnh, tiết thường uyển nghi hoặc hỏi, Trần Lạc, ngươi sao vậy, sắc mặt kém quá, linh lực thập chuyển cường đại điên cuồng làm người Trần Lạc run bần bật, hắn muốn bày thủ hộ trận để hộ pháp cho mình nhưng không được, Trần Lạc khó khăn phun ra mấy chữ, ta, ta, không được, hộ pháp cho ta, Trần Lạc nói xong quanh chân ngồi, ý thức chìm vào linh hải không chế linh lực thập chuyển điên cuồng. Này này, biến thái, ngươi nói gì? Gì mà không được? Này này, Lạc Anh kêu mấy tiếng nhưng Trần là không đáp, nàng hỏi, Trần Phú ông làm sao vậy? Tiết Thường Nguyên lắc đầu ý bảo mình không biết, linh hải của hắn đã chết, mất linh hải bảo vệ thì linh lực bên trong không ổn định, hơn nữa linh lực của hắn là thập chuyển, biến thái cao tới 10 vạn quân, linh lực cường đại cỡ này đừng nói là không có linh hải, dù có linh hải chưa chắc bảo vệ được, Lạc Anh phân tích, có lẽ linh lực của Trần Phú ông chạy lung tung, Tiết Thường Nguyên hơi lo lắng hỏi, có nên giúp hắn không? Giúp sao được? ngươi không thấy linh lực của hắn tự toát ra sao à đúng rồi thường uyển hãy mau bày một trận pháp tìm cách ngừng tụ linh lực toát ra ngoài tiết thường uyển bắt đầu bày trận pháp đến ba trận pháp mới áp chế được linh lực trần lạc toát ra ngoài linh lực của hắn mạnh quá trong sách cổ đã ghi linh lực thập chuyển ẩn chứa lực lượng cùng lắm là cỡ vạn quân sao linh lực của hắn mạnh tới 10 vạn quân trời biết nhiều quyển sách ghi chép linh lực nhất chuyển chứa lực lượng trăm quân một quân tương đương lực lượng 30 cân trăm quân là ba ngàn cân linh lực thất chuyển là lực lượng ngàn quân bát chuyển là ngàn quân cử truyền là sáu ngàn quân thập truyền là lực lượng vạn quân nhưng vì sao linh lực của trần lạc mạnh đến mười vạn quân lạc anh nghĩ sao cũng không hiểu nổi lạc anh vắt óc suy nghĩ thật lâu nhưng không ra nàng lấp mạnh đầu nghiên cứu truyền tống trận trong nhà đá ủa đây là cái gì lạc anh thấy một khối linh thạch khảm trên vách tường nàng vươn tay chạm vào truyền tống trận bỗng khởi động bạch cốt hàn cung trên đại điện vương tử điện hạ cổ dung nhiên người áo đen bí ẩn đứng yên tại chỗ xung quanh đại điện có mười hai pho tượng quái vật màu xám nếu bọn họ có thể xâm nhập vào đây tất nhiên hiểu biết về bạch cốt hàn cung nhiều hơn người khác vương tử điện hạ cổ du nhiên người áo đen bí ẩn biết 12 pho tượng quái vật màu xám là 12 thủ hộ của bạch cốt hàn cung có tên là pho tượng tổ mã mỗi một con thủ hộ đều hết sức lợi hại nghe nói có thể giết đại vu sư trong thoáng chốc không biết tại sao chúng bị phong ấn ở đây bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim đương nhiên vương tử điện hạ cổ du nhiên người áo đen bí ẩn không quan tâm những điều đó bọn họ chú ý là bộ xương thủy tinh trong suốt trên ngai vàng ở đài cao đại điện xương khô thủy tinh được một tầng ánh sáng quái dị bao phủ đây là xương khô thủy tinh đây là một trong ba bí bảo của bạch cốt hàn cung vương tử điện hạ cổ du nhiên đều biết bạch cốt hàn cung có ba bí bảo thứ nhất là ký ức giới chỉ bạch cốt thứ hai là khô lâu thủy tinh thứ ba là triệu hoán thủy tinh ký ức giới chỉ bạch cốt triệu hoán thủy tinh thì vương tử điện hạ cổ du nhiên chưa thấy không biết chúng ở đâu nhưng bộ xương ngồi trên ngai vàng đó là một trong các báu vật truyền thế của bạch cốt hàn cung khô lâu thủy tinh tuy nhiên biết thì biết nhưng không ai tranh giành không phải không muốn mà vì không dám bởi vì hắc ám ma quân thất dạ đứng đó hắc ám ma quân thất dạ khoanh tay đứng thản nhiên nói một ta muốn bộ khô lâu thủy tinh này mời các vị trở về hai nam hai nữ đi cùng hắc ám ma quân thất dạ quay quanh tế đài không biết thi triển thủ đoạn gì dường như là xóa đi ánh sáng kỳ dị bao phủ tế đài hắc ám ma quân thất dạ muốn thì nhất định sẽ có được không ai dám cướp mặc dù không ai trên thế giới này biết thực lực của hắc ám ma quân thất dạ mạnh cỡ nào chỉ có một truyền thuyết về gã truyền thuyết vừa ra tay là hắc ám che trời kéo dài 7 ngày không ai biết truyền thuyết là thật hay giả không ai dám thử thăm dò vương tử điện hạ có bối cảnh cường đại không dám lão nhân nam nhân mặc giáp bên cạnh vương tử điện hạ cũng không dám cổ du nhiên không dám dù nàng sở hữu đại quang minh vô ý kiếm có thể chém hết mọi tà ác người áo đen không biết có thân phận gì thoạt trông rất lợi hại nhưng gã cũng không nhúc nhích dường như rất kiên rè hắc ám ma quân thắt dạ bỗng nhiên trận pháp bên trái đại điện nhấp nháy lão nhân bên cạnh vương tử điện hạ là một đại trận sư liếc mắt liền nhìn ra đó là một truyền tống trận quả nhiên sau khi ánh sáng lóe lên ba người xuất hiện một nữ nhân yêu diễm vác đại đình một thiếu niên áo lam khoanh chân ngồi một nữ nhân đẹp tuyệt trần ba người này chính là lạc anh tiết thường uyển trần lạc hai thiếu nữ bỗng nhiên bị truyền tống đến đại điện thấy hắc ám ma quân thất dạ thì biểu tình kinh hoàng trông thấy cổ du nhiên lạc anh kêu một tiếng sư tỷ đại điện bỗng xảy ra biến đổi lớn vù 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 mười hai pho tượng màu xám đột nhiên sống lại các pho tượng cao chính thức cầm cây đinh ba phát ra tiếng cầm giận dữ Cẩn thận, đây là 12 thủ hộ pho tượng tổ mã của Bạch Cốt Hàn Cung, hung tàn khát máu, có thể chớp mắt giết đại vô sư, cổ du nhiên xông lên trước nhất, lập tức rút ra đại quang minh vô ý kiếm. Lạc Anh, Tiết Thường Uyển không biết cái gì gọi là 12 thủ hộ pho tượng tổ mã, nghe nói nó có thể giết đại vô sư trong chớp mắt thì vội bộc lộ chân thân huyết mạch. Cùng lúc đó, lão nhân ra cố trận pháp che chở vương tử điện hạ, nam nhân mặc giáp quá to, giơ trường đao trước mặt, 12 thủ hộ pho tượng tổ mã bỗng biến thành màu đỏ, cầm giống xông lên lúc này hắc ám ma quân thất dạ nhúc nhích gã nhẹ nâng tay ngón trỏ chỉ một cái một vệt sáng đen khuếch tán nhanh chóng 12 thủ hộ pho tượng tổ mã khựng giữa không trung hóa đá mọi người kinh hoàng nhìn hình ảnh này hắc ám ma quân thất dạ thật sự quá khủng bố không biết gã sử dụng thủ đoạn gì mà giơ tay đã chấn áp 12 thủ hộ pho tượng tổ mã nghe đồn cái tên thất dạ là do tay trái hắc ám che trời không ai chứng kiến truyền thuyết này Tuy nhiên hắc ám ma quân thất dạ giơ tay chấn áp 12 thủ hộ pho tượng tổ mã đủ khiến cổ dung nhiên không nghĩ ra thực lực của ma quân thất dạ khủng bố đến đâu. Cờ rào, thoáng chốc một tiếng quỷ hú đứt tai vang lên, thanh âm chấn điện vàng lắc lư, bù một tiếng, bên phải đại điện thùng một cái lỗ to, một người chui ra ngoài, đó là một lão nhân, dưới mũi lão có rúm dâu trắng rất bắt mắt, chính là đồ lão tà, thoạt trung tình trạng của đồ lão tà khá tệ, hơi chật vật, đồ lão tà chạy vào đại điện lập tức quát to, bà nội nó, chạy mau, ma vật thâm uyên đến, ma vật thâm uyên thâm uyên là cái gì đó là chứng kinh khủng nhất thiên địa bên trong tụ tập tồn tại cường đại khủng bố nhất thiên địa nghe nói có ma vật thâm uyên đám người vương tử điện hạ cổ du nhiên kinh hoàng ra đầu tê dại bỏ chạy ngay bọn họ chỉ có nước chạy ngăn cản nói đùa cao thủ như đồ lão tà còn chật vật chạy trốn đồ ngu mới ở lại chờ chết nhưng khi cả đám chạy trốn thì đã muộn màng màu đỏ bao phủ đại điện đúng vậy là màu đỏ màu đỏ cuồn cuộn như nước sôi bốc hơi mù mịt trước mắt điện vàng biến thành đại điện đỏ người áo đen chạy nhanh nhất nhưng chết cũng mau nhất người áo đen vừa chạm vào màu đỏ là cơ thể tan thành bãi máu thấy hình ảnh này đám người vương tử điện hạ cổ du nhiên không dám trốn bị hù ngu người lão nhân lưng ngủ quỳ xuống đất đồ tiền bối cầu xin người hãy cứu vương tử điện hạ bây giờ đồ lão ta không dành quan tâm lão nhân lưng ngủ bát trưởng lão nhìn bốn phía xoẹt trên nóc đại điện cuồn cuộn máu loãng xuất hiện một cái đầu mơ hồ dữ tợn phản vạo phát ra thanh âm cực kỳ khó nghe nhân loại hèn hạ nếu người đã triệu hoán ta ra thì hãy hiến tế đi triệu hoán đám người cổ du nhiên vương tử điện hạ nhìn hướng đồ lão tà nếu ánh mắt có thể giết người thì đồ lão tà đã bị bọn họ trừng tan xác cha nó ma vật thâm uyên nhà ngươi thật là không biết xấu hổ rõ ràng tự ngươi chạy ra sao có thể vu oan cho lão tử đồ lão tà gào thét đồ xấu xí nhà ngươi hôm nay coi như ngươi may lão tử không mang theo phục ma đình không thì lão tử giết ngươi nhưng lão tử phải nhắc nhở ngươi một câu biết điều thì mau cút về có thấy vị gia này không đây là ma quân thất dạ tiếng tăm lừng lẫy người ta đã từng xông vào thâm uyên các ngươi hắc ám ma quân thất dạ từng xông vào thâm uyên trời ơi có thật không mọi người khó tin nhìn hắc ám ma quân thất dạ nam nhân vô cùng đẹp trai bất đắc dĩ lắc đầu nói đồ lão tà ơi đồ lão tà người thật khiến người ta nhức đầu tiểu tử thất dạ còn đứng đó làm gì khô lâu thủy tinh của lão tử xảy ra vấn đề nên không mang theo người mau ra tay đi thôi nếu lần này không phải vì vị huynh đệ của mộ ta thì ta tuyệt đối không lo đồ lão tà hỏi tiểu huynh đệ gì tiểu tử thất dạ có ý gì cái đầu đỏ khổng lồ trên nóc đại điện bỗng há to mồm gầm giống hiến tế nhân loại ti tiện hắc ám ma quân thất dạ khoanh tay đứng hờ hững nhìn ma vật thâm uyên hắc ám ma quân thất dạ phu một chữ cốt hắc ám ma quân thất dạ dứt lời bóng tối bao phủ vương tử điện hạ cổ du nhiên tết thường uyển lạc anh cảm thấy có linh tức hắc ám cường đại từ trên trời giáng xuống linh tức đè ép đám người vương tử điện hạ cổ du nhiên tết thường uyển lạc anh du lầy bầy bọn họ không chống đỡ nổi té xuống đất lão nhân lương gù nam nhân mặc giáp trắng cổ du nhiên cũng quỳ dạp dưới đất bùm 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 12 pho tượng tổ mã trong đại điện tan nát biến mất, màu đỏ cuồn cuộn bị hắc ám đè vặn vợ tán loạn, ma vật thâm uyên đỏ phát ra tiếng gào đau đớn, không chống đỡ nổi, ma vật thâm uyên bù một tiếng biến thành đoàn máu tan biến, đã chết, ma vật thâm uyên khủng bố cứ thế chết đi, ma vật thâm uyên bị linh tức cường đại của hắc ám ma quân thất giả ép chết, nếu không chính mắt trông thấy thì không ai tin điều này là thật, chỉ dựa vào linh tức hắc ám đè chết ma vật thâm uyên, thực lực thật sự của hắc ám ma quân thất giả khủng bố đến đâu, mãi khi hắc ám biến mất, đám người cổ du nhiên, tiết thường uyển, lạc anh lão nhân lương ngủ nam nhân mặc giáp vương tử điện hạ té ngửa mặt trắng bệch thở hồn hền kinh hoàng nhìn hắc ám ma quân thất dạ. trực trực tiểu tử thất dạ, thật là càng lúc càng biến thái đồ lão tà ghen tị nói cứ tiếp tục phát triển thì qua vài năm nữa phục ma đỉnh của lão tử không nhốt được ngươi thấy hắc ám ma quân thất dạ nhìn hướng cổ du nhiên đồ lão tà cũng dương mắt nhìn qua đôi mắt tì hí trợn to đồ lão tà kinh kêu bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim ủa tiểu anh tử tiểu thiên sứ ôi chao tiểu tử biến thái tại sao ở đây trông thấy đồ lão tà lạc anh như đứa con nít làm lỗi đồ ra ra ta tiểu tử biến thái đang làm gì đồ lão tà tới gần hơi tò mò chúng ta và trần phú ông à không và trần lạc cùng nhau mạo hiểm thì hắn bỗng nhiên nói không được gì đó rồi cứ như vậy cái gì không được đồ lão tà định chạm vào trần lạc bỗng nhiên có ánh sáng đen bao phủ hắn đồ lão tà không cần nhìn cũng biết là hắc ám ma quân thất dạ bắn ra dạ ánh sáng đen đồ lão tà xoay người hỏi tiểu tử thất dạ có ý gì hắc ám ma quân thất dạ im lặng chỉ nhìn trần lạc chằm chằm chậm rãi đến gần đồ ra ra hắn lạc anh tiết thường uyển thấy hắc ám ma quân thất dạ đến gần tuy rất sợ nhưng vẫn bộc lộ chân thân huyết mạch biểu tình đồ lão tà hiếm khi nghiêm túc nói thất dạ tiêu tử này là học tử của trung ương học phủ chúng ta nếu ngươi dám đụng vào một cọng lông của hắn thì hôm nay lão tử có liều mạng già cũng sẽ đồng quy vô tận với ngươi đồ lão tà hiểu lầm hắc ám ma quân thất dạ mỉm cười nói dù hôm nay mộ ta đại khai sát giới giết sạch người chỗ này bao gồm vương tử điện hạ bên kia hay đồ lão tà ngươi thì mộ ta tuyệt đối sẽ không đụng một cọng lông của hắn ngươi ngươi có ý gì đồ lão tà khó hiểu hỏi tại sao bởi vì hắn là huynh đệ của mộ ta lý do này đã đủ chưa huynh đệ trần phú ông là huynh đệ của hắc ám ma quân thất dạ tướng tam lừng lẫy lạc anh tiết thường uyển ngơ ngác hai thiếu nữ còn nhớ lúc trước ở bên ngoài khi hắc ám ma quân thất dạ giáng xuống thì trần phú ông giật mình nói cái tên nào từ khi nào thành ma quân lúc đó lạc anh nhạo báng trần lạc thấy người sang bắt quàng làm họ nói kiểu như quen biết hắc ám ma quân thất dạ lạc anh không thể ngờ trần phú ông không nói dối không phải hắn lôi kéo quan hệ mà thật sự quen hắc ám ma quân thất dạ không trần là không chỉ quen hắc ám ma quân thất dạ mới rồi gã chính miệng nói hắn là huynh đệ của gã hắc ám ma quân thất dạ nói dù hôm nay giết sành người chỗ này bao gồm vương tử điện hạ đồ lão tà cũng sẽ không đụng một cọng lông của trần phú ông trời ạ à, rốt cuộc trần phú ông là ai tại sao có vị đại ca hắc ám ma quân thất dạ khủng bố chết người không chỉ mình lạc anh tiết thường uyên giật mình cổ du nhiên vương tử điện hạ trần phú ông cũng hoảng hồn huynh đệ tiểu tử này là huynh đệ của ngươi đồ lão tà trợn to mắt nói bà nội nó ngươi gần bằng tuổi lão tử mà có huynh đệ nhỏ như vậy ngươi nghĩ lão tử ngu sao huống chi ngươi họ mộ tiểu tử này họ trần các ngươi mà là huynh đệ gì hắc ám ma quân thất dạ không muốn đáp vấn đề thì người khác vĩnh viễn không thể biết lúc này vang tiếng bóc ánh sáng đen bao phủ người trần lạc bỗng tán loạn hắc ám ma quân thất dạ khẽ kêu nhìn chăm chú vào trần lạc đồ lão tà nghi ngờ nhìn tiểu tử này không thích sao linh lực tràn ra khắp nơi lạc anh giải thích rằng đồ ra ra Trần Lạc mở từ hải, linh lực của hắn là thập truyền, có khi nào linh lực hỗn loạn nghịch chuyển không? À đúng rồi, linh lực của tiểu tử này là thập truyền, biến thái cao đến 10 vạn quân, linh hải của hắn chết thì tất nhiên linh lực sẽ hỗn loạn. Đồ lão ta định phát ra linh thức điều tra tình hình chợt nhớ linh hải của Trần Lạc cắn nuốt được linh thức, lúc này bù một tiếng, nam nhân mặc giáp đứng bên vương tử điện hạ ngã xuống, biểu tình kinh khủng, mặt cổ du nhiên trắng bệch té xuống, lão nhân lưng gù theo bên vương tử điện hạ cũng biểu tình hoảng hốt, lảo đảo té xuống đất, vương tử điện hạ giật mình kêu lên, "Vân lão, tề thị vệ các người làm sao vậy lạc anh chạy tới rìu cổ du nhiên hơi lo lắng hỏi sư tỷ sao vậy lão tử đang định nhắc các người đừng tùy tiện điều tra linh hải của tiểu tử này ai ngờ các người sốt ruột như vậy đồ lão ta nói tiểu anh tử tiểu thiên sứ còn có tiểu vương vương tử đừng trách lão tử không nhắc nhở các ngươi tuyệt đối đừng phát ra linh thức dò xét tiểu tử này lạc anh tiết thường uyển vương tử điện hạ khó hiểu hỏi tại sao tại sao người nhìn bọn họ thì biết đồ lão ta chỉ đám người cổ du nhiên lão nhân lương ngù nam nhân mặc giáp ngồi bạch dưới đất lúc này miệng mũi nam nhân mặc giáp chảy máu cổ du nhiên vân lão chảy máu mũi tuy lạc anh tiết thường uyển không biết xảy ra chuyện gì nhưng biết có một loại tình huống làm thất khiếu chảy máu đó là linh hồn bị thương nặng bọn họ chỉ điều tra linh hải của trần lạc tại sao linh hồn bị tổn hại nặng đồ lão tả thấy hắc ám ma quân thất dạ nhắm mắt xoa chán thì bật cười chạy tới hỏi ui cha ma quân đại nhân sao vậy có phải thấy chóng mặt có vẻ hắc ám ma quân thất dạ cũng trúng chiêu lắc đầu ôi không sao không sao thì đi hai bước xem nào, đi hai bước đi, thấy Hắc Ám Ma Quân thất dạ chúng chiêu đồ lão tà rất là vui, nhưng sau đó lão ngẩn ngơ, đồ lão tà chợt nhớ linh hồn của Hắc Ám Ma Quân thất dạ không phải bình thường, nếu không thì linh thức của gã đã chẳng cường đại đến mức nghiền nát ma vật thâm uyên, linh thức của Hắc Ám Ma Quân thất dạ siêu mạnh, nhưng với tình hình này thì linh thức của gã cũng bị trở lạc nuốt, bà nội nó, linh hải của tiểu tử, tử biến thái này là cái gì mà linh hồn Hắc Ám Ma Quân thất dạ cũng không chịu nổi, huynh đệ của ta thật sự là cực kỳ quái hắc ám ma quân thất dạ dù sao là ma quân thất dạ linh thức bị nuốt chỉ làm gã hơi chóng mặt tiết thường uyển đứng bên cạnh hoảng hốt nhìn ngạc nhiên ngó trần lạc tiết thường uyển luôn cảm thấy trần lạc rất bí ẩn kỳ lạ nhưng không ngờ hắn quái lạ đến linh lực thập truyền còn là huynh đệ của hắc ám ma quân thất dạ bây giờ linh hải khủng bố kỳ dị thế này chẳng phải trần lạc mở từ hải sao tại sao mọi người phát ra linh thức dò xét thì linh hồn bị thương xảy ra chuyện gì lúc này trần lạc khoanh chân ngồi bỗng biến dị linh lực điên cuồng trút ra ngoài đồ lão tà giật mình kêu lên tiểu tử này tiểu tử này chẳng lẽ đang ngưng tụ linh nguyên đồ lão tà càng nhìn càng thấy lạ ngó hướng hắc ám ma quân thất dạ bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim hắc ám ma quân thất dạ gật đầu gã đồng ý với đồ lão tà linh lực của tiểu tử này là thập truyền và không phải thập truyền bình thường bên trong ẩn chứa mười vạn quân thập truyền cường đại này rất khó ngưng tụ theo sách cổ ghi chép thì xác suất linh lực thập truyền ngưng tụ linh nguyên khoảng một phần mười linh lực thập truyền của tiểu tử này cao hơn người ta gấp mười lần tức là một phần trăm xác suất ngưng tụ linh nguyên bà nội nó đồ lão tà lo âu sốt ruột đi qua đi lại đồ lão tà xoa tay hỏi tiểu tử thất dạ có cách gì không mộ ta không biết tình huống của hắn nên đành chịu đúng vậy linh hải của tiểu tử này lạ không biết tình huống bên trong ra sao lão tử không tiện ra tay vậy bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào chính mình một lúc sau linh lực quanh thân trần lạc ngừng toát ra trở về bình tĩnh xong rồi chắc vậy không ai biết đồ lão tà hắc ám ma quân thất dạ không dám nói chắc là ngưng tụ thất bại sao mọi người suy đoán bởi vì bọn họ không cảm giác đến chút linh lực dao động ngay khi đồ lão tà định đi qua hỏi han thì người trần lạc tòa ánh sáng chói mắt ánh sáng chói lòa làm đám người lạc anh tiết thường uyển mù mắt cảm giác như mặt trời giữa trưa không chỉ chói mắt nhiệt độ xung quanh tăng cao lạc anh tiết thường uyển vội phát ra linh lực ngăn cản nhưng vô dụng lại vận chuyển vận mệnh bàn thạch vẫn vô ích khi lạc anh tiết thường uyển bộc lộ chân thân huyết mạch mới miễn cưỡng ngăn lại lạc anh tiết thường uyển lại mở mắt ra nhìn ngơ ngác thiếu niên áo lam quanh chân ngồi quần sáng thành một vòng tròn quanh thân như thể hắn ở trong mặt trời lạc anh nhỏ giọng nói trời ơi đây là thứ gì đám người cổ du nhiên vương tử điện hạ cũng giật mình khó hiểu đôi mắt ti hí của đồ lão tà trợn to má ơi khuôn mặt nhăn nheo đầy giật mình đồ lão tà chỉ tay vào trần lạc há hốc mồm hét lên đây là đây là vì quá kinh hoàng nên đồ lão tà lắp bắp đồ lão tà rít gào đây là vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên thanh âm vang dội đám người cổ du nhiên vương tử điện hạ tiết thường uyển lạc anh trợn mắt há hốc mồm đầu óc trống rỗng đứng ngây người chìm trong mấy chữ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên khi bước vào cảnh giới thứ ba trở thành vu sư trung cấp thì linh nguyên là tượng trưng cho cảnh giới này linh nguyên thuộc tính là vạn người có một cực kỳ hiếm hoi người ngưng tụ toàn là thiên kiêu sách cổ ghi lại linh nguyên thuộc tính thường thấy nhất là thuộc tính quang minh hắc ám thủy lôi phong thổ mỗi loại thuộc tính có 36 chủng loại khác nhau thuộc tính xếp hạng càng cao thì uy lực càng lớn ngưng tụ càng khó khăn hơn ví dụ linh nguyên xích viêm của lạc anh xếp hạng 4 trong thuộc tính hỏa linh nguyên của nàng là nổi bật trong thuộc tính hỏa đứng đầu lửa nguyên trung ương học phủ không bao nhiêu người có linh nguyên lợi hại hơn lạc anh xếp thứ ba trong thuộc tính hỏa là cửu dương linh nguyên hạng hai là xí dương linh nguyên hạng nhất là kiêu dương linh nguyên ba loại linh nguyên này được gọi là trí tôn trong thuộc tính hỏa đừng nói là học tử bây giờ của trung ương học phủ dù tính gần trăm năm nay cũng ít có ai sở hữu trí tôn kiêu dương xếp hạng nhất thì trong lịch sử vạn năm trước nay mới có ba vị trong truyền thuyết có một loại linh nguyên trên tất cả thuộc tính loại linh nguyên này được xưng là vô thượng linh nguyên vô thượng linh nguyên là truyền thuyết bởi nó quá bí ẩn rất cường đại vô cùng hiếm hoi Đại Nhật Linh Nguyên là một loại trong số vô thượng linh nguyên, cái gì là vô thượng, ý chỉ không thứ gì càng lợi hại hơn. Vô thượng thuần dương Đại Nhật Linh Nguyên được gọi là lửa mẹ, là căn nguyên lửa, là nguồn gốc của mọi thuộc tính lửa. Vô thượng thuần dương Đại Nhật Linh Nguyên tồn tại như mặt trời cao cao tại thượng, uy vũ bá đạo, không thể với tới. Vạn năm qua thiên thu một đời, trải qua hơn 10 thời đại nhưng chưa từng xuất hiện Đại Nhật Linh Nguyên, Trần Lạc là người thứ nhất, chính mắt trông thấy Đại Nhật Linh Nguyên ngưng tụ thành, hèn gì đồ lão tả thấy rộng biết nhiều, chẳng biết sống bao nhiêu năm cũng giật mình không nói nên lời hắc ám ma quân thất dạ từng xông vào thâm uyên cũng ngây ngốc không phải năng lực chịu đựng của bọn họ tệ mà vì vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên là thần thoại đồ lão tà hắc ám ma quân thất dạ đã vậy càng đừng nói tới lạc anh tiết thường uyển hai thiếu nữ trong đầu xoay quanh mấy chữ đại nhật linh nguyên khắc sâu không xóa nhỏ được trần lạc có linh lực thập truyền đã làm tiết thường uyển lạc anh có thể chấp nhận bây giờ hắn ngưng tụ ra vô thượng linh nguyên trong truyền thuyết làm sao các nàng chịu nổi làm sao tiết thường uyển lạc anh tin tưởng không tan vỡ cho được tiết thường uyển còn đỡ lạc anh bị hù ngu té xuống đất mặt ngơ ngác lầm bầm bất công ta thông minh từ chất ưu tú mở ra mệnh chi linh hải thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng độc nhất vô nhị nhưng tại sao chỉ có thể ngưng tụ ra linh nguyên xích viêm xếp hạng 4? trần phú ông ngốc không thức tỉnh huyết mạch linh hải chết trời ơi người cho hắn linh lực thập truyền cũng không sao nhưng tại sao còn ngưng tụ ra linh nguyên ngưng tụ thì thôi đi thuộc tính xếp hạng 6, hạng năm cũng được miễn không lợi hại hơn ta dù người cho hắn lợi hại hơn ta ngưng tụ linh nguyên xích viêm giống ta cũng ổn hoặc là cùng lắm ngưng tụ cửu dương xếp hạng ba đều được rồi 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 hạng ba không được thì ông trời cho hắn ngưng tụ hạng hai được rồi đó đã là rất khủng bố rồi cho dù trời thấy hắn tội nghiệp cho ngưng tụ trí tôn kiêu dương thuộc tính hỏa cho hắn độc bá trung ương học phủ thì ta vẫn miễn cưỡng chấp nhận nhưng nhưng tại sao lạc anh tan vỡ hoàn toàn phát điên nói năng lung tung linh nguyên lửa có nhiều như vậy tại sao ông trời không cho hắn ngưng tụ cái khác mà cố tình là thuần dương trời ơi đó là thứ trong truyền thuyết là nguồn gốc mọi thuộc tính hỏa có hắn ở thì ông trời kêu chúng ta sở hữu những linh nguyên thuộc tính hỏa sau này làm sao sống đây vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên đây là linh nguyên cương mãnh bá đạo nhất thiên địa duy nhất ha 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 ha, ha. vô thượng thuần dương ha 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 đại nhật linh nguyên ha 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 đồ lão ta kích động hưng phấn cuồng cười như thể chính lão mới là người ngưng tụ đại nhật linh nguyên đồ lão ta đi qua đi lại trong đại điện đây là linh nguyên oai nhất thiên hạ tiểu tử này oách quá siêu oách làm lão tử hâm mộ chết được bà nội nó quá điên cuồng quá biến thái đồ lão tà rất vui vẻ chợt thấy hắc ám ma quân thất dạ nhíu mày suy tư lo lắng đồ lão tà khó hiểu hỏi ta nói này thất dạ chẳng phải tử tử này là huynh đệ của ngươi sao tại sao hắn ngưng tụ ra đại nhật linh nguyên thần thoại mà bộ dạng ngươi dầu dĩ không vui ha lão tử biết rồi đại nhật gia thiên hạ diệu một vòng mặt trời chiếu rọi vô biên chiếu hắc ám các ngươi sau này đám vô sư hắc ám các ngươi hết đường sống ha 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 đồ lão tà cuồng cười nhưng hắc ám ma quân thất dạ im lặng làm lão ngừng bạt đồ lão ta có biết tại sao đại nhật linh nguyên là truyền thuyết không? đương nhiên, đồ lão ta định nói thêm trượt ngừng, lão đang hưng phấn bỗng khựng lại, biểu tình cứng đơ. Tiết thường Uyển khó hiểu, hỏi, cổ tỷ tỷ, đại nhật linh nguyên là truyền thuyết chẳng phải bởi vì không ai ngưng tụ ra sao? Cổ Du Nhiên lắc đầu, nghiêm túc nói, vạn năm xưa nay không ai ngưng tụ qua, nhưng kỷ nguyên thứ ba, thời đại hoang dã có người từng làm được. Đại nhật linh nguyên là truyền thuyết không phải vì không ai ngưng tụ ra nó mà bởi người ngưng tụ đại nhật linh nguyên đều chết hết. chết, tại sao? Mặt cổ du nhiên không biểu tình nói, bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim, bởi vì loại linh nguyên này quá bá đạo, quá cường đại, linh hải không chịu nổi, người ngưng tụ ra linh nguyên này hơn một nửa chết vì tự nổ, tiết thường nguyên giật mình kêu lên, tự nổ chết, tiết thường nguyên ngẫm nghĩ, vui vẻ nói, linh hải của trần lạc vốn là chết, có phải nhờ thế nên không có vấn đề chịu đựng được hay không, cổ du nhiên nhíu mày, cái này thì ta không biết, cổ du nhiên lắc đầu, nói, sách cổ chưa từng ghi chép người tử hải ngưng tụ đại nhật linh nguyên, tử hải vốn là linh hải chết linh lực không thể ngưng tụ, dù miễn cưỡng ngưng tụ linh nguyên đa phần là linh hải tốt mã rẻ củi, nhưng hắn chẳng những ngưng tụ thành công, hơn nữa còn là đại nhật linh nguyên, chuyện này hoàn toàn không phù hợp quy tắc tu hành, Cổ Tỷ tỷ mới nói có một nửa không chịu nổi đại nhật linh nguyên cường đại nên tự nổ chết, một nửa khác là, một nửa khác cũng tự nổ chết. A, à, sao lại vậy? Cũng là vì đại nhật linh nguyên bá đạo, quá cường đại, linh hải chịu được nhưng không ai có công pháp nào khống chế được loại linh nguyên này, tức là trên thế giới không có một bộ công pháp xứng đôi với đại nhật linh nguyên, tất cả công pháp không thể khống chế linh nguyên vì vậy cuối cùng tất cả tự nổ vì đại nhật linh nguyên hỗn loạn con đường vu sư có bảy cảnh giới mỗi cảnh giới phải có công pháp mới tu luyện được khi bước vào cảnh giới thứ ba ngưng tụ ra linh nguyên thì càng phải chọn công pháp đúng đặc biệt một số linh nguyên thuộc tính công pháp bình thường không thể khống chế như cánh quạt to gió bình thường không đủ để nó quay chỉ có gió lớn xứng với cánh quạt mới quay được đại nhật linh nguyên như quạt che trời có lẽ chút gió khiến quạt quay nhưng khi nó chuyển động không phải gió to thổi mà là nó kéo gió thổi tứ tung cuối cùng cả thiên địa sụp đổ nói vậy ngưng tụ ra đại nhật linh nguyên chỉ có một con đường chết dù trần lạc mở linh hải may mắn chịu được nhưng không thể tu luyện là chỉ có nước chết trước mắt là thế sao có thể như vậy tiết thường uyển đứng ngay tại chỗ phức tạp nhìn thiếu niên áo lam lòng lo âu hơn xa kinh ngạc không chỉ tiết thường uyển đồ lão tà cũng có cùng nỗi lòng vẻ hưng phấn kích động trên khuôn mặt nhăn nheo không còn thay thế là lo âu sốt ruột bà nội nó lão tử đã quên đại nhật linh nguyên quá bá đạo quá cường đại bá đạo đến mức không công pháp nào khống chế được làm sao đây đồ lão tà sốt ruột đi tới đi lui nói vạn động công không được hám thiên công hình như cũng không được cửu đỉnh công trần phú ông liệt kê một loại công pháp linh quyết số một số hai trong cảnh giới thứ ba trong đó hám thiên công cửu đỉnh công được gọi là công pháp mãnh liệt nhất có thể khống chế kiêu dương linh nguyên xếp hạng nhất trong thuộc tính hỏa nhưng không thể khống chế đại nhật linh nguyên hắc ám ma quân thất giả luôn im lặng bỗng lên tiếng bộ ta có một bộ công pháp nhưng không biết có khống chế được đại nhật linh nguyên không công pháp gì đồ lão tà biết nếu hắc ám ma quân thất giả đã lên tiếng thì tất nhiên không phải công pháp bình thường đồ lão tà không nghĩ ra có công pháp gì khiến hắc ám ma quân thất giả nhắc đến vì theo lão biết trong thiên hạ không có một loại công pháp có thể khống chế đại nhật linh nguyên đồ lão tà có biết kỷ nguyên thứ ba thời đại hoang dạ có một bộ kỳ công cái thế không không biết là ai sáng tạo ra kỳ công kia lưu truyền đã lâu chưa một ai tu luyện thành công kỳ nguyên thứ ba kỳ công cái thế không ai tu luyện thành công đồ lão tà ngẫm nghĩ la lên ngươi đang nói đến bộ công pháp ai luyện kẻ đó chết không linh nguyên nào dám điều khiển cái thế kỳ công thôn thiên vệ địa đúng vậy nghe nhắc thôn thiên vệ địa biểu tình đám người cổ du nhiên tiết thường uyển biến sắc bọn họ có thấy ghi chép về bộ cái thế kỳ công này trong sách cổ nghe nói tu luyện bộ công pháp kia có thể nuốt tất cả thứ ẩn chứa linh tức ví dụ linh lực linh khí linh bảo vân vân không phải hấp thu mà là nuốt cắn nuốt rồi biến thành của mình linh lực tăng vọt linh nguyên cường đại không gì sánh bằng nhưng người tu luyện công pháp kia cuối cùng bởi vì không thể chịu nổi linh nguyên tăng vọt mà tự nổ chết bởi vậy đồ lão tà mới bảo bộ công pháp ai luyện kẻ đó chết không linh nguyên nào dám điều khiển đại nhật linh nguyên là không công pháp nào khống chế được thôn thiên vệ địa là không linh nguyên nào dám khống chế ngưng tụ đại nhật linh nguyên là một con đường chết tu luyện thôn thiên vệ địa cũng chết ý ngươi là để hai tồn tại khủng bố này đụng độ lấy độc trị độc thấy hắc ám ma quân thất dạ gật đầu đồ lão tà suy tư giây lát thấy đây là cách cuối cùng nhưng mấu chốt là cái thế kỳ công thôn thiên vệ địa đã biến mất theo thời địa hoang dã chấm dứt trong dòng sông thời gian đi đâu tìm nó đang lúc đồ lão tà vắt óc suy nghĩ chợt nhớ hắc ám ma quân thất dạ có nói gã cầm công pháp thôn thiên vệ địa chẳng lẽ tiểu tử thất dạ ngươi tiểu tử ngươi thật sự có bộ công pháp kia sao thấy hắc ám ma quân thất dạ gật đầu đồ lão tà kích động đám người cổ du nhiên tiết thường uyển lạc anh cũng kích động dù sao thôn thiên vệ địa là công pháp cái thế trong truyền thuyết trong thâm uyên mộ ta tình cờ gặp di tích hoang dã tìm được bộ công pháp kia trong di tích lòng hắc ám ma quân thất dạ máy động vươn tay ra một khối lệnh bài thủy tinh xuất hiện trong lòng bàn tay hắc ám ma quân thất dạ đồ lão tà chộp lấy linh thức điều tra dây sao lão mở mắt ra biểu tình kích động đồ lão tà lầm bầm quả nhiên là thôn thiên vệ địa không ngờ lão có thể chính mắt thấy bộ công pháp này khi còn sống hắc ám ma quân thất giả lắc đầu khẽ thở dài điều đáng tiếc duy nhất là chỉ ẩn chứa ngũ tủy tiếc cái đầu ngươi thôn thiên vệ địa bản gốc đã sớm bị hủy thời địa hoang dã chỉ có 22 đại nhân vật tu luyện bộ kỳ công này tuy cuối cùng bọn họ đều chết nhưng mỗi người để lại tinh tủy công pháp trong đó ẩn chứa nhiều nhất là công pháp ngũ tủy đông la đại đế để lại tiểu tử ngươi còn nói tiếc đúng là mặt dày đồ lão ta cằn nhằn xong chợt ngớ người quái dị nhìn hắc ám ma quân thất dạ đồ lão ta chất vấn tu vi của tiểu tử ngươi tiến triển mau như vậy có phải là do tu luyện bộ kỳ công này sau khi có được linh quyết thôn thiên vệ địa mộ ta do dự thật lâu nhưng cuối cùng từ bỏ một ta không có gan tu luyện hắc ám ma quân thất dạ nói 22 người tu luyện bộ công pháp kia trong thời đại hoang dạ có ai không phải thiên kiêu một thời cuối cùng đều chết vì thôn thiên vệ địa mộ ta vốn định hủy bộ công pháp hại người này nhưng không nỡ chẳng ngờ huynh đệ của ta ngưng tụ đại nhật linh nguyên giao thôn thiên vệ địa cho hắn không biết là phúc hay họa chỉ trời mới biết đúng vậy tiểu tử này ngưng tụ ra đại nhật linh nguyên là con đường chết tu luyện thôn thiên vệ địa cũng chỉ có đường chết lợi dụng đại nhật linh nguyên tu luyện thôn thiên vệ địa không biết chừng có thể tu ra con đường sống chỉ ông trời mới biết một nữ nhân từ sau lưng hắc ám ma quân thất giả bước ra nhẹ giọng hỏi quân thượng chúng ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian nếu không đi thì sợ là không kịp đúng là không còn nhiều thời gian hắc ám ma quân thất giả nhắm mắt lại lắc đầu khẽ thở dài khó khăn lắm mới gặp lại tiểu huynh đệ của ta không kịp nói một câu thật không cam lòng ngón tay hắc ám ma quân thất dạ bấm đốt lòng bàn tay ngưng tụ ánh sáng đen giây lát sau ánh sáng đen ngưng tụ ra một thứ kỳ lạ đồ lão tạc không thấy ra đó là thứ gì khối thủy tinh thôn thiên vệ địa từ tay đồ lão tạc bay sang tay hắc ám ma quân thất dạ hắc ám ma quân thất dạ đi tới gần nói tiểu cô nương chờ huynh đệ của mộ ta tỉnh lại hãy giao cho hắn tuy đồ lão tạc không biết thứ hắc ám ma quân thất dạ ngưng tụ là cái gì nhưng lão thấy gã bỏ thôn thiên vệ địa vào trong biết gã thi triển đại thần thông gì đó nhét nhiều bảo bối vào ánh sáng đen tiết thường uyển nhận thôn thiên vệ địa gật đầu nói ta sẽ hắc ám ma quân thất dạ kêu lên tuyết nữ nhân sau lưng hắc ám ma quân thất dạ nói xin quân thượng hãy ra lệnh hai bình thất thải vân tuyền bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim thất thải vân tuyền đây chính là cửu thiên thần phẩm cửu thiên là đâu nó là chỗ bí ẩn như thâm uyên đồn rằng ở trên chín tầng mây thất thải vân tuyền là thứ người tu hành tha thiết ước mơ bởi vì thất thải vân tuyền có thể ôn nhuận linh hồn đúng vậy là linh hồn sau khi dùng thất thải vân tuyền trong linh hồn ẩn chứa hơi thở sinh mệnh bảy sắc linh đan rượu giờ gì đó không thể so sánh không cùng đẳng cấp nếu không đã chẳng làm đồ lão tà vương tử điện hạ mắt tròn mắt dẹt người cao quý như vương tử điện hạ chưa từng dùng thất thải vân tuyền dù là một giọt đồ lão tà sống hơn nửa đời người chỉ dùng một giọt vì đã sử dụng lão mới biết thứ kia thần kỳ cỡ nào hắc ám ma quân thất giả mới nói gì lấy hai bình tổ cha nó hai bình chứa bao nhiêu giọt thất thải vân tuyền khi nghe hai bình thất thải vân tuyền thì mắt vương tử điện hạ đỏ bắt đầu lão ta cũng đỏ ngầu, con người bình tĩnh như cổ du nhiên cũng đỏ mắt, càng đừng nhắc tới là anh, tiết thường uyển, bọn họ hâm mộ trần lạc muốn chết, có ma quân làm đại ca thật tuyệt vời, tặng cái thế kỷ công thời đại hoang dã, lại có thất thải vân tuyền trên chín tầng mây, tặng một lúc hai bình, trời ơi, có cần làm quá vậy không? thứ này dù chỉ một giọt cũng là thứ hiếm hoi trong hoàng đô thánh thành, nhưng khiến mọi người không ngờ là người hắc ám ma quân thất dạ tặng thất thải vân tuyền không phải trần lạc mà là tiết thường uyển, lạc anh, hai vị tiểu cô nương, mỗi người lấy một mình mộ ta cảm ơn các người lúc trước hộ pháp cho huynh đệ ta sau này cố gắng chăm sóc hắn nhiều chút nếu trong hai người có ai trở thành đệ muội của mộ ta khi các người thành hôn sẽ tặng một viên cửu thiên trinh nguyệt ngớ ngẩn lạc anh ngu ngơ tiết thường uyển ngây người tập thể sững sờ huynh đệ chờ mộ ta trở về sẽ tìm ngươi khi đó chúng ta không sai không về thấy hắc ám ma quân thất dạ định đi đồ lão tả kéo gã lại hét to thất dạ sau này tiểu tử biến thái là người của học phủ chúng ta lão tử chắc chắn sẽ nâng hắn lên bàn thờ Ngươi cũng tặng lão tử mấy bình thất thải vân tuyền đi đồ lão tà ngươi đừng mơ hắc ám ma quân thất giả lát người tan biến thất giả đồ keo kiệt Ngươi nói vậy là sao xem thường lão tử sao tốt tốt ngươi không cho lão tử đúng không lão tử nói ngươi biết chờ từ từ biến thái vào học phủ của chúng ta một ngày lão tử ngược đãi hắn ba lần thoáng chốc giọng hắc ám ma quân thất giả ồm ồm vang trong đại điện đồ lão tà hôm nay mộ ta nói thẳng nếu các người dám chậm trễ huynh đệ của ta nửa phần thì mộ ta sẽ xô quân nam hạ san bằng trung ương học phủ các ngươi tiểu tử ngươi phản sao mộ bạch ta luôn là nhất ngôn cửu đỉnh ta là người như thế nào người rõ ràng nhất hiệp ước ngừng chiến trói buộc khắc ám nhưng không thể trói mộ bạch ta đừng nói là san bằng trung ương học phủ các ngươi dù giết vào thánh thành cũng không có gì bước lên vân đoan thì sao nói cho ngươi biết đồ lão tà tốt nhất hãy cầu nguyện huynh đệ của ta bình yên nếu không thì người thứ nhất mộ ta giết chính là ngươi phản phản tiểu tử thất dạ đừng đi lão tử liều mạng với ngươi vào một tiếng đồ lão tà biến mất đuổi theo hắc ám ma quân thất dạ giới chi linh hải như thiên địa không giới hạn tràn ngập hơi thở hỗn độn ngọn núi lửa biến dị đã bàn cứ tại đó như trái tim đập mỗi nhịp đập là núi lửa bộc phát dung nham hùng dũng tuôn trào từ miệng núi lửa chảy xuống dưới trần lạc đã thấy quen mắt hắn không ảnh nghiên cứu chúng nó trong đầu trần lạc toàn là vầng mặt trời treo trong linh hải đó thật sự là mặt trời bởi vì thật sự quá giống đặc biệt nổi bật trong giới chi linh hải tràn ngập hỗn độn mặt trời tỏa ánh sáng đỏ chiếu xuống ánh nắng chiếu dọn mặt đất trần lạc chính mắt thấy linh lực thập truyền của mình ngưng tụ ra thứ này đây là cái gì chẳng lẽ là linh nguyên của hắn sao cái này quá kỳ lạ vì ngưng tụ linh nguyên nên có một thời gian trần lạc cố ý học bù tri thức liên quan trần lạc biết linh nguyên chia làm bình thường thuộc tính bây giờ trần lạc không thể xác nhận linh nguyên của mình là bình thường hay ẩn chứa thuộc tính nói là bình thường thì hoàn toàn không giống nếu ẩn chứa thuộc tính cũng không giống trong đầu trần lạc lật lại tất cả đặc điểm linh nguyên thuộc tính nhưng không có loại nào phù hợp với linh nguyên của hắn chắc không phải ngưng tụ ra thứ quái dị gì, gì đi trần lạc nghi ngờ là có lý bởi vì hắn phát hiện tuy mình có thể cảm ứng được nó nhưng rất khó khiến nó vận chuyển cảm giác bất lực như con ngựa cõng ngọn núi đi tới mặc dù kéo lê được nhưng một bước là lún đất không kéo bao xa đã mệt nằm thở phì phò bà nội nó chuyện quái quỷ gì đây trần lạc suy nghĩ rất lâu nhưng không ra lý do điều duy nhất đáng mừng là mặc kệ hắn ngưng tụ ra cái gì nhưng dù sao hắn là chúa tể mặc dù khó khăn một chút không như núi lửa biến dị nó như vật sống nếu không quất roi vào thì nó mặc kệ người đáng xấu hổ hơn là con long linh hỏa diễm quất roi núi là biến dị ít nhất nó còn có phản ứng long linh hỏa diễm thì tự mình đi chơi không để ý tới người nếu ngươi dám quất long linh hỏa diễm thì nó ngược lại sẽ nuốt luôn ngươi trần lạc nghĩ vào phút khẩn cấp nhập định tu luyện không rõ tình huống bên ngoài ra sao tiết thường uyển còn đỡ lạc anh không chút đáng tin trần lạc nghĩ đến đây vội tỉnh táo lại hắn mở mắt ra thấy có bốn năm người nhìn mình chằm chằm có lạc anh tiết thường uyển một người hình như là cổ du nhiên đại thống lĩnh của quang minh điện một mỹ thiếu niên dường như là vương tử điện hạ gì đó các ngươi nhìn ta làm gì xảy ra chuyện gì trần lạc đứng dậy liếc nhìn chung quanh trần lạc nhớ lúc nhập định là trong một gian nhà đá tại sao mở mắt ra đã ở trong đại điện vàng trần lạc định hỏi thì lạc anh đã chạy tới ấn vai hắn đôi mắt quyến rũ trợn to là anh kích động hỏi trần phú ông ngươi có biết mình ngưng tụ ra linh nguyên gì không trần lạc gật đầu hỏi như thế nào không lẽ nàng biết ngươi ngưng tụ ra vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên nó là thần thoại cái gì vô thượng thuần dương đây là cái gì trần lạc không hiểu ra sao ao đó phản ứng lại hỏi lạc anh sao nàng biết ta ngưng tụ ra linh nguyên gì trần phú ông nói cho ta biết đi làm sao ngươi ngưng tụ được sao ngươi quen biết với ma quân thất dạ các ngươi có quan hệ gì ngươi có phải là huynh đệ của hắn không và từ hải của ngươi là sao tại sao người ta thả linh thức điều tra thì bị nuốt tại sao lạc anh một hơi hỏi ra tất cả thắc mắc trong lòng đám người tiết thường uyển cổ du nhiên vương tử điện hạ cũng muốn biết trần lạc không đáp vì hắn cũng không biết đáp án các câu hỏi của lạc anh những chuyện này là tình cờ trần lạc không biết gì cả về hắc ám ma quân thất dạ nghe lạc anh nói làm trần lạc ngạc nhiên thì ra mộ bạch thật sự là ma quân thất dạ trần lạc nhớ mang máng lúc đó một cổ trận hắc ám ma quân thất dạ bị nhốt bên trong trần lạc nói chuyện vài câu cảm thấy con người hắc ám ma quân thất dạ không tệ sau khi rời khỏi cổ trận không còn gặp lại hắc ám ma quân thất dạ trần lạc không ngờ sẽ tái ngộ tại bạch cốt hàn cung à không đúng làm sao lạc anh biết trần lạc quen mộ bạch không lẽ thời gian hắn nhập định hai người đã gặp nhau tiết thường uyển tới gần đưa hắc ngọc cho trần lạc đây là lúc đại ca của ngươi gần đi kêu ta giao cho ngươi đại ca của ta ai trần lạc ù ù cạc cạc hỏi ta có đại ca bao giờ sao ta không biết nghe câu hỏi của trần lạc đám người lạc anh tiết thường uyển cổ du nhiên vương tử điện hạng ngây ngẩn thì là ma quân thất dạ bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim hắn ta và hắn chỉ gặp mặt một lần từ khi nào hắn trở thành đại ca của ta ngớ ngẩn mọi người ngây ngốc lạc anh trợn to mắt nghiêm túc hỏi trần phú ông ngươi cảm thấy ta là đồ ngốc sao trần lạc lắc đầu lạc anh hét chói tai ma quân thất dạ tặng ngươi một bộ công pháp thôn thiên vệ địa thời địa hoang dã đó là cái thế kỳ công ngươi có biết cái gì là cái thế kỳ công không người ta vì nề mặt ngươi nên tặng hai bình thất thải vân tuyền cho ta và thường uyển ngươi biết cái gì là thất thải vân tuyền không đây là tuyệt phẩm tuyệt phẩm trên cử thiên hai chúng ta chỉ hộ pháp cho ngươi đã được lợi ích lớn ma quân thất giả tặng khối hắc ngọc cho ngươi không biết chứa bao nhiêu là thứ siêu quý trước khi rời đi ma quân thất giả còn tuyên bố nói thẳng vào mặt đồ lão tả là nếu trung ương học phủ dám lơ là ngươi một chút sẽ xu quân nam hạ san bằng 12. còn ngươi ngươi nói chỉ gặp mặt ma quân thất giả một lần ý của ngươi là ma quân thất giả tự mình đa tình sao cha nó chuyện tốt như vậy tại sao không đến lượt ta không ai tin lời trần lạc mọi người cho rằng hắn giả ngu hắc ngọc nàng đang nói với cái này trần lạc loay hoay khối hắc ngọc hắn không biết nó có công dụng gì đại điện vàng lắc lư trần lạc liếc mắt qua thấy trận pháp trong điện sắp tán loạn trần lạc thầm nhủ nguy rồi mọi người cũng phát hiện nguy hiểm mạnh ai nấy chạy khi cả đám rời khỏi bạch cốt hàn cung thì không thấy bóng dáng trần phú ông đâu lạc anh tiết thường uyển rất tò mò về trần lạc nên sao chịu cho hắn đi dễ vậy tiết thường uyển lạc anh chia nhau ra tìm nhưng mất vài canh giờ vẫn không phát hiện bóng dáng Trần Lạc đâu, trên đường đi Lạc Anh cứ cằn nhằn, đặc biệt yêu thích không buông tay bình thất thải vân tuyền, bây giờ ta đã biết tại sao Trần Phú ông tùy tiện tặng Lưu Tinh Trụy, bây giờ nghĩ lại chắc là ma quân thất dạ tặng cho hắn, có lẽ trong tay Trần Phú ông còn nhiều thứ tốt, thật là quá điên cuồng, rất xa xỉ, hai chúng ta chỉ hộ pháp cho Trần Phú ông đã được một bình thất thải vân tuyền, giờ ngẫm lại thấy như nằm mơ, kích động quá sức, Lạc Anh hưng phấn nói, tỷ muội tốt thường uyển của ta ơi, ngươi biết bây giờ ta muốn làm gì nhất không? tiết thường Uyển lắc đầu ý bảo không biết bây giờ ta rất muốn gả cho trần phú ông lạc anh ôm ngực tim nàng đập nhanh lạc anh ngửa đầu khẽ thở dài mà quần thất dạ nói nếu thành hôn với trần phú ông là sẽ tặng một viên cửu thiên trinh nguyệt a ông trời ơi mau khiến trần phú ông yêu ta đi tiết thường uyển chịu bó tay với lạc anh tiết thường uyển cũng rất tò mò về trần lạc nhưng càng nhiều là lo lắng bởi vì trần lạc hương tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên trong lịch sử người ngưng tụ gia linh nguyên đều chết trần lạc cũng sẽ như thế sao trần lạc có thể tu luyện ra kỳ công thôn thiên vệ địa không ai luyện bộ công pháp kia là chết con đường sau này của trần lạc như thế nào có lẽ đúng như hắc ám ma quân thất dạ đồ lão tả nói chỉ ông trời mới biết tiết thường uyển lạc anh tìm khắp tùng lâm tiểu linh giới không thấy trần lạc hai người quyết định chuyển sang trường tín thành tiết thường uyển lạc anh mới ra khỏi quảng trường truyền tống thì thấy tư đồ luật vũ hóa phi có vẻ hai người đứng chờ đã lâu thấy tiết thường uyển lạc anh thì tư đồ luật và vũ hóa phi thở vào nhẹ nhõm tư đồ luật khoe mình có được bảo bối trong bạch cốt hàn cung mời vũ hóa phi lạc anh tiết thường uyển đến nhà làm khách bây giờ trong đầu lạc anh toàn là trần lạc không dành quan tâm bọn họ lạc anh hỏi vũ hóa phi từ đồ luật có thấy lộc tháp chủ huy đằng trận tháp đi ra không từ đồ luật vũ hóa phi không hiểu tại sao lạc anh tiết thường uyển muốn kiếm trần lạc lắc đầu ý bảo không gặp thấy lạc anh định đi từ đồ luật vội kéo nàng lại đường muội thường uyển tiểu thư thời gian còn sớm chúng ta đến nhà hóa phi chơi đi nhà hóa phi có từ đồ luật chưa nói xong đã bị lạc anh mất kiên nhẫn chặn lại đang bận tránh sang bên lạc anh nói xong đi thẳng để lại tư đồ luật biểu tình lúng túng vũ hóa phi đứng ngay tại chỗ chân phú ông này là ai mà sao biểu muội thường uyển cô nương có vẻ rất hứng thú với hắn vũ hóa phi nhìn bóng lưng tiết thường uyển rời đi sắc mặt âm trầm nói một tiểu nhân đê tiện trong lúc lạc anh tiết thường uyển tìm kiếm trần lạc thì một người khác cũng đang tìm hắn đó là vương tử điện hạ cũng như lạc anh tiết thường uyển vương tử điện hạ mất mấy canh giờ tìm nhưng không thấy bóng dáng trần lạc đâu vân lão ôm nam nhân bạc giáp còn hôn mê khẽ thở dài điện hạ thôi chúng ta đừng tìm có lẽ thiếu niên đó đã rời đi lúc trong trung ương học phủ ta chính mắt thấy hắn đơn độc khiêu chiến với mạc khinh sâu trận chiến ấy làm hắn xem thế là đủ lực lượng biến dị của trần lạc làm ta ấn tượng khắc sâu nhưng không ngờ hắn ngưng tụ ra vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên nếu cộng thêm lực lượng biến dị của hắn ta nghi ngờ mình không có tư cách đấu cùng trần lạc vương tử điện hạ nhắm mắt lại hồi ức khuôn mặt đẹp trai lộ biểu tình phức tạp bất đắc dĩ hâm mộ tò mò vương tử điện hạ nói càng không ngờ hắn là uynh đệ của ma quân thất dạ khiến ma quân thất dạ nói một câu san bằng trung ương học phủ đủ nói lên ma quân thất dạ để ý vị huynh đệ này cỡ nào thật khiến người ta hâm mộ vương tử điện hạ lắc đầu nói ma quân thất dạ cũng quá rộng rãi lạc anh tiết thường uyển chỉ hộ pháp cho hắn đã được hai bình thất thải vân tuyền đó là thất thải vân tuyền dù là ta cũng chưa từng hưởng một giọt nói xong vương tử điện hạ thở dài thườn thượt lão nô hiểu tâm tình của điện hạ nhưng người thấy giặc sung sướng lại chưa thấy cảnh lúc giặc bị đánh a à, sao vân lão nói vậy thiếu niên đó có đại ca tuyệt vời như ma quân thất dạ quan tâm con đường tu hành nên thuận buồm xuôi gió bất đắc dĩ hắn mở tử hài ngưng tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên thần thoại tử hài đã định hắn không thể đi đến cuối đường vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên càng là đường cùng tuy ma quân thất giả tặng cho hắn cái thế kỷ công thôn thiên vệ địa nhưng ai luyện nó là chết thiếu niên kia có thể sống tiếp hay không là chuyện không ai biết cũng đúng vương tử điện hạ nhìn bầu trời tùng lâm tiểu linh giới âm u nói ông trời luôn thích hành hạ người mỗi một người bị trời trêu gạo vận mệnh nhấp nhô có khi ngẫm nghĩ lại hèn gì thời địa hoang dã có nhiều hào kiệt thiên kiêu ai nấy hành động nghịch thiên mệnh độ chắc trở thế này không hành động nghịch thiên làm sao sống điện hạ tề thị vệ còn trong hôn me e ý thức không rõ chúng ta có nên đi kim thủy vực một chuyến vương thuốc của ta ẩn cư ở đây nhưng không biết người có chuyện gặp ta không đêm khuya trời sao rực rỡ ánh trắng sáng ngời kim thủy vực trường tín thành thiên khải trang viên trần lạc ngồi trên giường ngắm nghía khối hắc ngọc tiết thường uyển nói đây là mộ bạch sao cho hắn trần lạc không biết thứ này là cái gì gì hắn phát ra linh thức điều tra giọng hắc ám ma quân thất dạ trở vang lên tiểu huynh đệ không biết ngươi có còn nhớ mộ ta không ba năm trước mộ ta bị nhốt trong tể thiên cửu kiếp trận ngươi phá trận pháp cứu mộ ta một mạng mộ ta vô cùng cảm kích ba năm qua mộ ta luôn tìm tung tích của ngươi nhưng không có duyên gặp lại cuối cùng ông trời mở mắt cho mộ ta gặp ngươi tại bạch cốt hàn cung vốn muốn mượn cơ hội này cùng ngươi uống một bữa bất đắc dĩ mộ ta có chuyện quan trọng phải đi hy vọng huynh đệ đừng đẹp bụng hắc ám ma quân thất dạ nói chân thành trần lạc cảm động nghe nói đến thì ba năm trước trần lạc đánh bậy đánh bạ phá tề thiên cửu kiếp trận cứu mạng mộ bạch thì hắn chưa từng đề trọng lòng dù sao đó là tình cờ nhưng hắc ám ma quân thất dạ chân thành khiến trần lạc thấy xấu hổ trần lạc nghe xong lời nhán của hắc ám ma quân thất dạ hắn mới biết mình ngưng tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên hắc ám ma quân thất dạ kể rõ lợi và hại của đại nhật linh nguyên trần lạc nghe tim đập chân run còn có cái thế kỷ công thôn thiên vệ địa đồ bỏ kia trần lạc nghe mà lòng rung động thật lâu quá khủng bố bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim trần lạc mở hắc ngọc theo cách hắc ám ma quân thất dạ chỉ bên trong có ba món đồ một khối thủy tinh ẩn chứa công pháp thôn thiên vệ địa một khối lệnh bài hắc ám ma quân thất dạ nói nếu trần lạc gặp nguy hiểm không có đường đỡ thì thúc giục lệnh bài này còn có một hạt giống cỡ móng út màu trắng ngà hắc ám ma quân thất dạ nói trần lạc ngưng tụ ra đại nhật linh nguyên linh đan rượu dược thậm chí cửu thiên linh phẩm đều không có tác dụng gì vì đại nhật linh nguyên quá bá đạo cường đại bản thân đại nhật linh nguyên đã quá mạnh phụ trợ gì cũng vô dụng hắc ám ma quân thất dạ tặng một hạt sống sinh mệnh cho trần lạc là hạt sống cây sinh mệnh trên cửu thiên sau khi dung nhập vào linh hồn nó sẽ giúp linh hồn trưởng thành Má ơi cái thứ như hột đậu này là hạt giống sinh mệnh trong truyền thuyết dù trần lạc rốt trong lĩnh vực giám bảo nhưng hắn có nghe nói về hạt giống sinh mệnh trong truyền thuyết trần lạc biết trong đại vũ trụ vô tận hải mênh mông có rất nhiều chỗ thần kỳ ví dụ như cửu thiên thâm uyên đều nằm trong đại vũ trụ vô tận hải nghe nói thâm uyên là chỗ hắc ám nhất cửu thiên là quang minh nhất cửu thiên như thiên đường hơi thở sự sống cực kỳ cường đại thứ trên cửu thiên dù là một cọng cỏ bình thường cũng ẩn chứa sự sống mạnh mẽ một cọng cỏ đã như vậy thứ này là hạt giống của cây sinh mệnh thì ẩn chứa hơi thở sự sống mạnh đến đâu, làm sao trần lạc không kích động cho được? nhưng kích động qua đi trần lạc bắt đầu lo, bởi vì từ khi bỗng nhiên ký kết khế ước vô danh, linh hồn của hắn bị hư vọng chi hỏa thiêu cháy tịnh hóa trở nên nước lửa không xâm, bất cứ thứ gì có thể ôn nhuận linh hồn đều vô dụng, chạm vào sẽ hòa tan ngay. đúng vậy, thứ gì chạm vào sẽ bị linh hồn trần lạc đốt cháy. không biết hạt giống sinh mệnh có bị như vậy không? nếu sơ sẩy một cái là hạt giống sinh mệnh bị linh hồn trần lạc hòa tan, vậy rất phí của trời. trần lạc nghĩ tới nghĩ lui hắn quyết định làm nhiều thứ một lần. trần lạc làm theo cách hắc ám ma quân thất dạ dậy, trước hết luyện hóa hạt giống sinh mệnh rồi giấu vào linh hải, sau đó dung nhập linh hồn. đây là lần đầu tiên trần lạc ngưng tụ linh nguyên nên tất nhiên cũng là lần đầu tiên luyện hóa cái gì. vì đề phòng ra ngoài ý muốn, trần lạc lấy thứ khác luyện tập. lỡ như hạt giống sinh mệnh không còn thì lỗ to. sau khi ngưng tụ linh nguyên là có thể sử dụng lực lượng linh nguyên để luyện hóa. về mặt lý luận thứ gì ẩn chứa linh tức đều có thể luyện hóa. đương nhiên đó chỉ là mặt lý luận. người bình thường đa số chỉ luyện hóa được bảo khí một là vì có luyện hóa thứ khác cũng vô dụng hai là luyện hóa càng nhiều thứ thì linh hải chịu áp lực càng lớn có thể cản trở linh nguyên trưởng thành ảnh hưởng tu vi tiến bộ nếu mở một linh hải tốt thì hoàn toàn không cần lo vấn đề đó ví dụ trong bạch cốt hàn cung lạc anh có được đỉnh lô không người nào dám luyện hóa một bảo khí không biết nguồn gốc huống chi bảo khi ra từ mảnh đất tà ác bạch cốt hàn cung rất có thể bảo khí ẩn chứa một số linh tức tà ác lạc anh dám làm như vậy là dựa vào mệnh chi linh hải tiến dị cứng như đá dĩ nhiên chuyện này cũng liên quan tính cách của lạc anh nếu đổi lại tiết thường uyển thì nàng tuyệt đối không dám làm thế bởi vì luyện hóa một bào khí không biết nếu suy nhiễm chút hơi thở tà ác trong đó rất có thể linh hải sẽ biến đổi vì vậy đạo luyện hóa là trước hết bảo đảm thứ bị mình luyện hóa là vô hại phải kiểm tra xem sau khi luyện hóa nó có ảnh hưởng gì đến linh hải của mình không trần lạc thì không cần lo vấn đề đó trên thế giới này có linh hải của ai quái đàn rối loạn hơn trần lạc không giới chi linh hải vô biên vô hạn chưa biết đúng là giới chi linh hải không long linh hỏa diễm bí ẩn vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên vừa ngưng ra nghe đồn trong lịch sử từ xưa đến nay không ai còn sống đừng nói luyện hóa một hạt giống sinh mệnh có nhiều ích lợi dù là hạt giống tà ác trần lạc cũng dám luyện hóa nó dù sao linh hải rối loạn trần lạc mặc kệ nếu nó có loạn thêm nữa trần lạc tùy tiện tìm vài thứ luyện hóa hắn bắt đầu luyện hóa hạt giống sinh mệnh công việc khá thuận lợi khoảng 10 phút sau trần lạc đã hoàn toàn luyện hóa hạt giống sinh mệnh giờ phút này trong linh hải có một hạt giống sinh mệnh trôi lơ lửng thoáng chốc tiếng rồng ngâm vang lên trần lạc nhanh chóng dùng linh thức bảo vệ hạt giống sinh mệnh quả nhiên long linh hỏa diễm từ đâu chạy ra kích cỡ to hơn trước gấp mấy lần dài chín thước long linh hỏa diễm xuất hiện xoay tròn quanh linh thức của trần lạc đôi mắt hung tàn nhìn hạt giống sinh mệnh chăm chăm mà nó ta cho ngươi ở đây đã tốt bụng ngươi còn muốn ăn hạt giống sinh mệnh của lão tử long linh hỏa diễm cầm giống khiêu khích trần lạc gờ rào trần lạc linh thức cũng tức giận quát cút đi long linh hỏa diễm nhìn trần lạc ngắp một cái xoay quanh đại nhật linh nguyên chơi giống như hỏa long hí châu từ khi Trần Lạc Hương tụ ra Đại Nhật Linh Nguyên thì con Long Linh Hỏa Diễm tìm ra đồ chơi mới, hở chút và quay quanh Đại Nhật Linh Nguyên. Trần Lạc đã thấy quen mất, xem Long Linh Hỏa Diễm chơi vui cũng đỡ rắc rối. Trần Lạc nhanh chóng dung nhập hạt giống sinh mệnh vào linh hồn, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ trôi qua, cuối cùng Trần Lạc từ bỏ, bởi vì mỗi lần hắn thử dung nhập hạt giống sinh mệnh vào linh hồn, chưa tới gần linh hồn thì hạt giống sinh mệnh đã biến mơ hồ, cảm giác sắp bị hòa tan. Trần Lạc liên tục thử cả chục lần, Trần Lạc chắc chắn vừa chạm vào linh hồn hắn thì hạt giống sinh mệnh sẽ bị hòa tan ngay, bà nội nó, hư vọng chi hỏa quá mạnh, hạt giống sinh mệnh trên cửu thiên cũng chịu không nổi, không thể dung nhập vào linh hồn thì phải làm sao đây, chỉ đành đặt tạm trong linh hải, dù sao hạt giống sinh mệnh đã bị Trần Lạc luyện hóa, còn lòng linh hỏa dũng dám đánh lén là Trần Lạc cảm ứng được ngay, sắp xếp chỗ ở cho hạt giống sinh mệnh xong Trần Lạc lại bắt đầu lo đại nhật linh nguyên mình ngưng tụ ra, hắc ám ma quân thất dạ nói người ngưng tụ đại nhật linh nguyên có một nửa vì linh hải không chịu nổi nên tự nổ chết một nửa khác là không thể khống chế nó nên cuối cùng cũng nổ chết. Bây giờ Trần Lạc vẫn không thể khẳng định mình có mở ra Lạc Anh hay không, nhưng sau khi hắn ngưng tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên có vẻ không có gì khác lạ, linh hải vô biên vô hạn, dư sức chịu thêm đại nhật linh nguyên, nếu có thể chịu được thì tiếp theo là vấn đề tu luyện, thôn thiên vệ địa công pháp là ai luyện người đó chết, tất cả đều vì linh nguyên tăng vọt, không chịu nổi nên tự nổ, lại một vấn đề chịu đựng. Trần Lạc suy nghĩ dù đại nhật linh nguyên của hắn tăng gấp chục lần, trăm lần hay ngàn lần thì dường như không ảnh hưởng gì đến linh hải, linh hải của gia không giới hạn dư sức chịu được ngàn đại nhật linh nguyên dù sao trên thế giới này không có công pháp nào có thể khống chế đại nhật linh nguyên vậy chẳng bằng tu luyện thôn thiên vệ địa cho rồi trừ chọn thôn thiên vệ địa công pháp ra trần lạc không có lựa chọn nào khác nếu không chịu thì làm sao cứ thế cô trống từ nay không tu luyện cá tính khiến trần lạc không là loại người ngồi chờ chết có một số việc ngươi chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh bởi vì ngươi căn bản bất lực nếu không có lựa chọn nào khác nên đến thì sẽ tới không nên đến vĩnh viễn sẽ không tới đối với điều chưa biết cứ cố gắng hết sức sống chết không oán hận đây là câu sư phụ vân du tử thường hay nói với trần lạc hắn luôn khắc ghi trong tim tính cách trần lạc tiêu sái cũng vì bị câu nói này ảnh hưởng sâu sắc khi biết mình ngưng tụ ra đại nhật linh nguyên xưa nay không ai sống sót thì trần lạc chỉ tim đập chân run không hơn hoảng hốt qua đi trần lạc không để bụng vì hắn biết có lo cỡ nào cũng chỉ vậy không thể thay đổi sự thật gì phật phòng lo sợ chẳng bằng làm như sư phụ vân du tử nói cố gắng hết sức là được sống chết không oán hận cảnh giới thứ ba linh khai thất luân khi mở thì trong linh hải có 7 linh luân lại được gọi là Thất Diệu Tinh Luân, gồm có Tham Lang Luân, Cự Môn Luân, Lộc Tồn Luân, Văn Khúc Luân, Liêm Trinh Luân, Vũ Khúc Luân, Phá Quân Luân. Cảnh giới thứ ba là một quá trình dùng linh nguyên đánh mở 7 linh luân. Thất Tinh Diệu, tinh tượng thành, ý chỉ một khi mở hết thất luân thì thất tinh tụ tập trong linh hải, linh nguyên sẽ diễn sinh ra linh tượng, diễn sinh linh tượng nghĩa là bước vào cảnh giới thứ 4, trở thành Vu sư cao cấp, nghe nói sử dụng linh tượng có thể lấy đầu người ngoài ngàn dặm, cực kỳ cường đại còn về làm sao mở bảy linh luân cảnh giới thứ ba mở như thế nào giúp mở linh luân nào sau mở linh luân nào đều phải nghiên cứu đây là lý do tại sao cần công pháp tu luyện công pháp khác nhau thứ tự mở linh luân cũng khác phát huy lực lượng khác nhau hai ngày nay trần lạc luôn tham ngộ cái thế kỷ công thôn thiên vệ địa bộ công pháp kia huyền diệu vượt qua tưởng tượng của trần lạc dù hắn đã ký kết khế ước vô danh linh trí mở rộng thông tuệ hiểu ra nhưng khi tham ngộ thôn thiên vệ địa vẫn thấy trúc chắc khó hiểu tuy nhiên điểm khủng bộ của kỳ công thôn thiên vệ địa làm ra đầu trần lạc tê dại thôn thiên vệ địa có thể nuốt hết vạn vật thiên hạ nuốt tinh tùy nuốt linh tùy sau đó biến thành của mình tăng cường linh nguyên hèn gì tên của bộ kỳ công này bá đạo thế thôn thiên vệ địa chỉ cần tiếp xúc thì dám nuốt luôn tinh tùy thiên địa bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim trước khi tham ngộ thôn thiên vệ địa trần lạc luôn suy nghĩ các cao thủ tu luyện bộ kỳ công cái tế này vì sao tự nổ chết không biết kiềm chế sao sau khi tu luyện thôn thiên vệ địa thì bị nghiền hoặc bị gì dù có thể nuốt nhưng người không thể cứ nuốt mãi trần lạc vốn nghĩ đám cao thủ có thói tham lam nhưng ngẫm lại thấy kỳ dù bản tính tham lam không kiềm chế được khi linh nguyên diễn xuất ra linh tượng ngừng tu luyện là được chẳng lẽ người không tu luyện công pháp sẽ tự vận chuyển sao điều này không thể nào trần lạc không nghĩ ra trong công pháp thôn thiên vệ địa không có thuyết minh về điều này làm trần lạc hơi dối rắm là nghe nói thời hoang dã mỗi người tu luyện công pháp thôn thiên vệ địa đều rất siêu toàn là thiên kiêu hào kiệt nổi bật chính bọn họ còn không kiềm chế được thì thật khó hiểu lý do duy nhất là muốn kiềm chế nhưng không làm được cuối cùng đành tự nổ chết Trần Lạc không cho rằng hắn thông minh hơn đám thiên kiêu thời đại hoang dã, cũng không tự tin mình may mắn hơn các tiền bối. Lý do Trần Lạc dám tu luyện chỉ là dựa vào linh hải không giới hạn của mình. Nếu linh hải mênh mông này đều chết không nổi thì trên thế giới không linh hải nào chịu được. Tuy bây giờ Trần Lạc chưa thể khẳng định linh hải của mình có phải là giới chi linh hải không, nhưng từ nhiều mặt chứng minh như hắn không cần ăn cơm, không thấy đói, quyền rượu sinh sôi không dứt, linh hải diễn sinh ra con long linh hỏa diễm tất cả chỉ có giới chi linh hải dựng dục vạn vật trong truyền thuyết mới làm được vậy nên sợ cái quái gì cứ tu luyện đi Trần Lạc vừa tham ngộ vừa lần mò tu luyện thôn thiên vệ địa, Trần Lạc vừa tu luyện thôn thiên vệ địa cũng không quên xem sách vừa liên quan luyện hóa. Từ sau khi học luyện hóa thì Trần Lạc như dân nghiện, tìm Lâm lão xin chút bảo khí bình thường, rảnh rỗi sẽ luyện hóa một cái. Không biết là Hắc Ám Ma Quân thất dạ dạy cách luyện hóa quá cao minh hay đại nhật linh nguyên thật sự rất cường đại. Sách nói luyện hóa một linh bảo cần thời gian siêu dài nhưng Trần Lạc chỉ cần 10 phút là hoàn mỹ luyện hóa sau một linh bảo, cảm giác luyện hóa rất kỳ diệu, như thể lấy đồ của người khác biến thành của mình ví dụ một linh bảo nếu người không luyện hóa thì không thể thi triển ra lực lượng của nó chỉ sau khi luyện hóa mới hoàn mỹ điều khiển thoải mái tự nhiên tựa cánh tay nối dài trần lạc vốn muốn học trí thức luyện hóa linh bảo bây giờ tìm được đường tắt nhờ luyện hóa phân tích sự huyền diệu của bảo khí từng mặt biết hiểu biết luyện hóa huyền diệu mấy ngày qua có 100 bảo khí bị trần lạc luyện hóa may mà hắc ám ma quân thất dạ dạy hán luyện tri đạo quỷ phủ thần công thiên chương trong đó có phần xóa linh thức xô tan linh tức sau khi xóa linh thức linh tức của mình thì bảo khí có thể tiếp tục bán ra nếu không làm vậy, hơn 100 bảo khí của Thiên Khải Các sẽ thành rác, bởi vì Trần Lạc không cần chúng nó. Nghĩ đến luyện hóa, Trần Lạc lấy ra chiếc nhẫn xương trắng, hắn tìm được chiếc nhẫn xương này trong Bạch Cốt Hàn Cung. Trần Lạc dùng linh thức dò xét nhưng chỉ hiện ra một hàng chữ ký ức giới chỉ Bạch Cốt, không điều tra được thứ khác. Trần Lạc thử luyện hóa mấy lần, đáng tiếc là vô ích, không luyện hóa được. Linh thức, linh thức trong ký ức giới chỉ Bạch Cốt dường như bị cái gì bảo vệ, không cách nào xóa đi. Là thứ gì bảo vệ ký ức giới chỉ Bạch Cốt, Trần Lạc không biết được hắn suy nghĩ sau này có dành nên học đạo luyện hóa chỉ khi nắm giữ ký ức giới chỉ bạch cốt hoàn toàn trần lạc mới mở ra bí mật của chức nhẫn được đêm khuya trần lạc mở không gian của mình thả khô lâu nhân cầm hai lưỡi búa có ý thức riêng ra ngoài có vẻ khô lâu nhân bị nhốt trong không gian tối đen như mực sợ hết hồn nó đi ra đầu óc choáng váng thấy trần lạc thì lại dập đầu chắp tay lia hai tay khô lâu nhân đặt trên vai làm tư thế trung thành trần lạc gác chân ngồi nhìn lần đầu tiên hắn thấy một bộ xương có ý thức trước kia trần lạc đọc sách cổ có biết trường hợp này hình như là loại khô lâu vong linh nghe nói những vu sư vong linh tà ác rất thích thứ này nếu là vong linh thì thuộc về tà ác không thể gặp ánh sáng nếu bị người của quang minh điện phát hiện sẽ bị bắt ngay chụp mũ tội vu sư hắc ám bị phán xét tội chết nếu không mở ra một không gian thì trần lạc không dám mang theo khô lâu nhân thật sự quá nguy hiểm trần lạc nhìn bộ dạng vong linh khô lâu hoảng sợ nào là lại nào là chấp tay hành lễ làm hắn rất buồn cười trần lạc thử liên lạc với nó nhưng vô ích phải làm sao để nói chuyện cùng vong linh trận pháp thông linh trần lạc vỗ đầu hơi hưng phấn trận pháp thông linh khá phức tạp không thuộc phạm vi trận pháp gia trì phải nhờ vài tài nguyên bày mắt trận để vận chuyển tuy tài nguyên dùng trong trận pháp thông linh khá hiếm hoi nhưng may mắn thiên khải các có đầy đủ tối hôm đó trần lạc hoàn thành mắt trận vẽ trận pháp mát một canh giờ cuối cùng thông linh trận tượng đã hình thành trần lạc mở không gian lại kéo vong linh khô lâu ra hắn lập tức vận chuyển trận pháp có vẻ vong linh khô lâu rất sợ trận pháp hai chân giang ra hôm lưng cầm hai lưỡi búa nhìn bốn phía đặc biệt khi vong linh khô lâu trông thấy trận tượng nhấp nháy thì ngọn lửa xanh trong hốc mắt của nó bốc cháy hừng hực như rất sợ. A, à, thâm nguyên chi chủ tại thượng, lại là trận pháp quái quỷ gì đây? Nhân loại đáng chết muốn hành hạ ta sao? A, à, chết tiệt, ai cho ta biết phải làm sao đây? Giả chết được không? Thôi kệ, giả chết trước đi, chỉ có đường giả chết chứ không thì làm sao? khi trần lạc cảm ứng rõ tâm lý của vong linh khô lâu thì nó đã rất khoát biến thành đống xương. trần lạc nhếch môi cười, không biết nên nói cái gì. ủa, hình như giả chết linh nghiệm, trận pháp khởi động rồi sao ta không cảm giác bất cứ lực lượng nào đây là trận pháp quái quy gì nhân loại chết tiệt nhìn ta làm gì chết tiệt không lẽ bị hắn phát hiện ta giả chết hắn cười kỳ quá nghe nói những vu sư nhân loại ti tiện rất tà ác toàn thích ngược đãi thậm chí thậm chí vài vu sư có sở thích quái quái a à, trời ơi buồn nôn quá tên này cười thấy gớm không lẽ hắn là loại thậm chí vài vu sư có sở thích quái quái kia a à, hỡi thâm nguyên chi chủ cầu xin người hãy thi triển đại hắc ám thẩm phán giết chết nhân loại chết tiệt này đi nếu không thì người hãy che chở ta ta là nô bộc trung thành của người. a, à, chết tiệt, thâm uyên chi chủ không thể nghe thấy ta cầu nguyện. a, à, chết tiệt, nhân loại ti tiện còn đang cười, hỡi thâm uyên chi chủ không gì không làm được. a à, không, từ nay ta không còn là nô bộc của thâm uyên chi chủ mà là đại hắc ám chi chủ, hỡi đại hắc ám chi chủ không gì không làm được. cầu xin người hãy che chở cho nô bộc trung thành của người. a, à, chết tiệt, đại hắc ám chi chủ sẽ không quan tâm chết sống của loại tách diêu thâm uyên như ta. ta vẫn tín ngưỡng thâm uyên chi chủ vi đại, hy vọng người nghe thấy nô bộc cầu nguyện, che chở cho ta. a. À, chết tiệt ta không chịu nổi nữa nhân loại chết tiệt phước của ngươi đang cười cái gì cười cái gì phong linh khô lâu bỗng nghe thấy thanh âm kỳ dị tiểu khô lâu nói xong chưa ai ai đang nói chẳng lẽ là thâm uyên chi chủ nghe thấy lời cầu nguyện của ta sao à hỡi thâm uyên chi chủ không gì không làm được cuối cùng người người cũng hiển linh hãy mau cứu giúp nô bộc trung thành của người ngại quá có lẽ thâm uyên chi chủ sẽ không quan tâm sự chết sống của tất liều nhà ngươi người ta là đại nhân vật ngươi cùng lắm là tiểu khô lâu ăn nằm chờ chết ai rốt cuộc là ai đang nói là ta ngươi ngươi là ai khi vong linh khô lâu thấy nhân loại chết tiệt mỉm cười chỉ vào chính hắn thì nó sợ hãi lập tức tổ hợp khung xương vang một chuỗi tiếng giòn vang chớp mắt là xong bộ dạng vong linh khô lâu như thấy thâm uyên chi chủ giật mình nhìn trần lạc đứng đối diện ý thức của nó run rẩy là ngươi sao ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao ta nghe được lời ngươi nói à chết tiệt trận pháp của nhân loại thần kỳ đến thế trần lạc ngồi xuống ghế trần bắt chép cắn hạt xưa thản nhiên nói nói đi ngươi tên gì từ đâu đến tại sao ở trong bạch cốt hàn cung ti tiện à không nhân loại ta cảnh cáo ngươi tốt nhất là khách sáo với ta một chút không thì thâm uyên chi chủ không gì không làm được của chúng ta sẽ không tha cho ngươi hơn nữa phong linh khô lâu chưa nói xong thì trần lạc đứng bật dậy khuôn mặt nhu lộ vẻ dữ tợn hung ác lật tay lại đam nón bấm đốt trận tượng nhấp nháy một hố đen như mực xuất hiện nói không nói là lão tử ném ngươi vào hố đen ngươi biết hố đen không đó là thứ khủng bố hơn thâm uyên của các ngươi gấp trăm lần bên trong không có thời gian không có không gian không có thứ gì, ngươi biết đó là khái niệm gì không? Ngươi, 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 ngươi nói, nói cái gì? Này là, này hố, hố đen, trời ơi, bù một tiếng vong linh khô lâu lại dã ra, lần này không phải giả chết mà là ý thức biến mất, nó bị hù xỉu, cha nó, ngươi có lá gan bé xíu mà còn không biết xấu hổ từ xưng mình đến từ thâm uyên. Trần Lạc không ngờ vong linh khô lâu đến từ thâm uyên nhát gan như vậy, suốt một ngày không có dấu hiệu thức tỉnh. Trần Lạc vốn muốn mượn cơ hội nghiên cứu sinh vật thâm uyên, tìm hiểu bí mật của ký ức giới chỉ bạch cốt nhưng giờ thì hắn phải chờ thêm một thời gian mãi khi đêm khuya trần lạc chìm vào giấc ngủ hắn lại vào giấc mơ hư vọng không có trời không có đất chỉ có vô tận hư vọng chi hỏa cháy hừng hực quyển sách vô danh to lớn lấy hư không làm giấy lơ lửng trên cao chữ cổ ảo diệu vẫn hơi mơ hồ trần lạc nhìn trong chú quyển sách cảm ứng một lúc thì linh hồn không chịu nổi kỳ lạ là giọng nữ nhân điên bí ẩn vẫn lúc ngừng lúc ngắt vang lên đừng tin tưởng nữ vu vĩnh viễn đừng tin đừng tin thập nhị tọa vĩnh viễn đừng thập nhị thần tọa thập nhị thiên tọa đừng tin cái gì hết ta ở trung ương học phủ huyền hoàng thế giới chờ ngươi ngươi phải đến tìm ta nhất định phải ta sẽ luôn chờ ngươi mãi khi biển cạn đá mòn dù tính cách trần lạc có tiêu xài đến đâu hờ hững đến mây cũng không chịu nổi thanh âm bí ẩn kỳ lạ này nữ vu gì thập nhị tọa gì nữ nhân điên đang nói cái gì nữ nhân điên chờ ai trong trung ương học phủ huyền hoàng thế giới chờ ta sao nói đùa trần lạc không nghĩ thế khế ước bí ẩn hư vọng chi hỏa nữ nhân điên tất cả đều xa lạ với trần lạc bạn đang xem Thiên Vu được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Trần Lạc suy nghĩ thật lâu nhưng không có chút manh mối gì. Trần Lạc nhìn vô tận hư vọng chi hỏa, than khẽ. Quyển sách vô danh viết qua 9981 lần đốt cháy, tinh hóa mới có thể thành tựu hư vọng linh hồn. Đến lúc đó khế ước có hiệu lực. Trần Lạc không thể đếm hết đã qua bao nhiêu lần tinh hóa. Lúc trước tần suất tịnh hóa rất nhanh, nhưng một tháng nay chưa chắc có tịnh hóa một lần. Mỗi khi Trần Lạc vào giấc mơ phải chờ thật lâu mới bắt đầu tịnh hóa. Lần này cũng vậy. Trần Lạc rảnh rỗi đi khắp nơi, không biết qua bao lâu, trừ giọng nữ nhân điên kia dường như có thanh âm khác không phải một giọng nói những thanh âm rất nhỏ rất yếu trần lạc vãnh tai nghe kỹ càng nghe càng thấy lạ dường như là mắng người cặn bã chết đi khốn kiếp vô sỉ tên khốn kiếp vô tình nhà ngươi ngươi trở về ta muốn giết ngươi ta nguyền dù ngươi không chết tử tế được ngươi dường nghĩ biến mất là có thể trốn ta nhất định sẽ tìm ngươi có rất nhiều thanh âm đều là nữ nhân độc ác nguyền rùa trần lạc bực mình lắng nghe chuyện quái quỷ gì đây những thanh âm đó đang mắng ai sao như các oán phụ Trần Lạc đang nghi ngờ thì hư vọng chi hỏa rốt cuộc bắt đầu thiêu hủy tịnh hóa, cảm giác tịnh hóa như linh hồn từng chút một bị đốt thành cho rồi lại ngưng tụ, sinh thành, loại cảm giác này như một dây thiên đường một giây địa ngục, đau mặt sướng. Trần Lạc tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau, hắn rửa mặt, xúc miệng, nằm phơi nắng trên ghế, một thanh âm vang lên, "Công tử, đã chuẩn bị xong y phục?" Trần Lạc mở mắt ra, "Tiểu Ly, thị nữ Thiên Khải trang viên đứng đó, chuẩn bị y phục làm gì? Thì hôm nay công tử phải đi tham gia yến hội." "Yến hội?" Trần Lạc ngẩn ra, hắn chợt nhớ lần trước uống rượu tiết vân sơn có nhắc đến tiệc tùng hình như là tiệc mừng công chuẩn bị cho các học tử thi đậu học phủ tiết vân sơn nói đây là thông lệ mỗi năm của kim thủy vực vốn trần là không thích góp vui nhưng tiết vân sơn tổ chức thì hắn ngại từ chối dù sao tiết vân sơn là chủ một vực không thể làm gã mất mặt trần lạc ngẫm nghĩ thay đổi đi vực đâu tham gia tiệc mừng như tiết vân sơn đã nói tổ chức tiệc mừng công cho học tử là thông lệ mỗi năm của kim thủy vực không chỉ chúc mừng các học tử thi đậu trung ương học phủ mà còn những học tử khác nên biết huyền hoàng thế giới to lớn không chỉ có một trung ương học phủ, trừ trung ương học phủ ra còn nhiều học phủ cao đẳng nổi tiếng khác như thiên hạ học phủ, cửu châu học phủ vân vân. Những học phủ nổi tiếng này mặc dù sức ảnh hưởng không bằng trung ương học phủ nhưng trong hoàn cảnh tu hành, lực lượng lão sư không kém hơn trung ương học phủ là bao. Huống chi điều kiện trung ương học phủ tuyển chọn gắt gao, không phải thiên tài rất khó thi đậu. Huyền hoàng thế giới có hơn 100 vực, ước vạn học tử, nếu không đậu vào trung ương học phủ thì phải làm sao đây? Tất nhiên là chọn học phủ khác. Tùy theo thời đại phát triển, hiện giờ trung ương học phủ không còn độc bá ví dụ như vinh diệu thánh võ 5 năm một lần trước kia 100 thánh võ hàng đầu đều lọt vào tay trung ương học phủ nhưng mấy quý gần đây trung ương học phủ chỉ chiếm một nửa danh ngạch cứ mỗi quý lại giảm bớt một chút dường như vì nguyên nhân này nên mấy năm nay điều kiện tuyển chọn của trung ương học phủ thả lòng nhiều tuy vẫn chỉ nhận học từ thiên tài nhưng mỗi năm sẽ có một số thí sinh đặc biệt được nhận có lẽ các học tử không phải thiên tài có lẽ tu vi không cao nhưng có tiềm lực đặc biệt về mặt nào đó lần này kim thủy vừa có năm học tử thi đậu vào trung ương học phủ gồm tiết thường uyển vũ hóa phi mộ hạo bạch kiếm trần lạc mộ hạo bạch kiếm đều có linh hải biến dị thuộc về người có tiềm lực lớn thi đậu trung ương học phủ là lẽ tất nhiên đặc biệt là tiết thường uyển vũ hóa phi lần này tiết thường uyển xếp hạng hai trong thí luyện trung ương học phủ vũ hóa phi với thành tích ưu tú hạng sáu nên biết đã nhiều năm kim thủy vực không có học từ thi trung ương học phủ một năm nay không chỉ có hạng hai hạng sáu hưng phấn nhất là tiết thường uyển người đầu tiên thức tỉnh huyết mạch thiên sứ tử vạn năm xưa nay người duy nhất khiến mọi người bất ngờ là trần lạc lúc hội thi kim thủy vực trần lạc biểu hiện nổi bật Mở linh mạch thứ 8, tu luyện năm linh quyết đến giai đoạn viên mãn, nhiều người đặt kỳ vọng rất lớn vào Trần Lạc, bất đắc dĩ trước khi tham gia thí luyện Trung ương học phủ có tin Trần Lạc mở thất bại, linh hải chết, cái tin này làm nhiều người thấy tiếc cho Trần Lạc, đáng mừng là Trần Lạc với thân phận học sinh đặc biệt được nhận vào Trung ương học phủ, mọi người đều biết Trung ương học phủ vì chèn ép học phủ khác nên đặc biệt nhận một số học tử đặc biệt, vì gần mấy năm nay một vài học tử thiên phú không cao nhưng có tiềm lực đặc biệt thì rớt khỏi Trung ương học phủ, cuối cùng lên như diều gặp gió, từng bước lên mây ở học phủ khác trong thánh võ vinh diệu năm năm một lần bọn họ kiếm được thành tích siêu phàm có mấy người sánh bằng thiên kiêu của trung ương học phủ có rất nhiều loại người này vì vậy trung ương học phủ rất khó chịu nên mới có học sinh đặc biệt ý của trung ương học phủ rất rõ ràng thả giết là một ngàn không thể thả một người hễ học từ nào có tiềm lực dù linh hải chết chỉ cần có tiềm lực chuyện khác là trung ương học phủ chúng ta sẽ chọn hết dù nơi không cũng quyết không nhường cho học phủ khác bởi vì trung ương học phủ từng bị một vị kỳ tài nhục nhã trong thánh võ vinh diệu vị kỳ tài đó mở linh mạch thứ 9, mở linh hải thất bại từ hải chết thì rớt trung ương học phủ sau này kỳ tài kia vào thiên hạ học phủ làm người bất ngờ là trong thánh võ vinh diệu kỳ tài kia với sức chiến đấu mạnh tuyệt đối cướp được hạng nhất nhục nhã trung ương học phủ tầm nhìn hạt hẹp từ đó về sau trung ương học phủ có học sinh đặc biệt năm nay tiệc mừng công tổ chức trong học sinh đặc biệt xa hoa lớn nhất vực đô kim thủy vực người tham gia bữa tiệc có các đại nhân vật điện nghị sự danh nhân trong kim thủy vực cao tầng mỗi học viện các học tử nổi bật lần này vũ hóa phi vinh danh hạng 6 trong thí luyện trung ương học phủ đã có thành tích ưu tú nên trở thành tiêu điểm của bữa tiệc người đến chúc mừng nối liền không dứt, vũ hóa phi theo trưởng bối đi khắp nơi kính rượu, vất vả làm mới kính rượu xong, vũ hóa phi thấy lạc anh, tết thường uyển ngồi bên cái bàn trong góc, vũ hóa phi định đi qua thì bị tư đồ luật ngăn lại. vũ lão đệ, ta khuyên ngươi đừng đi. vũ hóa phi khó hiểu hỏi, sao vậy? ai? ta cũng không biết bọn họ đang to nhỏ cái gì, ta bị đuổi đi ba lần rồi. mấy ngày qua tư đồ luật vốn muốn đưa lạc anh để lôi kéo làm quen cùng nữ thần trong lòng tết thường uyển, không ngờ nhiều ngày chẳng gặp người, khó khăn lắm tư đồ luật mới thấy tiết thường uyển nhưng bị lạc anh đá ra nói là có chuyện cần nói nhỏ với tiết thường uyển không cho phép bất cứ người nào ngồi gần tư đồ luật phát điên gã vỗ vai vũ hóa phi tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống tư đồ luật nói hai huynh đệ chúng ta uống một ly trước đi chờ chút nữa cùng qua bên đó vũ hóa phi nhìn lạc anh Tết thường uyển ngồi trong góc vũ hóa phi quan sát một lúc thấy hai nàng vừa nói chuyện vừa nhìn hướng cửa thiên khải trang viên như đang chờ ai vũ hóa phi hỏi bọn họ đang chờ ai sao hình như là vậy mới rồi nghe bọn họ cứ nói về trần phú ông ta nói này tên kia có chỗ đặc biệt gì mà sao biểu muội của ta thường uyển tiểu thư rất có hứng thú với hắn chết tiệt chờ gặp tên đó ta cũng muốn tham dò thử đúng là tiết thường uyển lạc anh đang chờ trần lạc từ khi ra khỏi tùng lâm tiểu linh giới tiết thường uyển lạc anh luôn tìm trần lạc nhưng không thấy bóng người trần lạc không có trong tiểu kim câu học viện không có trong trang viên trường tín thành không biết hắn đã núp ở chỗ nào thường uyển ngươi nói xem hôm nay trần phú ông có đến không lạc anh là một người tò mò mà cố chấp trần lạc rốt cuộc là ai linh hồn là huynh đệ với hắc ám ma quân thất dạ Trần Lạc có tử hải kỳ lạ làm tổn thương linh hồn người, có đại nhật linh nguyên, vân vân và vân vân đều làm nàng rất tò mò. Tiết Thường Uyển lắc đầu, nàng tò mò về Trần Lạc còn nhiều hơn cả là anh, trừ tò mò ra có xen lẫn tình cảm đặc biệt. Trần Phú ông, vẻ mặt lạc anh vui sướng chạy ra cửa Thiên Khải Trang Viên. Trước kia Tiết Thường Uyển là nữ thần trong lòng đám học tử Kim Thủy Vực, khuôn mặt hoàn mỹ không vết tỳ, khí chất trang nhã, điềm tĩnh nổi tiếng. Từ khi Tiết Thường Uyển thức tỉnh huyết mạch Thiên sứ thì khí chất nhã nhặn thang qua lên đến thần thánh, tinh khiết, thánh khiết đến nỗi người ta không dám đến gần chỉ quan sát từ xa tết thường uyển đi đâu đều là tiêu điểm trong bữa tiệc lần này cũng vậy lạc anh có khuôn mặt yêu diễm quyến rũ ăn mặc thì bốc lửa làm người nghĩ vẩn vơ lạc anh yêu diễm khiến người dục dịch tết thường uyển thần thánh là người ta không dám đến gần hai nàng ngồi chung với nhau hấp dẫn ánh mắt tất cả học tử có mặt mọi người xì xầm với nhau không ai dám đi qua chào bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim có biết không cô nương ngồi chung với thường uyển không phải người thường người ta là học tử của trung ương học phủ nghe nói xếp hàng đầu trên bảng thiêu kiêu trung ương học phủ a à, thì ra nàng lợi hại như vậy thật muốn bắt chuyện với nàng nói một câu thôi cũng được nghe nói vũ hóa phi mời cũng bị từ chối người ta không thèm nề mặt vũ hóa phi cho nên ngươi đừng mơ ước viễn phong và thấy người đi chung với vũ hóa phi không hình như tên tư đổ luật cũng là một sư nhân của trung ương học phủ nhưng vậy thì sao vừa rồi ta chính mắt nhìn thấy hắn bị đuổi về ba bốn lần ủa mau nhìn kìa lạc anh đứng dậy nàng đi ra cửa làm gì trời người nói chuyện với lạc anh chẳng phải là trong mọi cặp mắt chăm chú nhìn đám người không ngờ là đại mỹ nữ lạc anh xếp trên bảng thiên kiêu trung ương học phủ cứng rắn kéo tay thiếu niên áo lam nhiều người có mặt biết thiếu niên áo lam là ai đó là trần lạc mở ra từ hài bọn họ không biết trần lạc làm sao quen được là đại mỹ nữ nhìn trần lạc và hai mỹ nữ ngồi chung các học tử ghen tị muốn chết làm bọn họ ghen ghét hơn là có vẻ trần lạc bị lạc đại mỹ nữ cưỡng ép kéo đi mọi người đều thấy rõ cái tên này ngồi chung với hai mỹ nữ mà còn ra vẻ không muốn đúng vậy là không muốn bởi vì bọn họ nhìn thấy trần lạc bị lạc anh kéo tới cái bàn trong góc hắn đứng dậy định đi nhưng lạc đại mỹ nữ cứng rắn ấn xuống ghế vì đề phòng trần lạc bỏ đi lạc anh còn ngồi bên cạnh ôm chặt tay hắn trời ơi nếu không chính mắt trông thấy thì không ai dám tin đây là sự thật ghen tị tất cả học tử ghen ghét vũ hóa phi thấy hình ảnh đó mặt xanh mét từ đổ luật đứng ngây như phỗng ngu ngơ thiền khải trang viên cái bàn trong góc trần lạc bớt đắc dĩ cười khổ cảm giác mọi người cùng nhìn hướng hắn trần lạc thấy gai người trách mắng chỗ này có nhiều người nàng kéo ta làm gì lạc anh hung dữ nói ta nói này trần phú ông ngồi chung với chúng ta mà ngươi còn ngại mất mặt hay gì ta không có ý đó vậy ngươi có ý gì chạy cái gì có phải là ngươi có bí mật gì ánh sáng cho ai biết thả tay ra được đi lỡ bị người ta thấy thì không tốt ui cha trần phú ông biết xấu hổ là gì sao khuôn mặt yêu diễm treo nụ cười nghịch ngợm lạc anh tự hỏi tự khẳng định muốn tỉ tỉ thả ra cũng được nói cho tỉ tỉ biết tử hải của ngươi là sao tại sao dùng linh thức điều tra thì linh hồn sẽ bị công kích ngươi làm sao quen biết thất dạ Ngưng tụ ra đại nhật linh nguyên bằng cách nào lạc anh một hơi hỏi tất cả vấn đề tò mò trần lạc rất bất đắc dĩ đừng nói chính hắn không biết chuyện gì dù biết cũng tuyệt đối không nói ra trần lạc nói đây là việc riêng của ta liên quan gì nàng ồ người lên mặt với tỷ tỷ sao tỷ tỷ hộ pháp cho người trong bạch cốt hàn cung trần lạc nói nàng hãy thả tay ra trần lạc rút tay về nhưng không ngờ lạc anh níu chặt còn uy hiếp trần phú ông người tốt nhất là thành thật kể ra thỏa mãn lòng tò mò của tỷ tỷ không thì tỷ tỷ sẽ khiến người chịu không nổi ngươi xấu hổ đúng không tỷ tỷ sẽ làm ngươi càng xấu hổ hơn xấu hổ sao lạc anh đâu biết trong từ điển của trần lạc không có chữ xấu hổ chẳng qua hắn không thích bị bị nhiều người nhìn chằm chằm càng ghét bị uy hiếp khóe môi trần lạc cong lên trêu đùa không vùng vẫy nữa cánh tay ôm eo lạc anh hôm nay lạc anh mặc áo lộ ngực váy dài thân hình yêu kiều phô ra trần lạc ôm làm lạc anh thấy tê tê khuôn mặt yêu diễm đỏ hồng khó tin nhìn hắn ánh mắt lạc anh tức giận quát trần phú ông đồ lưu manh ngươi dám lạc anh quá xấu hổ để nói tiếp trần lạc cùng lạc anh hẹn hò ba bốn năm trong thế giới xa lạ nên biết tính cách của nàng thậm chí biết nàng thích tư thế nào trên giường nếu bị nàng bắt trong lòng bàn tay thì quá mất mặt nam nhân hai người ngồi đối diện tiết thường uyển không biết chuyện gì xảy ra lạc anh bỗng nhiên đứng dậy tiết thường uyển nghi hoặc hỏi sao vậy mua lạc anh mấp máy hung giữ chừng trần lạc như đang nói ngươi chờ xem thấy bọn họ lôi kéo mập mờ tư đồ luật không thể ngồi yên định cùng vũ hóa phi đi qua xem sao lúc này thiên khải trang viên xôn sao các đại nhân vật điện nghị sự kim thủy vực đều đi ra cửa như nghênh đón vị khách cao quý nào hóa phi mau theo ta ra ngoài phụ thân có chuyện gì vậy vương tử điện hạ đến vương tử điện hạ vũ hóa phi rất giật mình gã vội vàng cùng trường bối vũ gia đi ra ngoài cung nghênh vương tử điện hạ nhiều người nghe nói cổ tích tùng lâm tiểu linh giới xuất thế thì vương tử điện hạ từng xuất hiện có người còn thấy tận mắt nhưng không ai ngờ thân phận tôn quý như vương tử điện hạ sẽ đến được mừng cung kim thủy vực vương tử điện hạ được đám người vây quanh đi vào thiên khải trang viên đó là mỹ thiếu niên mặt như quan ngọc mắt sáng như sao, phiên phiên công tử. Vương tử điện hạ mỉm cười chào hỏi mọi người, rất là bình dân gần gũi, không chút kiêu ngạo. Vương tử điện hạ mỉm cười nói, ta đi ngang qua kim thủy vực, nghe nói tích vực chủ mở tiệc mừng cho các vị học tử nên đến xem náo nhiệt. Các vị đừng đa lễ, càng không cần khách sáo. Dù sao vương tử điện hạ đến từ thánh thành, là con của thánh vương, thân phận cao quý, mọi người không dám lơ là. Mời vương tử điện hạ ngồi ghế trên, khách sáo đối thoại. Bát hoang đại đình tiết vân sơn leo lên đài cao tuyên bố bữa tiệc mừng bắt đầu. Tiết vân sơn là vực chủ, trong tình huống này tất nhiên phải kể lại lịch sử lâu dài của kim thủy vực chúc mừng các học tử thi đậu học phủ vương tử điện hạ đến thiên khải trang viên trở thành tư điểm của bữa tiệc những người cao quý thường ngày khó thể gặp mặt muốn nịnh cũng không có cửa vốn bọn họ tự cao thân phận người thân phận thấp không dám đi lên nói chuyện với vương tử điện hạ nhưng thấy vương tử điện hạ bình dị gần gũi thì bọn họ to gan hơn không bắt lấy cơ hội nịnh bợ thì thật xin lỗi mình dù không định được nhưng khiến vương tử điện hạ nhớ mặt cũng tốt nguyên thiên khải trang viên chỉ có ba người ngồi trong góc bàn là thờ ơ lạc anh không có với vương tử điện hạ tiết thường uyển cũng vậy người khiến hai thiếu nữ hứng thú là trần lạc có muốn nịnh thì tiết thường uyển lạc anh chỉ nịnh nọt trần lạc trong mắt hai thiếu nữ thì trần lạc là huynh đệ của hắc ám ma quân thất dạ đáng nịnh hót nhiều hơn vương tử điện hạ tuy vừa rồi lạc anh bị trần lạc xàm sỡ nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc huyên thuyên không ngừng ép hỏi trần lạc ngồi cắn hạt dưa bộ dáng hờ hững làm lạc anh tức ngứa răng dùng đủ chiêu trò vẫn không thể cậy bí mật từ miệng trần lạc lạc anh chỉ còn một chiêu mỹ nhân kế nàng rất tức giận tiết thường uyển chỉ ngồi ăn linh quả ngẫu nhiên liếc trần lạc muốn hỏi rồi lại xấu hổ không dám. Mỗi năm tiệc mừng sẽ có học tử lên đài hiến nghệ, năm nay cũng không ngoại lệ, đặc biệt là vương tử điện hạ có mặt, đám học tử lên đài biểu diễn hết sức, hận không thể phô bày ra những gì mình có. Mỗi gia tộc liều mạng xua đệ từ tộc nhân lên đài, lỡ may mắn lọt vào mắt xanh của vương tử điện hạ có thể nói là tương lai tây sát. Lúc này người lên đài được gọi là học tử số 1 Kim Thủy vực, xếp hạng 6 trong thí luyện trung ương học phù lần này, Vũ Hóa Phi. Vũ Hóa Phi dựa vào linh hải biến dị, mới ngưng tụ được kim dương xích lôi linh nguyên rất là nở mày nở mắt. Vương tử điện hạ khen ngợi, vỗ tay cười nói, bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim, vũ hóa phi không uổng là học tử thiên tài, mở linh hải biến dị thuộc tính lôi, còn ngưng tụ được kim dương xích lôi linh nguyên, thuộc tính lôi là thuộc tính hiếm, là thuộc tính sắc bén nhất, vũ công tử dựa vào song lôi thuộc tính sau này có thành tựu tất nhiên không thể đo lường, vũ hóa phi khiêm tốn đáp, vương tử điện hạ quá khen, hóa phi thật sự không bằng một phần vạn điện hạ, thoạt trông vũ hóa phi thong dong bình tĩnh nhưng vẻ mặt thân hoan, được vương tử điện hạ khen làm vũ hóa phi, vũ gia, các cao tầng úy lam học phủ hết sức vui mừng huyên thuyên kể sự tích anh hùng vũ hóa phi đã làm trong kim thủy vực người tiếp theo lên sân là mộ hạo của tiểu la thiên học viện khi vương tử điện hạ hỏi lý nguyên chấp sự chờ sẵn lập tức tiến lên hành lễ cung kính nói đại chấp sự lý nguyên của tiểu la thiên học viện bái kiến vương tử điện hạ lý nguyên chấp sự đứng lên giới thiệu nói điện hạ đây là nhi tử nuôi của tại hạ tên là mộ hạo có thành tích ưu tú trong thí luyện trung ương học phủ cũng xếp hạng đầu nhi tử nuôi của ta mở linh hải biến dị tu vi bây giờ là linh lực bát chuyển linh lực của mộ hạo đã bắt chuyển lý nguyên chấp sự lộ tin làm nhiều người ngạc nhiên cảm thán học từ bây giờ người sao giỏi hơn người trước vũ hóa phi là cửu chuyển linh lực ngưng tụ kim dương xích lôi xếp thứ bảy đã khiến người hâm mộ bây giờ mộ hạo cũng là linh lực bát chuyển đã sắp chuẩn bị ngưng tụ linh nguyên thuộc tính huyền cổ đại sư ha 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 ta còn nhớ lúc thí luyện thì tu vi của ngươi khoảng linh lực thất truyền không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi đã bắt truyền rất giỏi vương tử điện hạ mỉm cười nói ngày ngưng tụ linh nguyên thuộc tính đã gần ngay trước mắt tiết vực chủ kim thủy vượt các người thật là không lên tiếng thì thôi đã lên tiếng là nhất minh kinh nhân thí luyện lần này ra rất nhiều thiên tài lời của vương tử điện hạ là mọi người ngây ngần mới rồi vương tử điện hạ nói nhớ khi mộ hạo trong thí luyện có tu vi linh lực thất truyền chẳng lẽ từ lúc thí luyện thì vương tử điện hạ đã chú ý mộ hạo có lẽ là thật nếu không thì sao nhiều học tử thí luyện mà vương tử điện hạ chỉ nhớ có mình tu vi của mộ hạo nghĩ đến đây lý nguyên chấp sự mở cờ trong bụng tiếp tục bảo chúng ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của điện hạ không tiếc hết thảy giúp mộ hạo ngưng tụ linh nguyên thuộc tính hạo nhi sau không mau bái tạ ơn quan tâm của vương tử điện hạ mộ hạo không ngốc lập tức quỳ xuống đồ lão tả bất đắc dĩ lắc đầu không ngờ lý nguyên chấp sự xuyên tạc lời của gã tài vuốt mung ngựa nịnh thó của lý nguyên chấp sự làm mọi người có mặt khâm phục lý nguyên chấp sự nói như thể mộ hạo có thành tích hôm nay toàn nhờ hồng phúc của điện hạ vương tử điện hạ lắc đầu nghe vương tử điện hạ cười bất đắc dĩ nói lý nguyên đây là tiểu la thiên học viện các người biết dạy không liên quan gì ta điện hạ quá khiêm tốn tại hạ không nói ngoa nếu không vì điện hạ hồng phúc tẩy thiên giáng xuống tiểu linh giới hạo nhi chúng ta sẽ không ngẫu nhiên dung hợp một lũ linh quang linh quang đó là đồ tốt không lẽ mộ hạo dung hợp một lũ linh quang trong tùng lâm tiểu linh giới hèn gì mấy mấy ngày mộ hạo đã đến linh lực bát truyền bây giờ nghĩ lại có lẽ tin này là thật a à, có vận thế như vậy vương tử điện hạ tò mò hỏi là linh quang gì lũ linh quang này nói đến cũng thần kỳ không biết điện hạ có cho phép một học tử cùng hạng nhi chúng ta quyết đấu không một là trợ hứng cho điện hạ hai là có thể giúp điện hạ hiểu rõ hơn chỗ huyền diệu của linh quang. a à, vậy sao cũng được thử xem nghe vương tử điện hạ đồn ý lý nguyên chấp sự thầm mừng rỡ đứng dậy nhìn bốn phía tuyển chọn đối thủ thích hợp cho mộ hạo lý nguyên chấp sự cười nói nếu trợ hứng cho điện hạ đương nhiên phải tìm một đối thủ lực lượng ngang ngửa với mộ hạo ha nghĩ ra rồi không biết điện hạ có biết kim thủy vực chúng ta có một thiên tài đặc biệt tiểu tử này lúc trước vì xâm nhiễm hắc ám bị nhốt hơn một năm sau đó mở linh mạch thứ tám tu luyện năm bộ linh quyết cảnh giới thứ nhất đến đại viên mãn nếu hắn quyết đấu với hạo nhi sẽ rất đặc sắc trong thiên hạ còn có học tử tu luyện nam bộ linh quyết cảnh giới thứ nhất đến đại viên mãn kim thủy vực có thiên tài ghê gớm như vậy không biết lý nguyên đang nói đến học tử nào học tử này là một trong các học tử của kim thủy vực chúng ta thi đậu vào trung ương học phủ tên hắn là trần lạc người quay lý nguyên chấp sự đều biết gã là kẻ âm hiểm gian trá thông minh vì đạo mục đích không từ thủ đoạn lý nguyên chấp sự vốn chỉ muốn nương nhờ linh quang triển lãm nhi từ nơi mộ hạo của mình khi mọi người nghe lý nguyên chấp sự đề nghị người quyết đấu với mộ hạo thì còn thấy lạ nhưng nghe gã nói tên người được chọn đám người hiểu ra mục đích của gã. Hôm nay Lý Nguyên chấp sự không chỉ muốn khoe nhi tử nuôi của mình mà còn muốn mượn cơ hội xóa đi sỉ nhục Trần Lạc mang lại cho gã hôm hội thi kim thủy vực. Mọi người đều biết lúc hội thi kim thủy vực Trần Lạc với sức chiến đấu mạnh mẽ tuyệt đối hù diệp thanh của Tiểu La Thiên Học viện tè ra quần, một chiêu đánh xỉu Đinh Tử Hiên, với lực lượng tám linh mạch biến dị, uy lực năm linh quyết đánh mộ hạo chỉ có nước triệu đòn. Trận chiến đó là Lý Nguyên chấp sự, người Tiểu La Thiên Học viện mất hết mặt mũi, Lý Nguyên chấp sự luôn ghi hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù khi lý nguyên chấp sự nghe trần lạc mời linh hải thất bại linh hải chết thì cảm thấy cơ hội đã đến nhưng lý nguyên chấp sự không ngờ trần lạc được trung ương học phủ chọn với tư cách học sinh đặc biệt tuy lý nguyên chấp sự không biết trần lạc có tiềm lực gì được trung ương học phủ nhìn chúng nhưng linh hải chết chắc chắn linh lực sẽ tán loạn không thể vận chuyển bình thường linh hải chết đó là điều đương nhiên là quy tắc tu hành không thể đánh vỡ lý nguyên chấp sự cho rằng sức chiến đấu của trần lạc giảm sút dù hắn ăn linh đan rượu dược linh lực thất truyền cũng không đấu lại mộ hạo huống chi mộ hạo bây giờ không phải là mộ hạo trước kia mộ hạo bây giờ có linh lực bát truyền lại dung hợp linh quang lý nguyên chấp sự tin tưởng dựa vào lực lượng một lũ linh quan này sức chiến đấu của mộ hạo không kém gì vũ hóa phi ba e dám chắc chắn như thế vì gã biết rõ hơn bất cứ ai mộ hạo dung hợp linh quang mạnh cỡ nào lý nguyên thật là lòng dạ hẹp hòi chắc hắn còn ghi hận chuyện trong thiên khải từ lâu hội thi kim thủy vực ở thiên khải từ lâu hắn uy hiếp trần lạc lộ hết việc xấu ra tại hội thi kim thủy vực thì mất hết mặt mũi lý nguyên muốn mượn cơ hội hôm nay để mộ hạo đánh bại trần lạc nói cho người kim thủy vực biết năm xưa tiểu la thiên học viện trục xuất trần lạc là đúng phế vật chính là phế vật dù cho mở linh bạch thứ tám rốt cuộc là phế vật mở từ hài à, ai linh hải của trần lạc chết linh lực rối loạn không thể vận chuyển bình thường sức chiến đấu không được huống chi xem bộ dạng lý nguyên tự tin mộ hạo dung hợp linh quang chắc rất lợi hại à, trần lạc đâu mới rồi ta còn thấy hắn sao bây giờ không gặp nữa mới rồi nhiều người thấy trần lạc bị lạc đại mỹ nữ kéo vào cái bàn trong góc bây giờ nơi đó chỉ có lạc anh tiết thường uyển trần lạc đâu Vực chủ đại nhân dương mắt nhìn, nhíu mày không biết Trần Lạc đi đâu. Tích Vân Sơn thấy Lý Nguyên chấp sự đang lải nhải, trầm ngâm nói, việc này không ổn, Trần Lạc mở từ hài, linh lực không thể vận chuyển bình thường, căn bản không thích hợp chiến đấu. Lý Nguyên chấp sự không ngờ vực chủ đại nhân sẽ nói giúp Trần Lạc, nhưng gã không nghĩ nhiều, đáp ngay, vực chủ đại nhân quá lo lắng, nếu Trần Lạc được trung ương học phủ tuyển chọn với thân phận học sinh đặc biệt thì cũng có chỗ hơn người. Điện hạ thấy sao? Lý Nguyên chấp sự nhìn bốn phía, Trần Lạc đột nhiên biến mất làm mưu kế của gã không có tác dụng vương tử điện hạ ngồi trên ghế xoay người nhìn góc phòng đã nhíu mày thầm nghi hoặc cái bàn trong góc tiết thường uyển lạc anh nghe lý nguyên chấp sự chọn trần lạc đối chiến với mộ hạo thì lộ biểu tình kỳ lạ lý nguyên chấp sự cũng thật là ngươi để mộ hạo triển lãm chính mình là được tại sao còn muốn tìm đối thủ tìm đối thủ cũng không sao vì sao chọn trần phú ông đúng là trần phú ông mở từ hải nhưng người ta là linh lực thập chuyển ngưng tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên khi người ta linh lực thập chuyển thì sức chiến đấu cao đến 10 vạn quân sánh bằng vu sư trung cấp năm luân bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim bây giờ người ta ngưng tụ ra vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên được gọi là linh nguyên mạnh nhất bá đạo nhất thiên địa là duy nhất một khi vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên vận chuyển không biết sẽ phát ra lực lượng khủng bố biết bao Người còn kêu mộ hạo đánh với trần lạc Người tự tìm rắc rối sao lạc anh thường uyển thấy điện hạ sao vô lễ vậy qua đây tiết vực chủ không biết điện hạ suy nghĩ cái gì thấy vương tử điện hạ liếc mắt qua đành kêu hai thiếu nữ đến hành lễ Tiết Vân Sơn mới lên tiếng đã bị Vương Tử Điện Hạ ngăn lại. Vương Tử Điện Hạ cười lắc đầu, nói, Tiết Vương Chủ nói quá lời, hai vị cô nương không cần đa lễ. Tuy Vương Tử Điện Hạ nói vậy nhưng Lạc Anh, Tiết Thường Uyển vẫn bước qua, hơi không người xem như ảnh lễ gặp mặt. Tiết Vân Sơn Vương Chủ đại nhân hỏi, Tiểu Lạc đâu? Trần Lạc di vệ sinh, chút nữa sẽ quay về. Lạc Anh đi ngang qua lếp Lý Nguyên chấp sự, ánh mắt đồng tình nhìn gã. Vương Tử Điện Hạ khẽ hỏi, à, Trần Lạc sẽ trở lại sao? Điện Hạ hỏi vấn đề hơi lạ. Trần Phú ông chỉ đi vệ sinh một lúc, Lạc Anh dám nói năng tùy ý với Vương Tử Điện Hạ thứ nhất là vì bản tính, thứ hai là nàng có tư cách đó. Tiết Vân Sơn thấy Vương Tử Điện Hạ hỏi Trần Lạc, đã đành sai người đi tìm nhưng bị Vương Tử Điện Hạ ngăn cản, không ai biết Vương Tử Điện Hạ có ý gì, là khiến Trần Lạc ứng chiến với Mộ Hạo hay không. Đang lúc Mộ Hạo nghi hoặc thì mỹ thiếu niên Phiên Phiên, phiên chợt cười, nụ cười nghiền ngẫm. Vương Tử Điện Hạ vỗ vai Lý Nguyên chấp sự, hỏi: "Lý Nguyên, ngươi xác định muốn Trần Lạc ứng chiến với Mộ Hạo sao?" Lý Nguyên chấp sự không biết Vương Tử Điện Hạ hỏi câu đó là có ý gì, thận trọng đáp: nếu điện hạ cảm thấy không ổn thì đúng là không ổn hắn không phải đối thủ thì ra là vậy ta có thể kêu hạo nhi nhường hắn vài chiêu lý nguyên chấp sự cho rằng vương tử điện hạ nói hắn là trần lạc nhưng đó là gã tưởng tượng vương tử điện hạ lắc đầu chỉ vào mộ hạo nói ta nói mộ hạo không phải đối thủ cái gì vương tử điện hạ thốt lời làm lý nguyên chấp sự ngần người đám tiếp vân sơn vực chủ đại nhân cũng vậy bọn họ không hiểu tại sao vương tử điện hạ nói câu ấy khiến người mờ mịt là gã hỏi thêm một câu làm tập thể khó hiểu vương tử điện hạ hỏi lý nguyên chấp sự ngươi cảm thấy mộ hạo và vũ hóa phi ai mạnh hơn ai lý nguyên chấp sự cẩn thận phỏng đoán suy nghĩ của vương tử điện hạ thành thật đáp tuy vũ công tử và mộ hạo đều có linh hải biến dị nhưng vũ công tử với cửa chuyện linh lực ngưng tụ kim dương xích lôi linh nguyên bàn về thực lực thì có lẽ mộ hạo sẽ kém hơn một chút vương tử điện hạ xòe qua giấy màu lam cười tủm tỉm nhẹ giọng nói ngươi quá đề cao mộ hạo đánh giá thấp vũ hóa phi nếu vũ hóa phi và mộ hạo đối chiến ta dám đánh cuộc chưa tới mười chiêu là mộ hạo thua lời của vương tử điện hạ làm đám người vũ gia quý lam học viện nở bay nở mặt Lý Nguyên Chấp Sự biểu tình cực kỳ khó xem, gã không dám phản bác. Lý Nguyên Chấp Sự thầm tò mò người đối chiến với Mộ Hạo là Trần Lạc, liên quan gì đến Vũ Hóa Phi? Không chỉ mình Lý Nguyên Chấp Sự, mấy người khác đều khó hiểu. Mộ Hạo đánh không lại Vũ Hóa Phi mà ngươi định kêu hắn đấu cùng Trần Lạc, đúng là hơi không biết tự lượng sức mình. Vương Tử Điện Hạ nói vậy là sao? Gì mà không đánh lại được Vũ Hóa Phi còn tham vọng đòi đấu với Trần Lạc? Không lẽ Vương Tử Điện Hạ cho rằng Vũ Hóa Phi không phải đối thủ của Trần Lạc? Mọi người đều suy đoán. Vũ gia, Úy Lam Học viện không hiểu ra sao? chỉ có vũ hóa phi biểu tình cực kỳ khó xem đứng như trời trồng vương tử điện hạ phẩy quạt cười tùng tìm đang lúc mọi người thắc mắc khó hiểu thì một thanh âm chợt vang lên ý của vương tử điện hạ rất rõ ràng vũ hóa phi không phải đối thủ của trần lạc chứ đừng nói một mộ họ không là gì mọi người tìm hướng phát ra thanh âm thấy một cái bàn phía xa có bốn người ngồi ba nam nhân oai vũ lưng hùm vai gấu ngồi ngay thẳng biểu tình nghiêm nghị nhìn ra biết không phải tay vừa một thanh niên ngồi bên cạnh ba nam nhân cao to thanh niên mặc đạo bào màu lam trông khá lôi thôi mặt mày bình thường đôi mắt hít sáng người thanh niên ngồi không lưng gác chéo chân nhà nhã cắn hạt dưa đây là ai trong sân không ai quen bọn họ chợt các ngươi không tin sao thanh niên mặc áo đạo bào màu lam phun vỏ hạt dưa đôi mắt hí lấp mọi người ánh mắt nhìn hướng vũ hóa phi thanh niên mặc áo đạo bào màu lam nói nếu các ngươi không tin thì hỏi hắn đi hắn biết rõ hơn bất cứ ai mọi người quay sang nhìn vũ hóa phi biểu tình vũ hóa phi mất tự nhiên sắc mặt âm trầm xanh mét vũ hóa phi hỏi không biết các hạ có ý gì ha thanh niên mặc áo đạo bào màu lam đứng dậy phủi vào hạt dưa dính trên tay cười nói nếu ta không nhớ lầm thì ở quan thứ 13 thí luyện trung ương học phủ trần lạc một mình thiêu chiến với ngươi hạ hầu kích phân cảnh thiên ba người vây công trần lạc phát ra sát chiều nhưng bị một chiêu vô lượng chi hồn của hắn hất vang ra cả ngàn thước giọng thanh niên mặc áo đạo bào màu lam không lớn thanh âm nhẹ nhàng nhưng như sấm vang trong đại sành trong danh sách top 10 thí luyện trung ương học phủ công bố thì vũ hóa phi xếp hạng sáu phân cảnh thiên hạng bảy hạ hầu kích hạng tám thanh niên mặc áo đạo bào màu lam nói cái gì Tại cửa thứ 13 Trần Lạc một chiêu vô lượng chi hồn hất ba người Vũ Hóa Phi, Vân Cảnh Thiên, Hạ Hầu Kích vang ra cả ngàn thước, "Có thể không? Trần Lạc xâm nhập cửa thứ 13 khi nào? Không ai biết chuyện này." Bao gồm Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, hai thiếu nữ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thanh niên mặc áo đạo bào màu lam tiếp tục bảo, "Tình cảnh hôm đó là người ta rất khó quên." Trần Lạc một chiêu đánh ra 72 hậu thổ chi hồn trực tiếp tiêu diệt Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, một chiêu điểm thương chi nộ, tiệt sát chi hồn điểm toàn thân Vũ Hóa Phi chảy máu, tê liệt tại chỗ. Tiếp một chưa đánh ra 36 oai vũ chi hồn xuyên thấu truyền tống trận để vũ hóa phi ra ngoài, siêu lợi hại. Nếu câu nói vừa rồi của thanh niên mặc áo đạo bào màu lam là tiếng sét giữa trời xanh thì khi gã nói mấy lời này tựa như trời sụp đất nứt, chấn mọi người có mặt đầu óc trống rỗng, đứng ngay tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Một chưa đánh ra 72 hậu thổ chi hồn trực tiếp tiêu diệt hạ hầu kích, phân cảnh thiên một chưa điểm thương chi nộ tiệt sát chi hồn làm thịt vũ hóa phi trời ơi có thật không vậy người đánh ba thiên kiêu vũ hóa phi phân cảnh thiên hạ hầu kích xếp mười hàng đầu là Trần Lạc, một người linh hải đã chết sao làm được, không ai tin điều này là sự thật. Lạc Anh, Tiết Thường Uyển cũng không tin, hai thiếu nữ biết Trần Lạc rất mạnh, mạnh đến nỗi linh lực thập truyền. Tuy nhiên bảo một chưa đánh ra 72 hậu thổ chi hồn thì không ai làm được. Lạc Anh không thể, Tiết Thường Uyển cũng vậy. Hai thiếu nữ chưa từng nghe nói ai có thể chớp mắt đánh ra 72 hậu thổ chi hồn, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Ngươi là ai? Ngươi đừng nói bậy. Trên thế giới này không ai có thể trong khoảnh khắc đánh ra 72 hậu thổ chi hồn. Vũ công tử là nhân vật như thế nào? Vân Cảnh Thiên, hạ hầu kích đều là thiên kiêu có tu vi cao cường sao trần lạc có thể một mình khiêu chiến với ba người huống chi trần lạc không xâm nhập quan thứ 13, nếu hắn thật sự đánh bại ba người vũ công tử thì đã sớm nằm trong bảng xếp hạng sao có thể chỉ được chọn làm học sinh đặc biệt bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim không ai tin lời thanh niên mặc áo đạo bào màu lam nói đám người ủng hộ vũ hóa phi ra tiếng chất vấn đặc biệt người của vũ gia quý lam học viện nghi ngờ lời của công chúa điện hạ chất vấn thân phận của gã tức giận bảo gã nói bậy bạ làm tổn hại danh dự vũ hóa phi ta là ai không quan trọng thanh niên mặc áo đạo bào màu lam duỗi hưng miệng nhai nhóc nhép thanh niên mặc áo đạo bào màu lam cảm thán rằng cũng không thể trách các người nếu không thấy tận mắt thì ta cũng không dám tin tưởng điều đó là sự thật nhưng ta thật tình không lừa các người nếu không tin thì cứ hỏi điện hạ lúc đó điện hạ cũng có mặt các người không tin ta chẳng lẽ cũng không tin điện hạ sao có ý gì lúc thí luyện trung ương học phủ vương tử điện hạ cũng tham gia sao khi ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào vương tử điện hạ đã chỉ ngó hướng thanh niên mặc áo đạo bào màu lam im lặng lạc anh nghi hoặc hỏi điện hạ hắn nói có đúng không cái này vương tử điện hạ không biết nên nói sao các người hỏi vũ hóa phi đi khi đám người nhìn hướng vũ hóa phi thì khuôn mặt tuấn tú xanh mét không chút máu biểu tình vạn vẹo chán bát mồ hôi lạnh điều vũ hóa phi không muốn bị người ta biết nhất là mình bị trần lạc đánh rơi xuống nhưng không ngờ vẫn bị người nói lộ ra vũ hóa phi không biết thanh niên mặc áo đạo bào màu lam là ai hiện giờ gã cũng không muốn biết niềm kiêu hãnh không cho phép sỉ nhục đổ ập lên đầu mình vũ hóa phi sốt ruột muốn chứng minh bản thân vũ hóa phi không phục nói bây giờ ta đã ngừng tụ ra kim dương xích lôi linh nguyên xếp hạng 7, xin điện hạ hãy cho ta một cơ hội, ta sẽ chứng minh cho điện hạ thấy ta mạnh hơn Trần Lạc. Tuy Vũ Hóa Phi không ngay mặt thừa nhận nhưng thấy tình hình này mọi người biết lời thanh niên mặc áo đạo bào màu lam nói là thật. Trời ơi, Trần Lạc thật sự xâm nhập cửa thứ 13, đánh bại ba thiên kiêu chi tử Vũ Hóa Phi, Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên, thật không tin nổi. Lạc Anh, Tiết Thường Uyển cảm thấy đầu óc hỗn loạn, lòng thầm rít gào, không lẽ Trần Phú ông vẫn luôn lợi hại như vậy? vù 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 vù, vù. Vũ Hóa Phi lao lên đài cao, vận chuyển linh nguyên vũ hóa phi không cho phép dị nhục này xảy ra trên người mình càng không cho phép chính mình trở thành trò cười vũ hóa phi muốn chứng minh chứng minh cho mọi người thấy vũ hóa phi gào thét trần lạc đi ra cho ta đi ra người vũ hóa phi tỏa ánh sáng đó là lực lượng lôi đình vân sung đại sư lực lượng kim dương xích lôi linh nguyên từng tia chớp quay quanh người vũ hóa phi rất kinh khủng vũ hóa phi ngươi không đánh lại hắn vương tử điện hạ vẫy tay ý bảo vũ hóa phi hãy bỏ cuộc xuống đây đi vũ hóa phi vẫn không phục tại sao vương tử điện hạ thở dài lắc đầu nói hãy tin ta người tốt nhất đừng biết đáp án thì hơn nếu không thì ngươi sẽ không chịu nổi đả kích này không ta không phục ta tin ta phải chứng minh cho điện hạ thấy vũ hóa phi chỉ cảm thấy tôn nghiêm bị dẫm lên gã điên cuồng mất hết lý trí mọi người thấy vương tử điện hạ có vẻ hơi giận tiết vân sơn vực chủ đại nhân vội sai người kéo vũ hóa phi xuống đài tộc nhân vũ gia quý lam học viện chạy qua an ủi vũ hóa phi xin vương tử điện hạ tha tội vương tử điện hạ lắc đầu ý bảo không sao vương tử điện hạ nhìn hướng thanh niên mặc áo đạo bào màu lam chỉ trích lãnh cốc ơi là lãnh cốc ta thấy cái mồm của ngươi rất đáng đánh nhìn xem ngươi làm gì điện hạ thứ tội thanh niên mặc áo đạo bào màu lam lúng túng gãi đầu nói ta cũng không ngờ phụ hóa phi sĩ diện như vậy khoan lãnh cốc hình như người xếp hạng ba thí luyện trung ương học phủ tên là lãnh cốc chính là thanh niên mặc áo đạo bào màu lam này sao lạc anh nghi ngờ hỏi ngươi là lãnh cốc xếp hạng ba thí luyện trung ương học phủ nếu đã bị mỹ nữ tỷ tỷ nhận ra thì ta không giấu giếm nữa một chân lãnh cốc đạp trên ghế một bên vén vạt áo khoanh tay đứng ngửa đầu lên kiêu ngạo nói đúng vậy ta chính là người gặp người sợ quỷ thấy quỷ sầu trong thí luyện cách không quyết đấu với tịch nhược trần một mình khiêu chiến cùng hai thiên kiêu huyết mạch tịch nhược trần và mạc khinh sầu đánh hai người ra ngoài cao thủ bí ẩn lãnh cốc chính là ta thanh niên mặc áo đạo bào màu lam thật sự là lãnh cốc xếp hạng ba thí luyện trung ương học phủ người cách không quyết đấu với tịch nhược trần đánh gã và mạc khinh sầu rớt xuống chính là lãnh cốc lãnh cốc đừng đùa Vương Tử Điện Hạ là một vị mỹ thiếu niên viên phiên, khí chất của gã trưởng thành sớm, giọng điệu nói chuyện cũng vậy. Vương Tử Điện Hạ nói, ta nhớ từ sau khi ngươi trở thành một quang minh thủ vệ thì đi khắp nơi trừ ma vệ đạo, sao hôm nay có rảnh tham gia tiệc mừng công trong kim thủy vực. Vương Tử Điện Hạ ngừng một chút, nhìn hướng ba nam nhân cao to đi cùng lãnh cốc, trật đoán ra điều gì. Vương Tử Điện Hạ hỏi, không lẽ trong tiệc mừng công có tà ma nào lần vào? Lãnh cốc cười nói, có vẻ không chuyện gì gạt được Điện Hạ. Đoạn đối thoại của Vương Tử Điện Hạ, lãnh cốc khiến mọi người xôn xao tiết vực chủ vội hỏi có chuyện gì lãnh cốc cười nói vực chủ đại nhân đừng lo người có mặt hôm nay không ai là tà ma mục đích ta đến đây chỉ có một kể chuyện cho mọi người nghe kể chuyện lãnh cốc tính bài trò gì mọi người thấy vương tử điện hạ không ngăn cản thì mặc kệ lãnh cốc chắc hẳn mọi người đều biết đoạn thời gian trước quy tắc tiểu tùng lâm biến dị câu chuyện bắt đầu từ đây lại nói học viện nào đó nổi tiếng trong kim thủy vực có hai lão sư là họ lý và họ vương mang theo hai học tử họ mộ họ bạch đi tiểu tùng lâm mạo hiểm bốn người rất may mắn phát hiện một lũ linh quang thần kỳ trong một tòa cổ trận phải nói học tử họ Bạch khá may mắn, chính là hắn phát hiện một lũ thần kỳ linh quang, vốn chuyện này mọi người chia đều là được, bốn người là lão sư học tử trung học viện, nhưng lão sư họ Lý vì độc chiếm linh quang mà ra tay tàn sát học tử họ Bạch, đáng mừng là lão sư họ Vương ra tay ngăn lại, bảo vệ học tử họ Bạch, bất đắc dĩ lão sư họ Vương không đấu lại, bị lão sư họ Lý đánh trọng thương, học máu, lão sư họ Vương bất đắc dĩ bảo vệ học tử họ Bạch rơi vào trận pháp cổ đầy nguy hiểm, lão sư họ Lý nghĩ chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay, lão sư họ Vương, học tử họ Bạch chết chắc nhưng ông trời có mặt, trùng hợp là khi đó ta cũng bị nhốt trong trận pháp, sau này ta cố gắng đã cứu được lão sư họ Vương, học tử họ Bạch ra nếu chậm một bước, cổ trận tán loạn thì chúng ta sẽ chôn xác học viện nổi tiếng trong Kim Thủy vực, một lũ linh quang, lão sư họ Lý, họ Vương, học tử họ Mộ, họ Bạch, mọi người nghi ngờ, bàn tán xôn xao, trong lúc đoán qua đoán lại không biết là ai nêu tên Lý Nguyên chấp sự, Mộ Hạo, rồi có người nhắc Vương Khắc lão sư, Bạch Kiếm, bởi vì nghe nói Bạch Kiếm Vương khắc lão sư vào tiểu tùng lâm sau đó không còn trở về, không lẽ bốn người lãnh cốc nhắc đến là lý nguyên chấp sự vương khắc lão sư mộ hạo bạch kiếm của tiểu la thiên học viện bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim mộ hạo đứng trên đài biểu tình kinh khủng cúi đầu run cầm cập mặt lý nguyên chấp sự trắng bệch đối diện ánh mắt chất vấn của nhiều người đã cắn răng nói các vị có ý gì không lẽ nghi ngờ lý ta không lý nguyên ta sao có lão sư tiểu la thiên học viện đứng ra tức giận quát lý nguyên vương khắc lão sư bạch kiếm đến nay chưa về chẳng lẽ người chân vì cướp linh quang nên đã giết bọn họ lý nguyên chấp sự phân bua các ngươi đừng nói bậy bạ lý nguyên ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy lý nguyên chấp sự trừng lãnh cốc quát thằng nhãi kia đừng ngậm máu phun người lãnh cốc xỉ cười nói lý nguyên đến lúc này rồi ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được sao ánh mắt quần chúng sáng như tuyết biết điều thì hãy khai ra không thì ta kêu bạch kiếm đi ra đối chất với ngươi ngươi nói bậy lý nguyên ta sẽ không làm chuyện này mọi người đều nhìn ra lý nguyên chấp sự tức giận vì cho dạ lão sư tiểu la thiên học viện hỏi lãnh công tử vương khắc lão sư bạch kiếm hiện đang ở đâu ác vị hãy yên tâm cái tên lý nguyên nhốt hai người trong cổ trận pháp cho rằng bọn họ đã chết nhưng ta cứ hai người ra vương khắc lão sư bạch kiếm luôn dưỡng thương trong trang viên khi lãnh cốc nói xong câu đó tiết thường uyển xoay người chạy vào trong học sinh đặc biệt lạc anh không hiểu ra sao chạy theo tiết thường uyển hỏi lý do tiết thường uyển nói trần lạc không đi vệ sinh sao ngươi biết lúc chúng ta trò chuyện trần lạc nói đi vệ sinh là lấy cớ ta thấy hắn cùng một người đi vào trong trang viện lúc đó ta không biết là ai nhưng bây giờ xem ra trần lạc trông thấy bạch kiếm nên lấy cớ rời đi dù trần lạc gạt chúng ta thì ngươi không cần hốt hoảng vậy đi lạc anh ngươi không biết con người trần lạc rất ta cũng không biết nên nói sao lúc hội thi kim thủy vừa có người đánh học đồ tiểu kim câu học viện trần lạc không nói không rằng xông vào từ lâu đánh đám người kia bầm dập lúc thí luyện trung ương học phủ người bắt đầu vực đánh bạch kiếm trần lạc cũng đánh học từ bắt đầu vực tơi bời đây mới chỉ một mình bạch kiếm biểu tình tiết thường uyển hoàng hốt nói ta đã từng điều tra trần lạc hắn là cô nhi nên từ nhỏ đến lớn rất xem nặng tình nghĩa đặc biệt những người tốt với trần lạc thì hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tuyệt đối không tha thứ bất cứ ai khi dễ nhìn từ việc trần lạc đánh nhau vì học đồ tiểu kim câu học viện bạch kiếm có thể thấy ra điều này khi trần lạc tu hành trong tiểu la thiên học viện vương khắc lão sư rất yêu thương hắn trần lạc cực cực kỳ tôn trọng vương khắc lão sư nếu lãnh cốc nói đúng lý nguyên tổn thương bạch kiếm tương đương với hại bằng hữu của trần lạc tổn thương vương khắc lão sư là đụng vào người hắn tôn trọng trời ta không thể tưởng tượng nếu trần lạc tức giận sẽ làm chuyện điên cuồng gì như tiết thường uyển suy đoán trần lạc nói đi vệ sinh chỉ là lấy cớ trần lạc trông thấy bạch kiếm nên rời hỏi đại sành vốn hắn định ôn chuyện khi nghe bạch kiếm kể vương khắc lão sư bị thương lòng trần lạc đau nhói giờ phút này vực đô kim thủy vực trong một gian phòng ở thiên khải trang viên vương khắc lão sư nằm hôn mê trên giường tuy cơ thể được bốn năm trận pháp chữa trị bao phủ nhưng tình huống của gã rất tệ mặt vương khắc lão sư trắng bệch không chút máu khắp người có hai mươi mấy vết thương lớn nhỏ bạch kiếm đứng bên cạnh kể lại tình huống vô cùng áy náy nếu không phải vương khắc lão sư bảo vệ ta thì sẽ không bị lý nguyên hại tại ta tại ta liên lụy vương khắc lão sư bạch kiếm vừa nói vừa tát mình mấy cái thề rằng từ nay về sau ta nhất định sẽ cố gắng thành phố tiểu nhân lý nguyên đê tiện đánh bị thương vương khắc lão sư thế nào chắc chắc ta sẽ trả lại hắn gấp 10 lần trần lạc điều tra vết thương của vương khắc lão sư càng dò sâu sắc mặt hắn càng không bình thường khuôn mặt đẹp trai nhu như con gái đặc biệt âm trầm bởi vì trần lạc điều tra được linh nguyên của vương khắc lão sư gần khô kiệt hỗn loạn linh hải bị tổn thương rất nghiêm trọng khó thể hồi phục lại trần lạc nhắm mắt lại hít sâu một hơi ngày tháng tu hành trong tiểu la thiên học viện thoáng hiện trước mắt trần lạc rõ ràng như ngày hôm qua tiết thường uyển điều tra không sai trần lạc là một cô nhi nên càng quý trọng tình cảm hơn người bình thường khi trần lạc tu hành trong tiểu la thiên học viện vương khắc lão sư quan tâm chăm sóc hắn tỉ mỉ chu đáo như một phụ thân trên thế giới này không bao nhiêu người trần lạc đặt trong lòng vương khắc lão sư là một trong số đó trần lạc nghĩ đến con đường tu hành của vương khắc lão sư từ nay ngừng lại là lòng hắn bừng cháy lửa giận trần lạc mở mắt ra con mắt âm u tràn ngập biển lửa tức giận bạch kiếm nằm trên giường biểu tình hối hận tự trách tuy bạch kiếm không bị thương linh hải nhưng ngoại thương khá nặng cơ thể bị gãy xương nhiều nơi thấy trần lạc đứng lên bạch kiếm cố nén đau gượng ngồi dậy bạch kiếm chưa kịp nói gì trần lạc đã đi ra ngoài trần lạc ngươi làm gì chờ ta chút từ lúc tỉnh dậy từ hôn mê bạch kiếm luôn do dự có nên nói cho trần lạc biết không tuy bạch kiếm quen trần lạc không lâu nhưng biết một chút tính tình của hắn gã biết hắn và vương khắc lão sư có quan hệ thế nào bạch kiếm sợ kể chuyện ra trần lạc sẽ tức giận mất hết lý trí đi tìm lý nguyên báo thù vì vậy gã không dám nói với hắn hôm nay đi thiên khải trang viên không phải bạch kiếm tìm trần lạc vì gã không biết tiệc mừng công tổ chức tại đây bạch kiếm nghe bên ngoài ồn ào nên tò mò đi xem thử ai ngờ mới tới đã gặp trần lạc gã đành kể ra sự thật vốn bạch kiếm lo lắng trần lạc giận dữ tìm lý nguyên chấp sự tính sổ đang định bàn bạc với hắn là chờ vết thương của gã lành rồi hai người cùng hành động bạch kiếm chưa mở miệng trần lạc đã đi gã sốt ruột cuốn quyết chạy theo nhưng đã không thấy bóng dáng trần lạc đâu bỗng có hai bóng người xuất hiện là tiết thường uyển lạc anh hai thiếu nữ ngạc nhiên nhìn bạch kiếm bạch kiếm sao ngươi bạch kiếm vịn vách tường thở dốc suy yếu nói các người có thấy trần lạc không tiết thường uyển nghi hoặc hỏi trần lạc chúng ta đang tìm hắn không lẽ hắn không tìm ngươi hắn đến nhưng vừa đi ta nghĩ nghĩ hắn tìm lý nguyên tiết tiết thường uyển mau mau cản hắn lại tiết thường uyển lạc anh mặt cứng đơ không tin nổi trần lạc thật sự đi tìm lý nguyên chấp sự tình huống khẩn cấp không kịp nghĩ nhiều lạc anh tiết thường uyển nhanh chóng quay về trần phú ông có xúc động đến nỗi này không chân mày lạc anh nhíu chặt nói tuy hắn ngừng tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên nhưng dù sao chỉ mới ngừng tụ chưa được vài ngày có vận chuyển bình thường được không còn chưa biết lý nguyên chất sự tuy chỉ là một vu sư trung cấp nhưng dù gì ngừng ở cảnh giới này mấy chục năm dù một linh nguyên không có thuộc tính gì nhưng chắc chắn dồi dào cường đại rất đáng sợ trần lạc không phải là đối thủ của hắn khuôn mặt tiết thường uyển tràn ngập lo âu nói chúng ta phải ngăn trần lạc lại cho bằng dược tuyệt đối không để hắn hành động nơi đó đang tổ chức tiệc mừng nếu trần lạc làm gì thì không tưởng tượng nổi hậu quả đầu óc lạc anh xoay nhanh gật đầu nói đúng vậy tạm không nói đến trần phú ông có phải là đối thủ của lý nguyên không trong bữa tiệc có mặt các đại nhân vật nổi tiếng có uy tín danh dự trong kim thủy vực các ngươi nếu trần phú ông thật sự hành động là phá hoại bữa tiệc nghĩa là hắn không để các đại nhân vật kim thủy vực vào mắt nếu chỉ là đám người điện nghị sự kim thủy vực thì phụ thân của ta còn có thể áp chế chuyện này được nhưng vương tử điện hạ cũng có mặt bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim chết tiệt sao ta quên mất vương tử điện hạ hắn có thân phận tôn quý đại biểu cho hoàng uy thánh thành đánh nhau trước mặt vương tử điện hạ là bất kính với thánh thành nếu vương tử điện hạ trách tội thì mười trần lạc cũng không đủ giết nghĩ đến đây mặt lạc anh trắng bệch khó tin hỏi trần phú ông sẽ không ngốc như vậy đi tiết thường nguyên lắc đầu nàng cũng không biết thiên khải trang viên tiệc mừng công khi lãnh cốc làm lộ ra những hành động của lý nguyên chấp sự thì mọi người chửi mắng gã âm hiểm đê tiện tàn hại đồng nghiệp lý nguyên chấp sự chết không thừa nhận vì gã biết nếu thừa nhận sẽ có hậu quả là cái chết tiểu la thiên học viện sẽ không tha cho lý nguyên chấp sự điện nghị sự kim thủy vực cũng sẽ không vương tử điện hạ quyết không buông tha gã người điện nghị sự đang bàn bạc xử lý lý nguyên chấp sự như thế nào tiếp vân sơn vực chủ đại nhân hỏi ý vương tử điện hạ vương tử điện hạ biểu thị nơi này là kim thủy vực nên đương nhiên tùy tiết vực chủ quyết định tiết vực chủ vung tay lên quát to người đâu bắt lý nguyên lại áp giải vào tù ba ngày sau công khai xét xử trong bữa tiệc mừng công có nhiều quang minh thủ vệ tiết vực chủ vừa dứt lời liền có bốn quang minh thủ vệ đứng ra một quang minh thủ vệ lấy một sợi xích trói lý nguyên chấp sự lại sợi xích bắn ra tia điện mọi người biết đó là bảo khí thuộc về quang minh thủ vệ quang minh tỏa liên hễ bị thứ này trói lại linh hải thì mặc cho người có tu vi cao đến đâu linh lực cường đại cỡ nào linh hải đã bị khóa không thi triển được gì không biết là ai kêu lên tên trần lạc mọi người nhìn theo hướng phát ra thanh âm quả nhiên một thiếu niên từ xa đến gần thiếu niên mặc áo lam thân hình gầy gò khuôn mặt đẹp trai hơi giống con gái biểu tình lạnh lùng hở hững đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước trần lạc chậm rãi bước đến hắn cho người cảm giác rất lạ như mặt trời trên cao bỗng nhiên bị che lấp bóng tối buông xuống giờ phút này trời sao trong lành nhưng mọi người cảm giác bị bóng tối phủ trùm trông thấy trần lạc thì vũ hóa phi thẫn thờ mọi nỗi nhục nhã hùa về lòng vũ hóa phi đã bình tĩnh nay lại điên cuồng vũ hóa phi chạy tới trước mặt vương tử điện hạ đã hành lễ nói xin điện hạ hãy cho ta một cơ hội ta nhất định sẽ chứng minh ta mạnh hơn trần lạc lòng tự tôn kiêu hãnh mãnh liệt khiến vũ hóa phi sốt ruột muốn chứng tỏ bản thân bây giờ vũ hóa phi chỉ có một suy nghĩ đó là đánh bại trần lạc chứng minh bản thân vương tử điện hạ ngồi trên ghế trong mắt chỉ có trần lạc vương tử điện hạ nhíu mày suy nghĩ điều gì liếc hướng vũ hóa phi gã thất vọng lắc đầu vương tử điện hạ nói vũ hóa phi người không cần chứng minh cái gì với ta lúc này một nam nhân đứng ra cầu xin vương tử điện hạ cho vũ hóa phi một cơ hội mọi người đều biết mặt nam nhân này là phó đường trưởng quang minh thủ vệ đoàn kim thủy vực phụ thân của vũ hóa phi gia chủ vũ gia viện trưởng úy lam học viện bước ra xin vương tử điện hạ cho vũ hóa phi một cơ hội vũ hóa phi bị người đá xuống trong cuộc thí luyện trung ương học phủ làm vũ gia úy lam học viện thấy mất mặt khi lãnh cốc kể ra người đánh vũ hóa phi rớt đài là một phê vật chỉ mở tử hải thì tộc nhân vũ gia uy lam học viện càng thấy nhục nhã bọn họ không biết trần lạc sử dụng thủ đoạn gì đánh rơi vũ hóa phi nhưng rõ ràng là bây giờ gã đã ngừng tụ ra linh nguyên thuộc tính lôi xếp hạng 7, còn luyện hóa một bí bảo thuộc tính lôi linh hải biến dị thuộc tính lôi cộng với linh nguyên thuộc tính lôi bí bảo thuộc tính lôi thuộc tính lôi là lực lượng sắc bén nhất có được một loại đã là khó mà vũ hóa phi tập hợp cả ba sức chiến đấu cao hơn trước gấp mấy lần Vũ Hóa Phi dám năm lần bảy lượt xin Vương Tử Điện Hạ cho chiến là vì dựa vào ba loại lực lượng thuộc tính lôi của mình. Vương Tử Điện Hạ lắc đầu, nói: Ta đã bảo là ngươi không phải là đối thủ của hắn, sao các ngươi cứ? Vương Tử Điện Hạ không biết nên nói cái gì. Đặc biệt là Tổng nhân Vũ gia, Quý Lam học viện đứng ra càng nhiều người cầu xin Vương Tử Điện Hạ, khiến gã sở khóc dở cười. Tổng nhân Vũ gia, Quý Lam học viện không biết tại sao Vương Tử Điện Hạ chắc chắn như vậy. Nói thật là bọn họ không tin. Đối với Vũ gia, Quý Lam học viện thì phải đánh trận chiến này vũ hóa phi không thể cóng gì nhục bị người đánh rơi xuống trong thi thí luyện bước vào trung ương học phủ vũ gia không thể tha thứ quý lam học viện càng không cho phép đệ nhất nhân của học viện mình thua phế vật tử hải cho nên phải đánh trận chiến này vương tử điện hạ khó xử nhìn hướng trần lạc trưng cầu ý kiến của hắn lúc này tết thường uyển lạc anh chạy lại thấy trần lạc đứng im không tìm lý nguyên chấp sự báo thù thì lạc anh thở phào nhẹ nhõm tết thường uyển chưa yên lòng bởi vì nàng phát hiện trần lạc đứng đó không biết có ý định gì trần lạc đang làm gì trần lạc suy nghĩ có nên ra tay hay không sao tiết thường uyển càng nghĩ càng thấy rất không có tiết thường uyển thấy bên vũ hóa phi luôn yêu cầu vương tử điện hạ cho quyết đấu cùng trần lạc nàng ghét gã tiết thường uyển thuận miệng nói người đừng chơi chọc vào hắn nữa tiết thường uyển cảm thấy trần lạc đang do dự không chừng rất nhanh sẽ tỉnh táo lại sự việc chơi qua lúc này vũ hóa phi đi chọc vào trần lạc hắn đang ngần ngừa bỗng nhiên động sát khí thì làm sao người khác không biết tâm tình trần lạc hiện giờ nhưng tiết thường uyển hiểu rõ hắn là một con cọp giận dữ bây giờ ngươi chưa vào hắn là tìm chết tiết thường uyển nói câu này là nghĩ cho trần lạc vũ hóa phi nhưng rơi vào tia vũ hóa phi thì biến dạng làm gã thấy cực kỳ trói tai tự tôn bị nhục nhã vũ hóa phi đứng bật dậy trừng tiết thường uyển quát tiết thường uyển nàng cũng cảm thấy ta không phải là đối thủ của hắn sao tiết thường uyển lắc đầu nhíu mày nói ta không có ý đó vũ hóa phi không chịu đựng được nữa gã bất chấp tất cả lao tới cao giọng quát trần lạc hôm nay ta muốn đánh bại ngươi trước mặt mọi người phía đối diện thiếu niên áo lam không quan tâm vũ hóa phi không thèm nhìn gã xoay người đi thẳng lần này tiết thường uyển đã đoán sai Trần Lạc đứng đây không phải do dự có nên hành động hay không mà là đang tìm Lý Nguyên chấp sự. Chuyện Trần Lạc muốn làm chưa từng do dự, không một chút nào. Trần Lạc xác nhận Lý Nguyên chấp sự không có trong thiên khải trang viên thì quay người đi. Phớt lờ là khinh thường lớn nhất. Thấy Trần Lạc lơ mình làm Vũ Hóa Phi cực kỳ nhục nhã, lửa giận bùng cháy trong lòng. Vũ Hóa Phi quát to, Trần Lạc, đứng lại cho ta. Không ai quan tâm Vũ Hóa Phi. Thiếu niên áo lam không khựng lại một giây, từng bước rời đi. Phớt lờ, một lần nữa phớt lờ. Thấy hình ảnh này nhiều người có mặt đều suy đoán có phải là Trần Lạc sợ, không dám đánh chỉ có đám người vương tử điện hạ tết thường uyển biết không phải trần lạc không dám mà là người đánh trần lạc không hứng thú với vũ hóa phi không một chút nào vũ hóa phi không kiềm chế lửa giận nữa gã nhảy người lên chạy tới trước mặt trần lạc tức giận quát hôm nay ngươi phải đánh với ta trần lạc lên tiếng cút thanh âm bình tĩnh lạnh lùng tức giận trần lạc hôm nay ngươi phải đánh với ta vũ hóa phi giận điên lên người tỏa ánh sáng nhấp nháy vũ hóa phi rút thanh trường kiếm ra ánh sáng ẩn chứa sấm sét biến dị lực lượng kim dương xích lôi trường kiếm là trường kiếm lôi quang ba loại lực lượng thuộc tính lôi phát ra quanh thân vũ hóa phi sấm nổ đi đùng khiến người sợ hãi thanh âm vang dội gầm giống trong sân ra tay ra tay mau trần lạc vẫn tiếp tục đi tới chưa từng ngừng lại đôi mắt tĩnh lặng như ao nước trượt lóe lên lửa giận trần lạc bước ra một bước giống to cút cùng một chữ nhưng khác là chữ cút này bình tĩnh chứa giận dữ thành thế như sấm nổ làm người đứt tai cùng với tiếng cút người trần lạc phát ra ánh sáng chói mắt ánh sáng rực rỡ từ ánh nắng khuếch tán có cái đầu sư tử xuất hiện giây lát sau đã biến mất khi sư tử biến mất còn có tiếng sư tử giận dữ gầm lên sư tử giống to gờ rào uy lực tiếng giống đánh tan ba loại lực lượng thuộc tính của vũ hóa phi đánh nát bảo y của gã lông tóc dựng đứng miệng mũi chảy máu vũ hóa phi bắn ra ngoài té cái bịch xuống đất người đẫm máu vũ hóa phi quỳ dưới đất kinh khủng nhìn trần lạc thẫn thờ mất hồn mọi người thấy hình ảnh này thì hút ngụm khí lạnh mới rồi bọn họ suy đoán kết quả hai người quyết đấu nhiều người cho rằng trần lạc không đáp lại vũ hóa phi là bởi vì hắn không dám đánh đến bây giờ bọn họ mới nhận ra không phải hắn không dám mà là không để vũ hóa phi vào mắt uy lực tiếng gầm sư hống chi hồn đã đè bẹp vũ hóa phi bạn đang xem thêm vu được thuyết minh tại kênh youtube di các phim đây là nghiền áp nghiền áp tuyệt đối bởi vì mọi người có mặt thấy rõ ràng lực lượng ba thuộc tính lôi của vũ hóa phi chớp mắt bị một sư hống chi hồn nghiền nát tan tác mạnh mạnh quá mạnh đáng sợ không ai biết trần lạc sử dụng lực lượng gì vì tất cả diễn ra quá đột ngột đột nhiên đến nỗi mới bắt đầu đã vội kết thúc chỉ trong khoảnh khắc mọi người thấy người trần lạc tỏa ánh sáng chói mắt ánh sáng như sư hống chi hồn, nhưng là lực lượng gì ngưng tụ thành sư hống chi hồn thì không ai biết, vì trong chớp mắt đó Trần Lạc phát ra ánh sáng quá chói lòa, không thể nhìn thẳng, cảm giác như mặt trời biến mất đột nhiên xuất hiện, tỏa sáng rồi biến mất, bóng tối quay về, ánh sáng không còn, không biết, không ai biết lực lượng vừa rồi là cái gì. Không, trong sân có ba người biết, là Vương Tử Điện Hạ, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh, ba người đều biết Trần Lạc ngưng tụ vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên, Vương Tử Điện Hạ, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh biết loại linh nguyên này rất mạnh, nhưng chưa có ai thấy vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên mạnh như thế nào vì vạn năm xưa nay không người ngưng tụ được chân lạc là người đầu tiên mãi đến thấy hình ảnh vừa rồi vương tử điện hạ tiết thường uyển lạc anh mới hiểu biết sơ về đại nhật linh nguyên đại nhật linh nguyên quá bá đạo bá đạo đến nỗi tim vương tử điện hạ run lên vương tử điện hạ nhắm mắt lại hít sâu một hơi trong đầu nhớ lại sách cổ ghi chép về vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên mặt trời ra thiên hạ diệu một phần mặt trời chiếu rọi vô biên đại nhật linh nguyên quá khủng bố khủng khiếp đến nỗi mặt tiết thường uyển lạc anh không còn chút máu hai thiếu nữ nhìn nhau thấy sự hoảng hốt kinh hoàng sợ hãi từ mắt đối phương lạc anh tiết thường uyển không cảm ứng được chút linh lực dao động điều này nói lên cái gì nói lên đại nhật linh nguyên của trần lạc không vận chuyển linh lực tiết thường uyển lạc anh không biết chuyện này là sao nhưng hai nàng hiểu rằng chưa vận chuyển linh lực mà đại nhật linh nguyên đã khủng khiếp như thế nếu đại nhật linh nguyên vận chuyển thì cường đại cỡ nào không thể tưởng tượng không biết qua bao lâu khi đám người phản ứng lại khi tộc nhân vũ ra Quý Lam học viện thấy Vũ Hóa Phi nằm trong vũng máu thì tức giận lao qua bao vây Trần Lạc, phù phụ Tiết vực chủ, luyện ngục đại trận cũng chạy tới bảo vệ Trần Lạc. Thấy vậy Lạc Anh, Tiết Thường Uyển vội vàng chạy đến, hai phe tranh chấp, tiểu tử thật độc ác, phó đoàn trưởng thấy nhi tử nằm trong vũng máu thì mắt đỏ ngầu, Tiết vực chủ che Trần Lạc sau lưng, là Vũ Hóa Phi khiêu khích trước, không thể trách ai, tỷ võ đánh nhau, điểm đến là ngừng, tại sao ra tay tàn nhẫn như vậy, đánh nhau, da mặt của các ngươi dày quá. Lạc Anh mồm miệng nhanh nhảy, quát mắng, mọi người có mặt ở đây đều thấy điện hạ sớm cảnh cáo các người rằng vũ hóa phi không phải đối thủ của trần lạc các người cứng đầu không nghe còn dung túng vũ hóa phi đến khiêu khích trần lạc lười quan tâm hắn người ta nhịn ngươi một lần hai lần nhưng vũ hóa phi vẫn không biết lượng sức chạy đến trước mặt người ta phát ra linh lực đừng nói hôm nay đánh hắn hấp hối dù đánh chết cũng không có gì cho hắn mặt nhưng hắn không cần rào gió gạt bão xứng đáng bị như vậy lạc anh không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện tiếp tục bảo các ngươi biết cái gì là buồn cười không chính là các ngươi không chịu thua nổi thì đừng đánh đã đánh thua còn trách người ta ra tay độc ác biết vậy lúc trước làm gì không thua được tại sao còn muốn đánh nhau với người ta người ta lờ ngươi đi vẫn mặt chưa mày lì đi khiêu khích đúng là tìm chết lời nói của lạc anh như thanh kiếm bén đâm vào tim tộc nhân vũ ra làm bọn họ tức chết nhưng không thể phản bác cuối cùng phó đoàn trưởng nhìn hướng vương tử điện hạ mời gã giải quyết mọi người cùng nhìn hướng vương tử điện hạ dù sao gã có thân phận lớn nhất chỗ này tuy vũ hóa phi khiêu khích trước nhưng trần lạc đánh nhau trước mặt vương tử điện hạ hơi xúc phạm tiết vực chủ nghĩ đến điều này thì lo âu sợ tộc nhân vũ gia bắt chặt cái cán này nhằm vào trần lạc tiết vực chủ kéo trần lạc ra dấu hắn hành lễ với tiết vực chủ rồi hãy xin lỗi trần lạc gật đầu xem như chào vương tử điện hạ mọi người thấy tình hình đó thì ngần ngơ tuy huyền hoàng thế giới không có quy định gặp vương tử điện hạ phải hành lễ nhưng người ta dù gì là vương tử của thánh thành hành lễ gặp mặt là tôn trọng hoàng uy của thánh thành người chỉ gật đầu là sao quá lỗ mãng tiết vực chủ đang định dân trần lạc thì phó đoàn trưởng đã bắt lấy nhược điểm công kích trần lạc vô lễ với vương tử điện hạ phải trừng trị nghiêm khắc ngay khi mọi người cho rằng vương tử điện hạ sẽ trị tội trần lạc thì gã nói một câu làm tập thể trợn mắt há hốc mồm trần huynh lâu không gặp trần huynh ai cũng biết thân phận của vương tử điện hạ tôn quý vực chủ đại nhân gặp gã còn phải gọi một tiếng điện hạ bây giờ vương tử điện hạ gọi trần lạc là trần huynh đây là xưng hô chỉ dùng cho người mình kính trọng vương tử điện hạ gọi trần huynh làm người ta trố mắt líu lưỡi cắt đứt suy nghĩ trả thù của tộc nhân vũ gia bởi vì người có sáng suốt đều nhìn ra quan hệ giữa vương tử điện hạ trần lạc không giống bình thường lúc ở bạch cốt hàn cung trần huynh đi vội vàng làm ta tìm thật lâu vương tử điện hạ ngồi trên ghế rót hai ly rượu cười nói hôm nay được gặp trần huynh làm ta rất bất ngờ không biết trần huynh có thể ngồi xuống cùng uống một ly được không hình như trần lạc chỉ là cô nhi của trường tín thành làm sao trần lạc có thể diện lớn như vậy khiến vương tử điện hạ đưa ra lời mời mọi người trợn to mát bao gồm tiết phục chủ bọn họ không hiểu chuyện này là sao chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng càng khiến người bất ngờ là trần lạc từ chối đúng vậy hắn từ chối hôm nay ta còn bận công việc chờ hôm nào đi bữa nào ta mời ngươi trần lạc không phải loại không biết điều nếu là bình thường hắn sẽ không từ chối nhưng hôm nay trần lạc không có tâm tình tán sóc trần lạc từ chối làm tiết vực chủ cảm thấy tim đập chân run nói gì mà ngươi có công việc công việc gì khiến ngươi từ chối vương tử điện hạ mời thấy trần lạc xoay người đi tiết vực chủ nóng ruột nóng gan xin lỗi vương tử điện hạ vội đuổi theo trần lạc ngay lúc bốn quang minh thủ vệ áp giải lý nguyên chấp sự đột nhiên quay về một quang minh thủ vệ nói vực chủ đại nhân trận pháp thủ hộ trang viên khởi động chúng ta không ra được trận pháp thủ hộ khởi động Vương chủ đại nhân vội hỏi có chuyện gì xảy ra, người quản lý Thiên Khải trang viên nói có lẽ vì cảm ứng dao động cường đại nên trận pháp thủ hộ tự động vận chuyển. Mọi người nghe xong rất là giật mình, không lẽ Trần Lạc thi triển ra sư hống chi hồn quá cường đại làm trận pháp thủ hộ nghĩ lầm là xảy ra chuyện gì nên tự khởi động, không ai biết nguyên nhân cụ thể, có vẻ không ai quan tâm vấn đề đó, vì sự chú ý của tất cả tập trung vào Trần Lạc, mới rồi Trần Lạc từ chối lời mời của vương tử điện hạ, không biết điện hạ có tức giận không, mỹ thiếu niên Viên Phiên ngồi trên ghế không giận, chỉ hỏi, "Trần huynh định làm việc gì?" không biết ta có giúp một tay được không giết một người trần lạc không nói thì thôi nói ra là kinh người từ khi trần lạc xuất hiện chỉ nói ba câu câu sau điên cuồng hơn câu trước kinh tâm động phách hù đám người tiết vực chủ toát mồ hôi lạnh vực chủ đại nhân không dám hỏi thêm sợ trần lạc nói ra lời kinh khủng nào khác vương tử điện hạ tò mò hỏi à không biết trần huynh muốn giết ai cuộc đối thoại của hai người vượt qua tưởng tượng của mọi người nhân vật đẳng cấp như vực chủ đại nhân không xen lời được nghe trần lạc nói hai chữ giết người là tiết thường uyển biến sắc mặt nàng thấy trần lạc xài bước vọt hướng lý nguyên chấp sự tiết thường uyên phát hiện điều gì vội kêu tiết vực chủ phụ thân mau cản hắn lại tiết vực chủ khó hiểu hỏi có chuyện gì giọng trần lạc bỗng vang vọng ầm ầm giết lý nguyên trần lạc dứt lời vào một tiếng biến mất tại chỗ xuất hiện trước mặt lý nguyên chấp sự trần lạc vươn tay ra như rồng rán bò khỏi hang bóp cổ lý nguyên tay phải nhấc chân ánh sáng chói mắt bắn tung khi bàn tay trần lạc bấu đầu lý nguyên chấp sự thì ánh sáng trong không trung hình thành một ngọn núi đúng vậy là các ngọn núi cao mỗi ngọn núi chợt lóe như tia sáng có 72 ngọn núi luân phiên hiện ra, chồng chất lên nhau, bốn quang minh thủ vệ nhanh tay lại bắt vội phát ra linh lực ngăn cản, một ngọn núi, hai ngọn, ba ngọn, bốn quang minh thủ vệ cản được 10 ngọn núi thì không chịu nổi nữa, bị đẩy thụt lùi, bốn quang minh thủ vệ còn như vậy thì Lý Nguyên chấp sự vốn không hiểu chuyện gì xảy ra, cảm thấy đầu óc ù vang, ý thức mơ hồ, ầm ầm ầm, bùm bùm bùm, bạn đang xem Thiên Vu được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, 72 tòa hậu thổ chi hồn cưỡng chế giáng xuống, khi mọi người kịp phản ứng lại thì Lý Nguyên chấp sự đã quỳ dưới đất người đẫm máu, thở nhiều hít vào ít, hấp hối. Thiếu niên áo la một tay bấu đầu Lý Nguyên, thân hình thẳng tắp, mọi người hoảng hồn biến sắc mặt nhìn hình ảnh này. Đám người tiết vực chủ vội vàng chạy tới, bọn họ không biết tại sao Trần Lạc muốn giết Lý Nguyên chấp sự nhưng biết nếu gã chết sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tiết vực chủ khuyên nhủ, "Tiểu Lạc, là, ngươi làm cái gì? Dù Lý Nguyên tội đáng muôn chết nhưng hắn sẽ nhận xét xử rồi giao cho thẩm phán xử chết, những người khác không có quyền xử quyết hắn." Mau dừng tay, phụ thân của Vũ Hóa Phi là phó đoàn trưởng Quang Minh thủ vệ đoàn nên biết rõ luật này nhất gã hận trần lạc làm bị thương nhi tử của mình khi thấy tình hình này thì quát to trần lạc người quá to gan dám ngăn cản thủ vệ đoàn chúng ta chấp pháp người đâu bắt lại cho ta vương tử điện hạ lên tiếng khoan phó đoàn trưởng quang minh thủ vệ đoàn nói điện hạ vương tử điện hạ ngăn phó đoán trưởng lại tới gần trần lạc nói trần huynh ngươi không có quyền chấp pháp nếu hôm nay giết lý nguyên chấp sự thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng người đã suy nghĩ kỹ chưa tiết thường uyển cũng lên tiếng can ngăn trần lạc đừng xúc động nếu ngươi ra tay thì dù vương khắc lão sư tỉnh dậy cũng sẽ tự trách nghe tiết thường uyển nói mọi người mới biết lý do trần lạc hành động có lẽ vì lý nguyên chấp sự tổn thương bạch kiếm vương khắc lão sư mỗi người khuyên hắn một câu thiếu niên áo lam mặt không biểu tình nhìn đám người bao quanh mình thản nhiên nói quang minh luật lệnh có ghi rõ thứ tà ma ai cũng thủ được phó đoàn trưởng quang minh thủ vệ đoàn quát mắng láo xược lý nguyên chỉ là tội phạm không phải tà ma mở to mắt chó của ngươi ra nhìn xem lý nguyên cóc hải là tà ma không trần lạc bố đầu lý nguyên chấp sự xoẹt một tiếng bảo y trên người lý nguyên rách ra mọi người thấy cơ thể gã khắc bảy tám trận tượng màu đỏ trận tượng nhấp nháy tỏa ánh sáng đỏ đây là huyết trận trong đám người có mặt có nhiều trận sư giỏi trận pháp nhận ra ngay trận tượng trên người lý nguyên chấp dự là huyết trận tà ác trần lạc với khí thế hùng hồ hét to ta hỏi ngươi lý nguyên tế luyện huyết trận có phải là tà ma không mang tai mọi người đau nhức mặt phó đoàn trưởng quang minh thủ vệ đoàn trắng bệch không biết trả lời ra sao nói có đúng không bị trần lạc ép hỏi mặt phó đoàn trưởng gia chủ vũ gia xanh mét nhưng buộc phải gật đầu công nhận nếu là tà ma thì ta có quyền chấp pháp không nói phó đoàn trưởng quang minh thủ vệ đoàn hít sâu một hơi khóe miệng co giật trần lạc mà kệ đám phó đoàn trưởng gia chủ vũ ra xoay lý nguyên chấp sự lại bấu đầu gã trần lạc hỏi lý nguyên ngươi còn nhớ ta không lý nguyên chấp sự chỉ có thở ra môi mấp máy không nói nên lời ngươi làm gãy bốn khúc xương của bạch kiếm ta muốn ngươi trả lại bằng hai tay hai chân trần lạc dứt lời hắn giơ tay lên một tay chộp xuống lại là hậu thổ chi hồn răng giác răng giác hai chân hai tay lý nguyên chấp sự bị đánh nát bấy vù 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 trần lạc giơ tay lên bỗng cầm một cây đao to người phía linh hải của vương khắc lão sư hôm nay ta lấy mạng người tay giơ lên đao chém xuống máu tươi văng khắp nơi đầu lan xuống ai cũng không ngờ bữa tiệc mừng công năm nay sẽ kết thúc máu mè như vậy đã ba ngày từ buổi tiệc đó rất nhiều người vẫn không thể quên hình ảnh kia đặc biệt là thiếu niên áo lam khuôn mặt tuấn tú khí chất tĩnh lặng khi hắn tĩnh thì thân hình mảnh khảnh như che trời làm mọi người cảm giác rơi vào bóng tối vô tận khi hắn giận thì đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa lửa ngút trời thân thể mảnh mai nhưng phát ra lực lượng siêu mạnh quái dị giữa trưa trời nắng gắt vương tử điện hạ ngồi trong lương đình uống rượu ngon Đã bưng lê bạch ngọc uống hết một hơi vương tử điện hạ khép hở mắt nhớ lại vương tử điện hạ nói người đó lúc cười nói thì rất bình thường nhưng khi hắn tức giận tựa như ma thần đến từ địa ngục hai cực tĩnh và động tĩnh như ao nước sâu bóng ma làm người ta thấy lạnh lẽo khi động thì tựa biển lửa mặt trời nóng cháy khiến người cảm thấy sợ hãi vương tử điện hạ lại rót rượu uống một hơi vương tử điện hạ hồi ức tiếp tục bảo người này trọng tình trọng nghĩa vì bằng hữu chấp nhận hy sinh vượt lửa qua sông xung quanh giận dữ vì bằng hữu vì ân sư hắn tức giận giết lý nguyên quy tắc chó chết gì quang minh luật lệnh đều là mây bay tính cách như thế đúng là càn rỡ cuồng vọng tiêu sái không sợ vương tử điện hạ lắc đầu tự rõ tự uống sống trên đời này có cây một thu vui cười chuyên trò tức giận giết chóc sống thì nên giống như hắn không sợ hãi không kiên rè càn rỡ cuồng vọng khi cười thiên hạ vui khi giận thiên hạ khóc ta cười trời trong xanh ta giận trời kéo mây đen ta muốn trời biến đổi thất thường theo vui buồn hờn giận của ta cuồng đúng là cuồng rượu thay nên uống rượu mỹ thiếu niên cười to nâng chén uống cạn vương tử điện hạ hỏi phần lão đánh giá người này thế nào lão nhân lưng gù đứng bên cạnh cúi đầu suy tư giây lát thốt ra hai chữ đáng sợ mỹ thiếu niên khẽ thở dài à đáng sợ sao tính cách cản rỡ cuồng vọng kiệt ngạo bất thuần như hắn lại khống chế vô thượng thuần xương đại nhật linh nguyên thì đúng là đáng sợ mặt trời ra thiên hạ diệu một phần mặt trời chiếu rọi vô biên huống chi hắn có lực lượng biến dị vượt qua quy tắc đúng là đáng sợ điện hạ làm lão nô thấy đáng sợ không phải lực lượng của hắn mà là thủ đoạn a à, thủ đoạn ý là hung dữ lão nhân lưng gù lắc đầu hỏi bạn đang xem thiên vu được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lão nô cảm thấy huyết trận trên người lý nguyên chấp sự là lạ sao lão nói vậy tế luyện huyết trận cần lấy tinh thần lực làm phủ máu tươi làm nguyên thân thể làm mắt mới tế luyện thành quang minh luật lệnh xếp huyết trận vào đạo tà ma bởi vì tu luyện huyết trận ẩn rất nhiều máu mấy chục mấy trăm người sau khi tế luyện xong thân thể thành trận, đao thương không nhập, cực kỳ lợi hại, rồi sao? Lão nô đã kiểm tra xác của Lý Nguyên, phát hiện huyết trận trên người hắn có vẻ vừa mới tế luyện không lâu, hơn nữa Lý Nguyên không có tinh thần lực, không hiểu, lão nói thẳng đi. Lão nô nghi ngờ huyết trận của Lý Nguyên là Trần Lạc tế luyện ra. Cái gì? Vương tử điện hạ nghi hoặc hỏi, ý của lão là Trần Lạc vì giết Lý Nguyên nên tế luyện huyết trận cho hắn, khiến chúng ta hiểu lầm Lý Nguyên là tà ma. Thấy lão nhân lưng gù gật đầu, Vương tử điện hạ phủ định, cái gì? tuy ta không giỏi trận pháp nhưng thấy nhiều sách về nó tế luyện huyết trận là quá trình rất dài dòng làm sao có thể tùy tiện tế luyện ra theo ta được biết dù là huyết trận đơn giản nhất cũng cần bảy bảy bốn mươi chín ngày mới tế luyện xong đúng là vậy lão nô cũng không tin nhưng lý nguyên không có tinh thần lực điều này giải thích thế nào có khi nào là người khác tế luyện huyết trận giúp lý nguyên không lão nô có nghĩ đến khả năng này nhưng huyết trận trên người lý nguyên là huyết tế từ chính hắn sẽ không ai làm như vậy lão chắc chắn không lão nô tự mình kiểm tra huyết trận trên người lý nguyên đúng là dùng chính máu của hắn ý lão là trần lạc vì giết lý nguyên hợp pháp khi đánh ra 72 hậu thổ chi hồn thì dùng máu của lý nguyên trong chớp mắt tế luyện ra huyết trận sao ta cảm thấy như thần thoại vân lão có tin được không không giấu gì điện hạ lão nô cũng không tin không ai có thể tế luyện ra huyết trận trong chớp mắt một hơi đến bảy tám huyết trận dù là tự nhiên đại trận sư tạo nghệ thâm sâu thậm chí trận hành giả cũng không được lão nhân lương ngủ nhíu mày suy nghĩ rối rắm nhưng lý nguyên dùng máu của mình tế luyện huyết trận thì càng vô lý quỷ dị rất quỷ dị quỷ dị đến nỗi vân lão là đại trận sư đều không nghĩ ra lão cảm thấy không thể tưởng tượng còn một điều nữa khi lão nô đến đã kiểm tra tất cả trận pháp của thiên khải trang viên thiên khải trang viên có tổng cộng 142 trận pháp lớn nhỏ đa phần là trận pháp phụ trợ tu hành thủ hộ trận cũng chỉ là phòng ngự thủ hộ cấm ra ngoài không có trận pháp công kích nhưng khi trận pháp thủ hộ thiên khải trang viên vận chuyển lão nô phát hiện bỗng nhiên tăng thêm 72 trận pháp công kích đều là trận pháp siêu lớn ý của vân lão là người nghi ngờ khi trần là quyết định ra tay giết lý nguyên thì đã bày ra tất cả suy tính đến đường lui. Cái này, lúc thí luyện trung ương học phủ ta từng thấy hắn thi triển trận pháp, đúng là tạo nghệ không tệ nhưng nếu nói bày 72 trận pháp công kích trong thời gian ngắn thì có thể không. Lão nhân lưng gù lắc đầu, nói, lão nô đã kiểm tra những trận pháp này, có vạn lôi kiếp sát trận, có chấm thiên trục nhật trận, 72 trận pháp đều có uy lực vô cùng, với tạo nghệ của lão nô bày một cái nào đều cần ít nhất là 3 ngày, muốn bày 72 trận pháp phải tốn một hai tháng mới xong vậy những trận pháp công kích này là sao lão nô cũng vô cùng khó hiểu ba ngày qua luôn suy nghĩ về vấn đề này đến nay lão nô nghĩ ra hai loại khả năng vân lão chỉnh lý tư duy hỗn loạn nói một loại khả năng đó là trần lạc là một cao thủ trận pháp tạo nghệ rất sâu khủng bố không thể tưởng tượng sau khi trần lạc biết bằng hữu ân sư của mình bị lý nguyên đánh bị thương thì bày ra 72 trận pháp tuyệt sát trở sẵn rồi quay về bữa tiệc tìm lý nguyên sau khi lý nguyên xuất hiện trần lạc lại đánh ra 72 ngọn hậu thổ chi hồn âm thầm tế luyện huyết trận cho lý nguyên vậy là có lý do hợp pháp để giết chết lý nguyên nếu quá trình giết lý nguyên thuận lợi thì mọi thứ bình yên nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Trần Lạc sẽ sử dụng 72 trận pháp đại khai sát giới, không ai trong thiên khải trang viên ra ngoài được, bao gồm Điện Hạ và Lão Nô, không ai có thể chạy thoát. Chết chắc, Vương Tử Điện Hạ hít sâu, cảm thấy ra đầu tây dại. Vương Tử Điện Hạ hỏi, khả năng này thành lập không? Không thể thành lập, Trần Lạc còn trẻ, dù hắn tinh thần lực từ trong bụng mẹ cũng không thể đạt đến trình độ này. Hơn nữa lão nô không tưởng tượng nổi tạo nghệ đạt đến trình độ gì trong giây lát âm thầm tế luyện huyết trận cho người khác, trong khoảng thời gian ngắn bày ra 72 trận pháp tuyệt sát, vậy còn khả năng khác, khả năng khác là có một cao thủ ở lĩnh vực trận pháp khủng bố đến không thể tưởng tượng hỗ trợ trần lạc trong bóng tối tuy rằng lão nô không tưởng tượng ra được đó là cao thủ như thế nào nhưng chỉ có khả năng thứ hai là miễn cưỡng hợp lý hiện thực một chút điện hạ đừng quên trần lạc là huynh đệ của ma quân thất giả ma quân thất giả dám vì người huynh đệ này tuyên bố san bằng trung ương học phủ câu nói này đủ chứng minh trần lạc có sức nặng như thế nào trong lòng hắn nếu vậy thì ma quân thất giả sẽ phái người bảo vệ trần lạc mỹ thiếu niên trầm ngâm cẩn thận suy tư vương tử điện hạ càng nghĩ càng thấy có lẽ là một cao thủ trận pháp siêu đẳng âm thầm bảo vệ trần lạc không không phải có lẽ mà chắc chắn là vậy nếu không thì không thể giải thích 72 trận pháp tuyệt sát huyết trận trên người lý nguyên chấp sự khả năng thứ nhất không hiện thực vương tử điện hạ nghĩ đến hắc ám ma quân thất dạ thì càng chắc chắn một vị cao thủ tuyệt thế đi theo bên cạnh trần lạc vương tử điện hạ chợt nghĩ đến điều gì đắc đầu mỉm cười nụ cười lúng túng vương tử điện hạ nói lúc hắn định giết lý nguyên ta còn hỏi hắn đã nghĩ kỹ chưa cảnh cáo hắn sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng bây giờ nghĩ lại cái tên đó không chỉ nghĩ kỹ mà còn nắm rõ mọi người trong lòng bàn tay ai thật mừng là lý nguyên bị hắn thuận lợi giết nếu không thì hậu quả của chúng ta rất nghiêm trọng bởi vậy lão nô mới cảm thấy thiếu niên kia cực kỳ đáng sợ lão nhân lương gù khẽ thở dài sau này điện hạ hãy tránh xa người này đi tính cách tên đó trí tình như điện hạ nói hắn cười thì thiên hạ vui hắn giận thì thiên hạ khóc tính cách trần lạc kiệt ngạo bất thuần không kiêng nề gì cuồng vô pháp vô thiên khi trần lạc vui thì sẽ tuân thủ quy tắc luật lệnh nếu hắn không thích quy tắc cái gì là trò cười với hắn không thể trói buộc được hắn ai chọc vào trần lạc thật là xui xẻo tám đời ai cũng đúng vương tử điện hạ buồn bực sát rượu ra ly uống cái ực nói làm bằng hữu của hắn là vận may to lớn làm kẻ thù của hắn thì xui xẻo tám đời lão nhân lương gù gật gù đồng tình câu nói của vương tử điện hạ vân lão nói xem nếu ta muốn trở thành bằng hữu của hắn sẽ dùng loại thái độ gì chân thành vương tử điện hạ lập hai chữ chân thành thật lâu sau vương tử điện hạ lên tiếng mới rồi ngươi nói tiếp thường uyển đến đây Nhà đầu này trí tuệ tỉ mỉ, khi lão nô kiểm tra xác lý nguyên và trận pháp thủ hộ của thiên khải trang viên thì thấy nhà đầu đó, chắc nàng cũng phát hiện ra điều lạ. Ngày hôm nay Trần Lạc ngồi xếp bằng, hắn đang cố gắng tu luyện, nói đến cũng lạ, hắc ám ma quân thất giả nói đại nhật linh nguyên siêu cường đại, hầu như không thể lay động, rất khó khiến nó vận chuyển. Trần Lạc không thấy có gì, hắn có thể lay động linh nguyên của mình, khiến nó vận chuyển, nhưng cảm giác như ngựa con kéo dài thồ, còn thôn thiên vệ địa kỳ công thì qua nhiều ngày tham ngộ, Trần Lạc đã sơ bộ nắm giữ được nó. Bất đắc dĩ mỗi lần Trần Lạc sử dụng thôn thiên vệ địa công pháp vận chuyển đại nhật linh nguyên thì thấy vô cùng chúc chắc. Trần Lạc chỉ vận chuyển đại nhật linh nguyên có mấy giây đã cảm giác linh hồn mệt dã rời. Hèn gì những người ngưng tụ đại nhật linh nguyên, tu luyện thôn thiên vệ địa cuối cùng đều chết. Thứ này người bình thường không khống chế được. Nếu cưỡng ép vận chuyển thì linh hồn sẽ không chịu nổi tán loạn. Nên biết linh hồn của Trần Lạc đã qua hư vọng chi hỏa tịnh hóa, có thể nói là siêu cường đại. Thế nhưng khi dùng thôn thiên vệ địa khống chế đại nhật linh nguyên, mặc dù không đến nỗi tán loạn cũng không chịu nổi bạn đang xem thiên vô được thuyết minh tại kênh youtube di các phim dường như tu vi tiến triển không mấy thuận lợi có thể nói là cực kỳ chậm tuy nhiên trần lạc không vội vã ăn cơm không thể và hết một lần xài bước quá dài dễ dày chân chậm rãi mà hay a à, trần lạc bỗng cảm thấy trong không gian mình mở có dị động hắn lập tức lắp người vào trong đó loại không gian này là trần lạc sử dụng trận pháp mở ra lúc nào cũng phải ra cố không thể ngừng ngang vì nếu ngừng có lẽ sẽ không tìm thấy không gian nữa dù có mở không gian mới cũng khác với cái cũ cho nên Trần Lạc luôn muốn học cách luyện hóa linh bảo, hắn muốn luyện ra một loại bảo bối chứa đồ, vậy là không cần lo không gian sẽ biến mất, nhưng luyện hóa linh bảo khá là rắc rối, không chỉ phải học trận pháp luyện hóa còn phải hiểu linh bảo mình luyện hóa cần bao nhiêu tài nguyên. Trần Lạc nghĩ chờ đến học đồ sẽ tìm cơ hội học tập, trong không gian có trận pháp thông linh Trần Lạc bày ra, trận pháp này dùng để liên lạc với con vong linh khô lâu, vong linh khô lâu tỉnh lại nhìn bốn phía, không có trời, không có đất, chỉ có bóng tối vô tận, khi vong linh khô lâu trông thấy Trần Lạc thì bù một tiếng quỳ xuống đất, hỡi chủ nhân không gì không làm được, ta nguyện làm nô bộc trung thành của người sao vẫn không chịu nói sao sắc mặt trần lạc âm trầm đáng sợ lạnh lùng quát nói nếu không nói thì lão tử cho ngươi lạc trong hố đen không đừng ta nói ta nói được chưa theo vong linh khô lâu khai thì tên của nó là áo đinh một con vong linh khô lâu đến từ thâm uyên sau khi được triệu hoán thì trở thành nô bộc của bạch cốt hàn cung tại sao bạch cốt hàn cung suy sụp thì vong linh khô lâu áo đinh không biết nó nói chỉ nhớ lúc đó hỗn loạn vì nó rất sợ hãi nên giả chết đánh lừa người biết thứ này không Trần Lạc lấy chiếc nhẫn xương trắng ra, hỡi chủ nhân không gì không làm được, đây là ký ức giới chỉ của Bạch Cốt Hàn Cung, chỉ các đời cung chủ mới có tư cách đeo. À, tại sao thứ này gọi là ký ức giới chỉ? Tiểu nô cũng không biết cụ thể, hình như bên trong chứa ký ức các đời cung chủ. Hừm, nghe nói là vậy, ký ức của các đời cung chủ. Má ơi, Trần Lạc không ngờ ký ức cũng có thể cất chứa. Hỏi, thứ này làm sao mở ra? Thưa chủ nhân vĩ đại, tiểu áo đinh chỉ là một nô bộc trong Bạch Cốt Hàn Cung, làm sao biết cách mở ký ức giới chỉ được? trần lạc cười tủm tìm nhìn vong linh khô lâu áo đinh hắn không tin lời nó nói nhìn là biết áo đinh gian xảo khi bạch cốt hàn cung gặp tai họa ngập đầu cung chủ còn chết nhưng vong linh khô lâu nói nó giả chết trốn thoát tin được không trần lạc hỏi lại thật sự không biết thưa chủ nhân vĩ đại tiểu áo đinh thề với danh nghĩa chủ thâm uyên là ta thật sự không biết lại hỏi ngươi một lần ngươi khẳng định không biết thưa thưa chủ nhân vĩ đại tiểu áo đinh thật tình không biết rất tốt vậy ngươi cứ tiếp tục ở lại đây đi thưa chủ nhân vĩ đại xin đừng đừng bỏ tiểu áo đinh lại đây đừng Trần Lạc lười quan tâm vong linh khô lâu, hắn đóng không gian lại. Tuy Trần Lạc không đoán ra vong linh khô lâu áo đinh có lai like lịch gì nhưng khẳng định chắc chắn nó không nói thật. Trần Lạc quyết định lơ vong linh khô lâu một thời gian rồi tính. Trần Lạc ra khỏi không gian, nhìn sắc trời đã là hoàng hôn, suy nghĩ có nên đi ra ngoài kiếm đồ ăn không. Nói thật là từ sau khi mở linh hải Trần Lạc không thấy đói khát gì, dù bảy, tắm ngày không ăn cơm, không uống nước cũng được, vì điều này Trần Lạc đã tự thực nghiệm, kết quả chứng minh hắn đúng. Mệnh chi linh hải cứng như đá, đại địa linh hải sinh sôi không dứt, giới chi linh hải, dựng hóa vạn vật trong sách cổ ghi chép sau khi mở đại địa linh hải thì sinh sôi không dứt liên miên bất tuyệt càng không thấy đói giới chi linh hải có thể dựng hóa vạn vật còn lòng linh hỏa dưỡng kia có lẽ chính là thứ linh hải dựng dục ra chính vì vậy nên trần lạc mới dám chắc linh hải của mình là giới chi linh hải nói đi phải nói lại tuy không thấy đói nhưng mỗi ngày trần lạc vẫn ăn ba bữa cơm không vì lý do gì khác không ăn cứ thấy là lạ như không phải con người huống chi ăn thức ăn ngon là hưởng thụ mỗi bữa trần lạc ăn cơm với úy thiên long là phải kèm rượu không biết là nghiện hay sao mà bây giờ khi ăn cơm hắn ngẫu nhiên sẽ tự uống một mình, cảm thấy cũng không tệ. Điều đáng tiếc duy nhất là không ai cùng uống với Trần Lạc. Quý Thiên Long phát triển làm ăn đến trung ương vực, đang bận bù đầu. Tiết Vân Sơn là vực chủ, Trần Lạc ngại tìm gã. Ăn cơm xong Trần Lạc rảnh rỗi ghé thăm nhà Vương Khắc Lão Sư. Mỗi ngày vào thời gian này Trần Lạc sẽ đến xem tình huống của Vương Khắc Lão Sư, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khiến Trần Lạc thấy mừng là vết thương của Vương Khắc Lão Sư hồi phục nhanh hơn hắn tưởng tượng. Cái này phải quy công cho một giọt thất thải vân tuyền của Tiết Thường Uyển thất thải vân tuyển cực kỳ thần diệu sau khi vương khắc lão sư dùng thì linh hải được ôn nhuận dần hồi phục cứ tiếp tục như vậy con đường tu hành của gã sẽ không đứt đoạn trần lạc nhìn vương khắc lão sư mê man nằm trên giường hắn thở dài hy vọng lão sư sớm tỉnh lại trần lạc qua ăn cơm đi đại nương làm cơm cho người đây thê tử của vương khắc lão sư là một nữ nhân trung niên bình thường từ khi vương khắc lão sư xảy ra chuyện trần lạc luôn bận rộn như con quay chăm sóc bỏ tiền tìm y sư tốt nhất duy trì trận pháp chữa trị vận chuyển mỗi ngày tốn hàng đống linh thạch thê tử vương khắc lão sư rất biết ơn trần lạc thấy đại nương nói xong định đi nấu cơm thì trần lạc vội ngăn cản bảo mình đã ăn rồi trần lạc trò chuyện với đại nương một lúc đại nương bỗng nhắc đến tiết thường uyển làm hắn thấy lạ trong ấn tượng của trần lạc dường như đại nương không quen biết tiết thường uyển chưa từng gặp nàng đại nương tiết thường uyển làm sao hôm nay tiết tiểu thư đến thăm lão sư của ngươi còn mang nhiều đồ tốt chúng ta không thân chẳng quen với tiết tiểu thư ngại nhận đồ đại nương muốn nhờ ngươi trả lại mấy thứ đó nói với tiết tiểu thư là hai chúng ta xin nhận tấm lòng của nàng nhưng đồ vật quá quý giá đại nương đem ra đồ vật tiết thường uyển đã tặng má ơi là một dương các loại linh phẩm bổ dưỡng trần lạc nhìn nhìn khuyên đại nương hãy nhận lấy rồi tìm cớ chuồn đi trần lạc không quay về thiên khải trang viên mà đi thẳng vực đô tiểu cô nương tiết thường uyển tính tình không tệ linh hải của vương khắc lão sư chữa lành được cũng nhờ một giọt thất thải vân tuyền của tiết thường uyển bây giờ người ta mang nhiều đồ tốt đến nếu trần lạc không nói tiếng cảm ơn thì thật là nói không được khoảng nửa canh giờ trần lạc đến nhà tiết vân sơn nhưng tiết thường uyển không có nhà hắn nghe vực chủ đại nhân nói mỗi ngày vào lúc này nàng sẽ đi tịch sơn sơn tu luyện trần lạc vội vàng chạy qua tịch dương sơn là một ngọn núi cao hoang vu trong lãnh địa kim thủy vực vì xung quanh linh khí ít ỏi không ẩn chứa bất cứ linh thạch mạch khoáng nào địa hình treo leo khắp nơi là vách núi vực sâu dưới núi là rừng sâu núi thẳm trừ ngẫu nhiên có mấy con chim bay cá lội ghé qua thì tịch dương sơn ít khi có dấu chân người ban đêm ánh trăng mông lung tịch dương sơn một bóng dáng yêu kiều màu trắng đứng trên đỉnh núi mờ nhạt như hồn ma áo trắng hơn tuyết mà đẹp quỳnh quốc huỳnh thành làm người nghe thở gió núi rất lớn kêu vù vù nhưng nàng đứng đó chưa từng nhúc nhích ba ngang sợi tóc đen không bay lên rất tĩnh người tĩnh, dung nhan tĩnh áo trắng tĩnh sợi tóc tĩnh thiếu nữ đứng đó khí chất yên tĩnh như thể gió to không thể lai động nàng tựa thiên sứ rơi xuống trần gian không ăn nhân gian khói lửa không bị tự nhiên ảnh hưởng khuôn mặt hoàn mỹ mặt trái xoan mày ngài đôi mắt sâu thẳm thẫn thờ nhìn vực sâu vạn trượng trước mắt thiếu nữ đang suy nghĩ một người nghĩ trần lạc ba phần nhớ ba phần tò mò ba phần mờ mịt thiếu nữ không biết tại sao nàng nhớ nhung thiếu niên áo lam đó nàng chỉ cảm thấy rất muốn gặp hắn chẳng biết từ bao giờ thiếu niên xâm nhạc vào trái tim nàng mỗi khi rảnh rỗi sẽ nhớ đến hắn thật lâu sau thiếu nữ nhỏ giọng nói ta làm sao vậy chẳng lẽ thích hắn rồi thiếu nữ lắc đầu như mày nói chắc không phải ta chỉ tò mò về hắn nên mới nhớ hắn thật sự là tò mò sao bản thân tiết thường uyển không hiểu nổi lòng mình nhưng trần lạc có rất nhiều điều làm nàng tò mò đặc biệt trong bữa tiệc mừng công thiếu niên áo lam lạnh lùng tàn nhẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng khiến tiết thường uyển khó hiểu nhất là huyết trận trên người lý nguyên chấp sự nhiều trận pháp công kích trong thiên khải trang viên bạn đang xem Thiên Vu được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiết Thường Uyển có tư chất thông minh, nhạy bén tỉ mỉ, tạo nghệ trận pháp đến trình độ vô sư trung cấp. Tiết Thường Uyển nổi bật trong số bạn cùng lứa, nàng từ nhỏ thích lật xem sách cổ, có thể nói là bác học đa tài. Có lẽ Tiết Thường Uyển nhiều không biết nhiều thứ nhưng nàng biết một số kiến thức, ví dụ huyết trận trên người trận tượng. Tiết Thường Uyển biết tế luyện huyết trận cực kỳ phức tạp, tuyệt đối không ai dùng máu của mình tế luyện. Còn có nhiều trận pháp công kích mới xuất hiện, mọi thứ đều kỳ lạ làm Tiết Thường Uyển khó hiểu. Nhưng có một điều nàng dám chắc là chúng liên quan đến Trần Lạc, tại sao Trần Lạc lúc Trần Lạc muốn giết Lý Nguyên chấp sự thì trận pháp thủ hộ Thiên Khải Trang Viên có thêm nhiều trận pháp công kích, những trận pháp công kích này đều sẵn sàng khởi động, hầu như bao phủ nguyên thiên Khải Trang Viên, chỉ cần người bày trận pháp bắn ra một phù văn là đống trận pháp đó sẽ vận chuyển ngay, trong Thiên Khải Trang Viên sẽ máu chảy thành sông, trận pháp công kích là Trần Lạc bày ra sao, nếu là Trần Lạc làm thì hắn bày trận pháp để làm gì, Trần Lạc muốn giết Lý Nguyên chấp sự nhưng tại sao bao phủ nguyên thiên Khải Trang Viên không lẽ ai ngăn cản trần lạc giết lý nguyên là hắn sẽ chém chết người đó nếu đúng như vậy thì trần lạc quá đáng sợ có thật sự như vậy không tiết thường uyển lập tức phủ định cách nghĩ này bởi vì không ai có thể bày ra nhiều trận pháp công kích trong thời gian ngắn như vậy có lẽ trần lạc giỏi trận pháp nhưng nói hắn bày ra được nhiều trận pháp công kích trong thời gian ngắn thì là chuyện không thể dù là đại diệp thanh thậm chí tự nhiên đại trận sư cũng không làm được nếu không phải trần lạc thì là ai rất nhiều nghi hoặc tò mò làm tiết thường uyển suy nghĩ nát óc mấy ngày qua điên rồi điên chết được đang yên lành ta suy nghĩ mấy chuyện này làm gì, liên quan gì ta, tại sao ta phải quan tâm chuyện hắn làm?" Tiết Thường Uyển nhắm mắt lại, ưu sầu lắc đầu, bỗng nhiên một thanh âm dịu dàng lọt vào tai Tiết Thường Uyển, "Mỹ nhân nhi, hơn nửa đêm làm gì ở đây vậy?" A, à, thanh âm này, khá quen tai, Tiết Thường Uyển xoay người, giật mình thấy có người đến trước mặt mình, đó là một thiếu niên áo lam mảnh khanh, thiếu niên bước chậm, khuôn mặt hơi nhu treo nụ cười, "Là hắn, Trần Lạc," Tiết Thường Uyển nghi hoặc hỏi, "Sao ngươi đến đây, tìm nàng?" Trần Lạc đi qua nhìn vực sâu trước mặt nhíu mày trần lạc thù lùi lại hắn hơi sợ độ cao tìm ta tiết thường uyển không ngờ trần lạc sẽ tìm mình biểu tình từ giật mình chuyển sang phức tạp tiết thường uyển xấu hổ quay người sang hướng khác khẽ hỏi tìm ta làm gì lần trước nàng hiến dâng một giò thất thải vân tuyền chữa trị linh hải cho lão sư của ta mà ta chưa cảm ơn nàng tiết thường uyển thất vọng khẽ ừ à tiết thường uyển nói đó vốn là thứ đại ca của người tặng bởi vì thất thải vân tuyền quá quý giá sau khi ra khỏi bạch cốt hàn cung trần lạc đã trả lại cho trần lạc nhưng hắn không chịu nhận nàng đừng giữ lại phong cảnh chỗ này không tệ trần lạc đứng đây gió mạnh thổi đến vạt áo bay phần phật sợi tóc rối tung trần lạc thích cảm giác bị gió thổi quét thế này rất sảng khoái trần lạc giang hai tay nhìn trăng trong trời đêm trần lạc nói bóng đêm đẹp trăng sáng đẹp người càng đẹp trần lạc nói rồi nghiêng đầu nhìn tiết thường uyển không phải trần lạc nịnh nói tiết thường uyển trong bóng đêm dưới ánh trăng trên đỉnh núi bên vực sâu trong gió mạnh tiết thường uyển mặc áo trắng đẹp tựa tin nữ trong tranh được trần lạc khen là mặt tiết thường uyển đỏ rực xấu hổ cúi đầu sắc hồng càng khiến nàng thêm sinh trần lạc trêu chọc mắc cỡ làm gì có tiết thường uyển càng cúi thấp đầu xấu hổ hơn đẹp rất là đẹp đẹp như thiên sứ như tiên lại như tranh đẹp làm tim trần lạc đập nhanh trần lạc kiềm không được vén sợi tóc dài rũ xuống tiếp xúc làm người tiết thường uyển khẽ run tiết thường uyển ngẩng đầu định nói gì thì thiếu niên áo len bỗng đến gần tiết thường uyển chỉ kịp thốt một chữ người đã bị trần lạc hôn tiết thường uyển trợn to mắt không dám tin đầu óc trống rỗng người cứng ngắc khi tiết thường uyển kịp phản ứng lại thì vùng vẫy nhưng bị thiếu niên áo lam ôm chặt tiết thường uyển giơ tay lên lập tức bị thiếu niên áo lam bắt giữ nàng càng vùng vẫy thì hắn càng hôn điên cuồng đầu lưỡi trơn ướt triền miên trong miệng tiết thường uyển làm nàng thấy toàn thân tê dại tiết thường uyển vùng vẫy vô dụng càng chống cự thiếu niên áo lam hôn càng điên cuồng có lẽ vì nhận ra điều này nên từ khi nào tiết thường uyển buông xuôi mặc cho trần lạc hôn hôn đến nồng nhiệt tiết thường uyển kiềm không được khép mắt lại hai tay quàng cổ trần lạc cánh tay trần lạc ôm eo thon của tiết thường uyển hai người hôn say đắm bóng đêm trăng sáng sao thưa áo trắng như tuyết áo lam như mực một bóng dáng yêu kiều một bóng dáng lạnh lùng đan vào nhau không biết hôn say đắm bao lâu sau chợt ngừng trần lạc nhìn tiết thường uyển cười nói trước kia không nhìn kỹ hôm nay mới thấy nàng rất đẹp xứng là mỹ nhân tiên nữ xấu xa hôn nồng nhiệt qua đi tiết thường uyển xấu hổ không dám ngừng đầu nhìn trần lạc nàng muốn vùng thoát nhưng vô dụng hắn ôm chặt tiết thường uyển tiết thường uyển ai oán nói tên lưu manh nhà ngươi mau buông ta ra trần lạc ôm tiết thường uyển mỉm cười nói mỹ nhân ở trong ngực đồ ngu mới thả ra nụ cười sen lẫn trêu chọc nghiền ngẫm người mà còn không thả là ta kêu lên nói người phi lễ ta vậy kêu đi trần lạc nhún vai thản nhiên nói dù nàng có kêu rách cổ họng cũng vô dụng huống chi lần trước trong trường hồng trận tháp là nàng phi lễ ta trước giờ ta trả lại lần trước trong trường hồng trận tháp nhắc đến hợp hoan trận trong trường hồng trận tháp là tiết thường uyển xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào nàng vùi mặt vào ngực trần lạc tiết thường Uyển há mồm cắn vai hắn trần lạc bị cắn đau hú lên nàng cắn ta làm chi không cho nhắc đến hợp hoan trận rồi rồi không nhắc thì thôi trần lạc xoa vai đùa giỡn hai chúng ta cũng xem như một nụ hôn định tình phụ mẫu sư phụ của nàng đều muốn nàng gả cho ta xem như ta chịu thiệt cưới nàng vậy a à, hôn định tình với ngươi ai muốn gả cho ngươi ngươi nằm mơ đi tiết thường uyển quay người cúi đầu xấu hổ nhỏ vạt áo tiết thường uyển chợt phản ứng lại giả vờ tức giận nói gì mà xem như ngươi chịu thiệt Ngươi quá tự kỷ, này này, ngươi đừng chạy, đứng lại cho ta, đồ tự kỷ, đồ xấu xa, đồ lưu manh, đứng lại, trên đỉnh núi vang tiếng cười vui rượt bắt nhau, một nụ hôn say đắm, rượt đuổi nhau khiến tình cảm của Tiết Thường Uyển với Trần Lạc nhanh chóng tăng lên, ngày đêm nhớ nhung, khi ăn khi tu luyện, lúc Tiết Thường Uyển nằm mơ cũng thấy bóng dáng người này, không đổi đi được, Trần Lạc sinh hoạt trên thế gian nên đương nhiên là người trần tục, có cá tính, rất nhiều chuyện Trần Lạc làm việc theo cảm giác, như lúc trên đỉnh núi, Trần Lạc bỗng muốn hôn Tiết Thường Uyển nên liền hôn không hơn, không có gì khác, bởi vì Trần Lạc sinh hoạt trong thế giới xa lạ kia 4 năm, có kinh nghiệm đặc biệt, tư tưởng, suy nghĩ, lý tưởng đều tách rời khỏi thế giới này, còn vài ngày là đến lúc Trung ương Học phủ khai trường, các học tử thi đậu vào học phủ chuẩn bị nhập học, Trần Lạc cũng vậy, lúc giữa trưa, Đồ lão Đầu Nhi biến mất gần 2 tháng đột nhiên quay lại, khi biết Trần Lạc thuận lợi thi đậu Trung ương Học phủ thì lão rất kinh ngạc, thất vọng, Đồ lão Đầu Nhi kinh ngạc là lão không ngờ Trần Lạc mở từ hải mà được Trung ương Học phủ chọn, tuy là học sinh đặc biệt nhưng dù sao vẫn thi đậu đồ lão đầu nhi thất vọng là lão biết trần lạc có thiên phú siêu cao trong lĩnh vực trận pháp lão luôn muốn dẫn hắn vào chính tông như bây giờ kế hoạch đã ngầm nước nóng bạn đang xem thiên vô được thuyết minh tại kênh youtube di các phim trần lạc biết đồ lão đầu nhi biến mất hai tháng là dẫn ngưu manh đi khám bệnh nhưng gã không quay về trần lạc hỏi lý do đồ khai nguyên nói ngưu manh đi chỗ gã nên đi trần lạc rất khó hiểu cái gì gọi là đi chỗ gã nên đi nhưng đồ lão đầu nhi trừ nói ngưu manh rất an toàn đã tìm được đường tu hành của mình thì không chịu nói gì nữa trần lạc có ép hỏi cỡ nào đồ khai nguyên cũng không khai buổi tối trần lạc đồ lão đầu nhi đi thiên khải từ lâu ăn cơm uống rượu đồ lão đầu nhi nói một loạt lời làm trần lạc ù ù cạp cạp, đồ lão đầu nhi bưng một ly rượu lên uống cạn sảng khoái hà hơi đồ lão đầu nhi hỏi tiểu tử ngươi năm nay ngươi sắp tròn 18 tuổi đúng không trần lạc gật đầu nói còn kém mấy ngày là đúng 18 tuổi sao vậy lúc sư phụ ngươi đi có để lại một thứ cho ra ra nhờ ra gia ra gia giao cho ngươi khi ngươi mười tám tuổi sư phụ của ta trần lạc ngẩn người hỏi là thứ gì đồ lão đầu nhi lấy một cái hộp cấm to cỡ bàn tay đưa cho trần lạc nói bên trong có một khối thủy tinh chắc là vân du tử muốn dặn dò gì với ngươi ta phải nói sư phụ của ngươi thật lú lần có chuyện gì phó thác cứ nói thẳng cho ra ra là được để lại thủy tinh dinh ngôn làm gì làm thì làm trời huyết thủy tinh làm chi hai sư phụ đồ các ngươi đang làm gì có phải là có bí mật không thể cho ai biết trần lạc nhận cái hộp mở ra xem đúng là một khối thủy tinh đỏ loại thủy tinh này cần nhỏ một giọt máu mới không thể mở mật ngữ trong đó trần lạc không vội vàng giải mã hắn nói chuyện một lúc với đồ lão đầu nhi rồi vội vã quay về thiên khải trang viên lúc chạng vạng trần lạc ngồi trên giường cắn rách đầu ngón tay nhỏ một giọt máu vào trong thủy tinh trong đầu trần lạc tràn ngập mờ mịt thắc mắc không biết tại sao sư phụ kêu đồ lão đầu nhi lấy ra khi hắn 18 tuổi rất nhanh giọt máu hòa vào khối thủy tinh trần lạc phát ra linh thức thăm dò thanh âm sư phụ vân du tử vang lên làm tim hắn đập nhanh đồ nhi thân mến nếu đồ khai nguyên giao thủy tinh cho ngươi đúng thời gian thì nghĩa là đã 4 năm từ khi vi sư ra đi 4 năm nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn không biết tạo nghệ trận pháp của đồ nhi tăng tiến đến đâu vì sư biết đồ nhi hiếu học càng hiểu đồ nhi vì học mà phá tuy thủ đoạn không sáng sủa gì nhưng xem như một con đường tắt tuy nhiên đồ nhi đừng quên tôn chỉ của hệ vô vi phá chúng ta tự nhiên vốn vô vi nếu chấp vô vi có vi trận pháp là tự nhiên tự nhiên là trận pháp thiên địa vạn vật đều là tự nhiên giọng sư phụ dạy dỗ vang lên trần lạc cảm giác thân quen đã lâu như khi hắn còn nhỏ trần lạc thấy rất ấm áp hắn tưởng tượng ra biểu tình động tác của sư phụ khi nói câu này đồ nhi có tư chất tuyệt vời trận pháp hay vô pháp đều vậy đồ nhi có nhớ lúc ngươi muốn học vu thì vi sư hết sức ngăn cản không không phải vi sư sợ ngươi học vô pháp làm lỡ trận pháp lý do còn là vì mệnh cách của ngươi mệnh cách của ngươi bí ẩn phức tạp liên quan nhiều đến thiên cơ là thiên mệnh người thiên mệnh mệnh do thiên định ông trời sớm sắp đặt đường rời của ngươi vi sư đã từng nghịch thiên mà đi thần thông trận pháp nhìn ngó thiên cơ biết thiên mệnh của ngươi rất lớn lao đồ nhi vốn không nên xuất hiện trên thế giới này ông trời không muốn ngươi sinh ra cái gì là ta không nên xuất hiện trên thế giới này, cái gì là ông trời không muốn ta sinh ra? Lão tử không làm cái gì đắc tội ông trời, tại sao ông trời không muốn ta sinh ra? Phi sư không biết tại sao thiên mệnh của ngươi như vậy, đại khái là kiếp trước ngươi làm ông trời khó hiểu, có lẽ kiếp trước ngươi uy hiếp ông trời, phi sư không biết sự thật thế nào, nhưng nếu ngươi đã sinh ra, đến thế giới này thì ngươi chỉ có con đường nghịch thiên, con đường này đã định đầy kiếp nạn, vì ông trời không cho phép một người không nên sinh ra sống trên thế giới này, nếu sau khi đồ nhi sinh ra chọn làm một người bình thường, nếm đủ vui buồn hờn giận sinh lão bệnh tử thì không xem như chống lại thiên mệnh. Đồ như tu luyện đạo trận pháp là bước lên đường nghịch thiên không lối về, tiềm lực của ngươi càng lớn thì càng lệch khỏi quỹ tích thiên mệnh. Đây là vì sao vi sư không muốn cho ngươi tu luyện đạo vu pháp, vì một đạo trận pháp đã khiến ngươi lệch quá xa, còn tu thêm đạo vu pháp thì càng xa thiên mệnh. Khi một người cách xa thiên mệnh thuộc về mình thì kiếp nạn sẽ sinh ra đúng thời cơ, đây là pháp tắc thiên địa, thiên địa vạn vật đều nằm trong đó, không ai nhảy ra được. Vi sư từng bói toán cho ngươi, khi ngươi 18 tuổi sẽ gặp một đại kiếp nạn, trong quẻ biểu hiện ngươi dương tức quá mạnh, vật cực tất phản tất gặp nạn tu luyện trận pháp không có khả năng dẫn đến dương tức quá mạnh chắc đồ nhi tu luyện vu pháp nên mới sinh ra một kiếp này dương tức quá mạnh trần lạc ngẫm nghĩ lại hình như từ khi hắn tu luyện vu pháp đến nay đi đại đạo thuộc tính hỏa diễn biến lực lượng biến dị là cuồng bạo lúc canh giờ trần lạc tu luyện hòa giao kình mạnh mẽ nhất cảnh giới thứ ba thì ngưng tụ ra vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên chẳng lẽ vì điều này dẫn đến dương tức quá mạnh đén nỗi vật cực tất phản lời sư phụ vân du tử nói tiếp tục vang lên trần lạc nghiêm túc lắng nghe đồ nhi người dương tức quá mạnh thuần dương mạnh đến tột đỉnh có thể nói là may cũng xui bởi vì trong thiên địa này vạn vật đều thủ hằng có nhân thì có quả có cực độ thuần dương cũng sẽ có cực độ thuần âm người vì cực dương mà gặp kiếp nạn sẽ có người vì cực âm mà chết ngày ngươi 18 tuổi cũng là dương tức mạnh nhất lúc đó ngươi phải đi cửu tuyệt sơn mở vụ ẩn trận pháp ra bên trong sẽ có một nữ nhân cực độ thuần âm trường ngươi hai người là cực độ thuần dương cực độ thuần âm trong hợp hoan trận âm dương bổ sung có như thế mới giảm bớt cực độ thuần dương của ngươi nhớ đừng quên bởi vì nó không chỉ liên quan đến kiếp nạn của ngươi mà còn có sinh mạng nữ nhân kia hành động này giúp ngươi vượt qua kiếp nạn nhưng giảm bớt chứ không chỉ tận gốc nếu đồ nhi có hy vọng vào trung ương học phủ hãy chịu khó tra cứu sách cổ sự tích hợp hoa lão tổ kỳ nguyên thứ ba có lẽ nó sẽ giúp ngươi giải quyết tận gốc vấn đề dương tức quá mạnh nhưng vậy là đồ nhi sẽ ai thôi có lẽ đây là mệnh của ngươi nghe xong di ngôn của sư phụ trong lòng trần lạc vừa giật mình vừa kinh ngạc trần lạc hoàn toàn tin lời sư phụ vân du tử nhưng sư phụ kêu ngày hắn 18 tuổi đi cửu tuyệt sơn mở vụ ẩn trận pháp cùng một nữ nhân xa lạ bổ sung âm dương cái này hơi kỳ cục tuy tư tưởng của trần lạc rộng mở nhưng kêu hắn chấp nhận giao hợp như giao dịch này thì khá là khó chịu trần lạc nghĩ kỹ thì khoảng năm sáu ngày nữa là hắn 18 tuổi có nên đi không vấn đề liên quan đến mạng sống nếu không đi mới là ngốc dù sao trần lạc không bị tổn thất gì huống chi không chỉ cứu mạng trần lạc còn có nữ nhân xa lạ kia xem như tình một đêm đi thời gian gấp gáp trần lạc thu dọn đồ đạc xong chào đám người đồ lão đầu nhi rồi đi cửu tuyệt sơn gần đây tiết thường uyển rất bực mình đêm hôm đó hôn đồng nhiệt trên đỉnh núi làm trần lạc xâm nhập vào tim nàng tuy ngoài miệng tiết thường uyển chối nhưng sâu trong lòng nàng rất vui vẻ có lẽ vì tình yêu đến quá nhanh nên tiết thường uyển không thể thích ứng mấy ngày qua từng giây từng phút nàng nghĩ đến tên kia lúc ăn cơm khi ngủ trong giấc mơ càng nhớ nhung nỗi nhớ nhung làm tiết thường uyển không cách nào bình tĩnh tu luyện tiết thường uyển kiêu ngạo dù lòng có thích đến mấy cũng giả bộ hờ hững nàng sẽ không chủ động tìm trần lạc tiết thường uyển đang chờ đợi trần lạc đến tìm nàng nhưng tiết thường uyển đợi một ngày lại một ngày nhóng một cái đã qua bốn năm ngày nhưng trần lạc không thèm đến tìm nàng trần lạc đang làm cái gì tại sao không tìm nàng trần lạc có ý gì không lẽ trần lạc xem như chuyện ngày hôm đó không xảy ra vậy nụ hôn kia là gì ngày nhập học càng lúc càng gần tiết thường uyển không chờ nổi quyết định đến tìm hiểu xem trần lạc đang làm gì tại sao không tìm nàng nếu trần lạc tu luyện thì tiết thường uyển sẽ tha thứ cho hắn nếu trần lạc không tu luyện không bận công việc thì tiết thường uyển tuyệt đối không tha thứ hắn giấc mơ thật đẹp nhưng hiện thực rất tàn nhẫn khi tiết thường uyển đến thiên khải trang viên ở trường tín thành thì lâm lão nói cho nàng biết mấy hôm trước trần lạc đã lên đường đi trung ương học phủ biết tin tức này tiết thường uyển không thể tin nàng không tin được trần lạc chẳng những không tìm nàng mà thậm chí không chào hỏi đã đi đêm hôm đó trần lạc còn nói một nụ hôn định tình còn nói muốn cưới nàng nhưng sau đó không có sau đó hắn biến mất sao trên đời này có nam nhân nào khốn kiếp như trần lạc tiết thường uyển giận điên lên trái tim kiêu ngạo không tha thứ lừa gạt tình cảm dối trá tên lừa đảo chết tiệt khốn kiếp đổ lưu manh chết tiệt trên đường về tiết thường uyển không ngừng rùa trần lạc chút ra bực tức trong lòng có lẽ vì nụ hôn trên đỉnh núi làm nàng kỳ vọng quá cao không thể chấp nhận kết quả này một thanh âm hư vô vang lên cố nương có tin vận mệnh không tiết thường uyển nhìn theo hướng phát ra thanh âm thấy một nữ nhân mặc áo đen mũ liền nhau khuôn mặt xấu trong bóng tôi không thấy rõ mặt mũi nữ nhân này trước mặt nữ nhân bày một cái bàn màu đen bên cạnh dựng một lá cờ lá cờ viết hai chữ vận mệnh bây giờ tâm tình của tiết thường uyển rất bực mình không thèm quan tâm giang hồ thuật sĩ bói toán đầu đường xó chợ tiết thường uyển định xoay người đi thì giọng nữ nhân hư vô vang lại lên cô nương có tin vận mệnh không vận mệnh sao tiết thường uyển chưa từng suy nghĩ đến vấn đề mịt mờ này có phải cô nương gặp khó khăn trong chuyện tình cảm tiết thường uyển chợt cựng bước giật mình nhìn nữ nhân áo đen tiết thường uyển là một trận sư tuy tạo nghệ không quá sâu nhưng nàng biết đạo bói toán là một chủng loại trong trận pháp là học vấn cực kỳ huyền diệu tuy nhiên bói toán thường là truyền thừa từ cổ xưa ít có người hiểu biết thầy tướng số ngoài đường toàn là giang hồ thuật sĩ lừa lọc tuy nhiên nữ nhân bí ẩn khiến tiết thường uyển chú ý nàng bước tới gần tò mò hỏi mới rồi người nói gì chắc cô nương gặp khó khăn trong chuyện tình cảm kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người